Alo, em chào tất cả các chị nha. Các chị mới vào cho em xin một nốt chấm nha các chị. Hôm nay những chị nào mà chia sẻ like em sẽ có món quà này tặng không đồng cho các chị luôn ạ. Cái em đang cầm trên tay nó sẽ là một đôi bông nha. Mình có thể nó sẽ có cái nút nhựa ấy, mình đeo tua dài hoặc là mình đeo sát tai đều được. Nếu mà mình rút hẳn lên thì nó mình sẽ đeo là một đôi bông sát tai như thế này. Và cái chất liệu em đang cầm ở trên tay đôi bông này của em nó sẽ là hàng titan nha. Cái mẫu bông này em có 3 tông màu này. Cái bông tai titan này hôm nay em sẽ tặng không đồng nha các chị yêu nào chia sẻ like ạ. Các chị mới vào like cho em xin một nút chia sẻ nhá. Và comment cho em mã là tặng đầu like là em sẽ tặng không đồng cho các chị yêu luôn. Bạn này của em nó sẽ là một chiếc lắc à một chiếc bông tai. À em xin lỗi là em sẽ gửi cho các chị cả đôi luôn ấy. Nhưng mà ở trên đây là nó nhiều nó có 3 màu nên em chỉ cầm mỗi đôi một một cái thôi ạ. Mỗi đôi em chỉ cầm một cái màu sắc ở trên đây thôi. Màu tím này, màu hồng này và màu trắng thì sẽ nhỏ hơn và màu tím sẽ lớn hơn nha các chị yêu mới vào xem like cho em xin một nút chia sẻ và comment giúp em là đã chia sẻ kèm quà đầu like nha, tặng đầu like cũng được ạ, đã chia sẻ cộng tặng đầu like kèm theo cho em xin số điện thoại là bông tai này em sẽ tặng các chị không đồng. Bông tai này của em nó là chất liệu titan và có ngọc trai rất là xinh nha. Cái bông này đeo lên nó dịu dàng nhẹ nhàng thôi. Cái mã này để các chị đeo dài hẳn xuống hoặc là mình đeo lưng lửng hoặc là mình đeo sát tai đều đẹp này. Cái mẫu bông tai này rất là xinh luôn và chất liệu titan các chị đeo không gây dị ứng này. Chốt dư mã này là mã tặng đầu like nha. Tặng đầu like em tặng các chị yêu với giá là không đồng ạ. Các chị yêu lên đơn cho mã tặng đầu like. Hôm nay em chưa thấy comment. Các chị có thể chấm hoặc là các chị có thể chia sẻ comment là đã chia sẻ kèm theo tặng đầu like cho em nha. Bông tai này hôm nay thật sự là em sẽ sale rất là nhiều mã hàng. Em sale cả nhẫn này, cả bông tai này rồi hôm nay có cả hàng mới nữa. Có cả mẫu mới nữa nha các chị. Cái mẫu này của em này em sẽ tặng không đồng cho chị yêu nào mà chia sẻ like. Thật sự là em báo tặng là các chị chỉ cần có đơn thôi, các chị chỉ cần có đơn là các chị sẽ có quà tặng nếu mà các chị chia sẻ like nhá chị. Cho số mã này mã tặng không đồng ạ. Bông tai này bình thường các chị phải săn ít nhất với giá là 39k một đôi, hôm nay em sale các chị không đồng luôn, tặng đầu like không đồng nha các chị. Tặng đầu like không đồng cho em ạ. Lên cho mã này là mã xả một này. Em xả mấy cái món này cho chị trước nhá. Bông tai này, một sợi dây chuyền. Ôi cái xả này nó sẽ có một cái mẫu dây chuyền rất là vip như thế này. Dây này nó sẽ là dây mì ép dài 5 tấc và khóa tròn nha. Dây mì ép titan cho em ạ. Các chị ngáo này, bản này nó sẽ là bản 5 ly luôn. Dài 5 tấc và 5 ly. Kèm theo một cái mặt này nó rất là đẹp luôn ạ. Bản này em tặng các chị yêu cả cả combo luôn này. Có một đôi bông tai nữa này. Và một cái lắc tay nha, vừa có bông tai, vừa có dây chuyền, vừa có lắc tay. Set 3 món này em sale chị với giá là 129k. Cho dung mã này là mã xả 1 ạ, 129k. Thật sự là chỉ bằng một cái sợi dây này thôi. Còn chưa bằng tiền cái dây này đầu tiên em bán nữa các chị ạ. Bán này nó vừa có bông tai này, dây chuyền này và một cái lắc tay này. Nó sẽ là lắc tay tông màu bạc nhá. Không phải là tông màu bạch kim đâu. Mà nó sẽ là tông màu giống hệt, tông màu bạc ta luôn đấy các chị ơi. Bán này em sale chị với giá là 129k xả 1 cho em ạ. Đôi bông tai này là hàng thiết kế kiểu dáng Hàn Quốc nha các chị. Bông đá xanh có ngọc trai này, siêu đẹp luôn. Xả 1 với giá là 129k. Em sẽ lên từ từ nha các chị. Các chị muốn xem gì thì các chị đợi em một chút. Hôm nay em mới về được cái mẫu. Lên cho mã này là mã xả 2 này. Em lên hàng xả trước rồi cho các chị yêu nha. Hàng xả thì em lên đầu like các chị sẽ dễ săn hơn ấy. Cái mẫu này em sẽ có một cái dây chuyền này. Nó sẽ là dây hồ lô này. Dây hồ lô đá nhiều màu nha. Và một cái dây chuyền này nó sẽ là dây bi. Cái mẫu dây bi này của em thật sự các chị biết là cái hàng dây bi này em thấy bên ngoài thị trường người ta cũng bán rất là nhiều. Nhưng mà nguyên dây không này người ta bán là 199k. Em có thấy shop họ bán 199k rồi ạ. Nhưng mà hôm nay các chị mua của em này, vừa là một dây hồ lô này, một dây bi này và một đôi bông tai đá pha lê xanh nữa nhá. Cái đôi bông tai đá pha lê này cũng siêu đẹp luôn. Bông tai này nó sẽ là cái hình đá pha lê, hình trái tim ở bên trên và hình giọt nước màu xanh ở bên dưới này. Chốt cho mã này là mã xả 2 cho em ạ. Các chị yêu mới vào xem like cho em xin một nút chia sẻ nhá. Hôm nay em có quà tặng không đồng cho những chị yêu nào chia sẻ like đấy. Quà tặng không đồng luôn nhá, chị cứ comment cho em là đã chia sẻ cộng tặng đầu like là sẽ có quà nha các chị. Mẫu này của em nó sẽ là xả 2 này với giá là 1
119k, xả 2 cho em. Xả 2 em chỉ tặng các chị yêu có 119k thôi. Mà nó sẽ được 3 món luôn, 3 món nguyên một sợi dây này. Các chị ơi, nguyên một sợi dây bi này em thấy shop khác người ta đã bán là 199k rồi. Em tặng các chị 2 sợi dây này kèm theo một đôi bông tai có 119k thôi. Xả 2 cho em, 119k xả 2 cho em ạ. Xả 2 là 119k. Em lấy nữa chị combo nhẫn này. Em có cái set này thì cái set này nó hơi lộn xộn. Cái set này nó sẽ có một cái nhẫn này, nó sẽ là nhẫn. Chờ chút để em tháo cái nhẫn của em ra đã nha. Cái nhẫn này em sẽ có một set này, nó có 4 cái nhẫn luôn nhá chị ạ. Đây là một chiếc nhẫn đá tím này. Một chiếc nhẫn này nó sẽ là một chiếc nhẫn. Cái nhẫn này nó sẽ có một hạt đá ở bên trên như kiểu nhẫn cưới ấy. Và một chiếc nhẫn chữ H này. Một chiếc nhẫn hồ ly nhá, nhẫn hồ ly titan ạ. Em có 3 chiếc nhẫn titan kèm theo một chiếc nhẫn đá tím này. Một set gồm 4 cái. Em lên cho chị mã này siêu rẻ luôn các chị ơi. Bình thường các chị săn một cái nhẫn này bao tiền? Nhẫn hồ ly titan này bên ngoài em thấy người ta cũng đang bán ít nhất là hơn 100.000. Em tặng các chị cả một set 4 cái như thế này với giá là 89k. Lên cho mã này mã combo 1 đi ạ, 89k, quá là rẻ luôn. Có mỗi cái nhẫn hồ ly này size 7, còn lại nó toàn bộ size 6 hết cho em. Nhẫn titan của em thì nó sẽ có size in ở bên trên như này nha, hàng xịn luôn. Hàng titan của em các chị đeo rất là thích luôn ấy. Nó bền màu cực kỳ, dù các chị bỏ ra cái nhẫn đá tím này nó không phải titan thì mình đi chơi đi tiệc mình đeo thôi. Còn những cái nhẫn titan này các chị đeo thường xuyên, đeo hàng ngày cho em, dùng nước không cần tháo ra. Châu dâu mã này mã combo 189k. Quá là đẹp luôn. Nhưng mà cái set combo ấy, những cái combo này em chỉ có duy nhất một combo thôi. Nên em xin phép là qua mẫu hơi nhanh một chút. Các chị cố gắng, nếu mà không xem được thì các chị chụp màn hình lại giữa em nhé. Combo 1 là 89k, có 3 nhẫn titan. Cái nào titan em báo rõ luôn ạ. Combo nhưng mà em sẽ báo rõ cho các chị là cái nào nó là titan, cái nào không nha. Set này của em thì chị yêu nào mà thích toàn bộ titan thì lấy set này cho em này. Cái này của em nó sẽ là có 3 chiếc nhá, set 2, combo 2 cho em. Cái nhẫn ngọc trai này thật sự là em đọc được rất là nhiều comment hỏi nhẫn ngọc trai này. Mà nó là hàng titan nhá. Nhẫn ngọc trai titan này nó sẽ là ở combo 2 nhưng mà có mỗi size 7 thôi. Combo 2 này chị yêu nào mà may mắn chốt được cái combo này thật sự quá là VIP luôn này. Mà giá em sale có mỗi 99k thôi. Combo 2 99k. Cực kỳ nhiều chị hỏi luôn, nhưng mà em xin phép là bán trên live thôi chứ còn em không bán lẻ. Các chị bảo là chốt cho chị cái này, chốt cho chị cái này, nhưng mà thật sự là em bán ở trên live cho nó công bằng nha các chị. Combo 2 này với giá là 99k combo 2. Và chiều nay sẽ có nhân viên gọi chốt đơn nhé. Chị cố gắng để ý nha, máy nhận hàng giúp em nha. Combo 2 99k. Những cái combo này em chỉ chốt cho những chị nào đã có lượt chia sẻ thôi nha. Tại vì thật sự là có một duy nhất một combo thôi. Em cũng muốn ưu tiên hơn ấy. Ưu tiên cho những chị yêu nào chia sẻ like hơn. Còn những chị yêu nào chưa chia sẻ thì quay ra cho em xin một lượt chia sẻ. Hôm nay em có quà đầu like này. Cái này thì em dành tặng riêng cho những chị yêu nào chia sẻ live stream giúp em nha. Các chị cho em xin một lượt chia sẻ về trang cá nhân và một lần trên hội nhóm cũng được. Thật sự là không cần nhiều đâu các chị. Một hai lần trên hội nhóm càng nhiều càng tốt, nhưng mà em không cần quá nhiều đâu. Chỉ cần một lần trên trang cá nhân và ít nhất một lần trên hội nhóm là được. Bông tai này em sẽ tặng 0 đồng nhá. Bông tai này các chị comment cho em là tặng đầu like kèm theo lượt chia sẻ là được. Tặng đầu like cộng đã chia sẻ và số điện thoại là sẽ có đơn. Bông ta này thì nó sẽ có 3 màu, các chị kèm theo màu sắc cho em. Bông bằng chất liệu titan nha, em không tặng hàng vớ vẩn luôn ạ. Em tặng một đôi bông titan rất là xinh như thế này, có ngọc trai bên dưới này. Tặng đầu like là 0 đồng ạ. Lên cho mã này mã combo 3 này. Combo 3 này có 2 cái thôi, thôi xe luôn các chị với giá là 69k. Cái này là nhẫn Phật nha các chị, nhẫn Phật Di Lặc cho em ạ, ngọc màu xanh bằng chất liệu titan luôn, 2 chiếc bằng titan luôn ạ. Combo 3 này size tay là size tay lớn, size tay số 9 luôn. Nhẫn Phật này thật sự là các chị đeo hoặc là mua cho các anh cũng hợp luôn ấy. Bản này là một ông Phật Di Lặc lớn luôn. Các chị biết là mặt titan Phật ấy, em bán rất là nhiều mặt titan Phật. Thì giá của một chiếc mặt Phật là bao nhiêu tiền ạ? Rẻ nhất cũng phải là 99k đúng không? Đây là các chị được 2 chiếc nhẫn luôn với giá là 69k, 2 chiếc bằng titan cả. Cái nhẫn này của em là màu vàng hồng đá cao màu trắng nhá. Combo 3 với giá là 69k, combo 3 cho em ạ. Em có kiềng nhá chị yêu. Chị chờ em chút, em xả combo trước rồi em sẽ lên những cái em sẽ lên kiềng hoặc là lên các kiểu cho các chị nha. Đây là các chị nào mà nãy giờ chưa chốt được combo thì cái này
đảm bảo là tay chị nào cũng vừa luôn. Combo 4 này của em là tay chị yêu nào cũng vừa nha. Em có này nó toàn là có thể điều chỉnh size hết, và ba chiếc nhẫn này đều là những chiếc nhẫn đổi màu. Cái nhẫn này nó sẽ đổi màu theo thời tiết ấy, ví dụ như nó gặp hơi ấm ở tay mình ấy thì nó sẽ đổi sang màu sắc khác nha. Ba chiếc nhẫn đổi màu này cực kỳ đẹp luôn, cái nào cũng xinh luôn. Và có kèm theo một cái nhẫn này, nó sẽ là nhẫn hoa bạch kim này. Những chiếc nhẫn này thì yên tâm là tay chị nào đeo cũng vừa, tay nhỏ hay tay lớn đeo đều vừa 4 cái nha. Cho cái mã này mã combo 4 đi ạ. Chị yêu nào mà thích mình thích nhẫn nhưng mà chưa mình không biết size tay ấy, thì các chị cứ chốt những nhẫn mà tự điều chỉnh size về cho em, về dễ đeo không lo bị lỏng hay chật hết ạ. Cho cái mã này mã combo 4 nha, với giá là 79k combo 4 cho em ạ. Combo 4 là 79k combo 4 này, xinh chưa các chị ơi? Cực kỳ xinh luôn, đá này nó đang đổi màu dần dần rồi này. Những cái viên đá này thì tùy theo hơi ấm của mình nha, sẽ nó sẽ đổi màu và xoáy xung quanh này. Những cái viên đá rất là sáng luôn. Combo 4 là 79k, không cần sai tay ạ. Combo 4 không cần sai tay cho em. Nhưng mà có mỗi một set thôi, em sẽ ưu tiên chốt đơn cho những chị yêu nào đã có lượt chia sẻ nha. Đã có lượt chia sẻ thì mới chốt ạ. Lên cho mã này mã combo 5 này. Em lên hết combo một lần đây. Combo 5 này của em nó sẽ là cái set nhẫn size tay số 6 ạ. Chị yêu nào size nhỏ này. Bây giờ nó sẽ có một cái set này, nó có một chiếc nhẫn titan này, nó sẽ là như kiểu hình trái tim ấy. Nó những cái hình trái tim nó uốn lượn này. Một chiếc nhẫn đá cao này và một chiếc nhẫn vàng hồng nha. Tặng luôn nhớ chị một chiếc nhẫn titan lớn này nữa đi. Một set này nó gồm 4 cái luôn. Cho dô mã này mã combo 5 đi ạ. Combo 5 cực kỳ đẹp luôn, toàn nhẫn đá cao này và nhẫn titan. Hai chiếc nhẫn này nó là titan cho em. Nhẫn titan bản lớn này siêu đẹp luôn nha. Nó sẽ có 4 tầng đá nó chạy xung quanh nhẫn luôn. Và một cái nhẫn này nó sẽ là nhẫn trơn này. Đeo các chị vừa có thể đeo đẹp để đi chơi đi tiệc này, và vừa có thể đeo bền màu không cần tháo ra khi làm việc ạ. Cho cơ mã này mã combo 5 nha. Với giá là 99k combo 5 ạ. Combo 5 này có một chiếc nhẫn vàng hồng nha, và một chiếc nhẫn đá cao này. Có 99k thôi, quá là rẻ luôn ấy. Cái set này bình thường em bán một chiếc đã ít nhất cũng phải là 6979k rồi. Em tặng các chị 4 chiếc con. 4 chiếc có 99k thôi, combo 5 cho em. Lên cho mã này mã combo 6 này. Cái này em sẽ có một set nhẫn này, nó sẽ là set nhẫn size số 8 nha các chị. Set nhẫn này nó sẽ là size số 8 ạ. Bản này em sẽ có là có cái nhẫn này thì nó sẽ là theo set rồi này. Ba chiếc nhẫn này nó sẽ là ghép vào thành một cái bông hoa cỏ bốn lá cho em. Tông màu vàng hồng nha. Cái này thì nó sẽ đeo như thế này. Các chị có thể tách ra đeo một cái, một cũng được. Và cái này em có cả một cái nhẫn này, nó sẽ là nhẫn hai màu nữa này. Nhẫn hai màu có một hàng đá chạy ở bên giữa như kiểu nhẫn cưới nha. Và một cái nhẫn này nó sẽ là nhẫn hình chữ love này. Cho số mã này là mã combo 6 cho em ạ. Combo 6 này em sale các chị với giá là 99k combo 6 ạ. Combo 6 này toàn bộ titan nha. Combo 6 là toàn bộ titan thôi, sale luôn 89k đi. Các chị cho em xin một lượt chia sẻ nha. Hôm nay các chị yêu nào chia sẻ em sẽ có quà tặng không đồng là một đôi bông tai ạ. Cho dù mã này là mã combo 6 với giá là 89k combo 6 gen titan toàn bộ nha, và size số 8 ạ. Những chiếc nhẫn titan này của em toàn bộ là size 8, combo 6 là 89 gen. Lên cho mã này là mã combo 7 này. Combo 7 này của em nó sẽ là một set nhẫn size tay số 8 luôn ạ. Nếu mà chị yêu nào chưa, các chị cứ chốt dư ra cho em. Tại vì mỗi combo em chỉ có duy nhất một set thôi, em không có nhiều. Hàng này là hàng em xả lẻ xa nhá, chứ còn bình thường không bao giờ em bán cái giá này luôn đấy các chị ơi. Bản này nó sẽ là 3 chiếc nhẫn này. Set này của em nó sẽ gồm 3 set, 3 chiếc nhẫn. Cái này em tính là một cái thôi nha, một chiếc thôi nha. Cho dù mã này là mã combo 7 ạ. Combo 7 này với giá là 79k cho em nha. Nhẫn này nó là nhẫn kim tiền bản lớn ạ. Nhưng mà nó sẽ hở bên dưới như thế này, nhưng mà vẫn là size số 8 nha. Ba chiếc nhẫn cực kỳ đẹp, 79k. Chốt cho mã này mã combo 7 ạ. Combo 7 là 79k cho em combo 7 nha. Cái set này em có hai chiếc nhẫn titan rồi. Combo 7 là 79k cho em. Em xin phép là lên nhanh một chút, tại vì em chỉ sợ là nó nhiều chị chốt quá nó lại thiếu hàng ấy. Tại vì em có duy nhất một set à, em không có nhiều. Chị yêu nào mà tay nhỏ xíu đâu ạ. Size tay số 5 toàn bộ luôn này. 4 chiếc nhẫn size 5 mà toàn bộ titan. Size 5 này em có toàn bộ là titan nhớ chị. Đây 4 chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn này nó sẽ là dập chữ này.
Một chiếc nhẫn này nó sẽ là dập chữ này, một chiếc nhẫn kim tiền này. Một chiếc nhẫn này nó sẽ có đính một viên viên đá ở chính giữa, còn lại là nó uốn lượn như nhẫn trơn ấy. Cái set này thì đảm bảo các chị là đeo chỉ có chán các chị bỏ ra thôi. Cái set này toàn là những chiếc nhẫn bền thôi, toàn là những cái thiết kế nhẫn đơn giản nhưng mà siêu bền, đeo làm việc các kiểu thoải mái cho em, không lo bị đen hay là không lo bị dỉ nhá. Nếu mà đen em cho các chị trả hàng luôn. Cái mẫu nhẫn này nó toàn là titan thôi các chị ạ. Bốn cái nhẫn này toàn bộ titan luôn. Sơ mã này là combo 8 ạ, 79k combo 8 cho em. Có 79k để các chị tính xem một chiếc nhẫn titan bình thường người ta bán mấy chục nghìn là rẻ nhất, nhưng mà em bán 79k mà 4 cái luôn. Cho các bạn combo 8 này size 5 nha. Size 5 thôi ạ, chị nào là đúng size thì các chị hãng chốt, không mất công. Mất công về không đeo vừa. Cho các bạn này mã combo 9 này. Cái này em sẽ có một set 2 cái nha. Set nhẫn này nó sẽ là size tay số 9 ạ. Size tay số 9, cái nhẫn ngọc trai này cực kỳ đẹp luôn. Chiếc nhẫn ngọc trai titan này cực kỳ đẹp. Hai chiếc nhẫn này nó đều là chất liệu titan cho em nhé. Hai chiếc nhẫn titan này size tay số 9 này rất là sang luôn. Bản vừa có ngọc trai vừa có ngọc này, nó cái này nó sẽ là đá mắt mèo xanh, đá mắt mèo xanh cho em. Với giá là 89k combo 9 cho em. Chị yêu nào size tay số 9 này quá là đẹp luôn. Chị nào mà tay 9 thì chốt luôn mã này đi ạ. Titan đeo siêu bền nhá. Combo 9 hai chiếc đều là titan 89k. Em lên cho chị một set nhẫn ngọc trai thật này. Set nhẫn này toàn bộ nó là những cái viên ngọc trai thật cho em. Em bao giờ chị kiểm tra hàng trước khi nhận nó là ngọc trai thật nhá. Và tay chị nào đeo cũng vừa luôn. Combo 10 này tay chị nào đeo cũng vừa. Siêu đẹp luôn các chị ơi. Hai ba chiếc nhẫn nhá. Một chiếc nhẫn này nó sẽ là ngọc trai màu trà, hai chiếc này đều là ngọc trai màu trà hết. Và một chiếc nhẫn này nó sẽ là ngọc trai màu trắng nhá. Ngọc trai màu trắng và màu trà này đeo nó cực kỳ sang luôn. Ngọc trai thì nó rất là quý phái rồi. Và nó đính đá ở bên ngoài này. Combo 10 này em lên cho chị với giá là 99k. Em chỉ combo em chỉ chốt cho các chị nào mà có lượt chia sẻ thôi nha. Tại vì hàng em rất là ưu tiên luôn ý. Ba chiếc nhẫn ngọc trai thật mà có 99k thôi. Không bằng giá các chị mua lẻ một chiếc nhẫn ở bên ngoài, một chiếc nhẫn ngọc trai thật bên ngoài các chị ạ. Bản này nó sẽ là ba chiếc nhẫn ngọc trai thật nhá. Và tay chị nào đeo cũng vừa, 99k combo 10 cho em. Combo 10 99k mà chị nào chia sẻ em còn có quà tặng không đồng cho các chị yêu chia sẻ cơ. Hôm nay các chị chia sẻ cho em ít nhất là một lần trên trang cá nhân và một lần trên hội nhóm nhá. Còn nếu mà nhiều hơn thì em cảm ơn ạ. Cho ra mã này mà combo 11 này. Thật sự là nhẫn đẹp quá này, em muốn lên hết cho các chị đầu like luôn ấy. Cái mẫu này của em nó sẽ là cái hai chiếc nhẫn tông màu bạch kim nhá. Đẹp chưa các chị ơi, đá pha lê này. Cái nhẫn này nó sẽ là tông màu bạch kim và đá pha lê màu vàng ở chính giữa rất là lớn như thế này nhá. Hai chiếc nhẫn này của em nó sẽ là size tay số 6 ạ. Hai chiếc nhẫn size 6 thôi. Hai chiếc nhẫn này tay chị nào nhỏ nhỏ này rất là xinh luôn. Nhẫn toàn là đá cao và nó đính nhiều đá bên dưới. Ở bên ngoài các chị sẽ thấy là nó sẽ sáng hơn ở trên like của em. Nhẫn rất là đẹp nhá. Cho cái mã này là mã combo 11 ạ, 59k hai chiếc. Combo 11 59k cho em. Combo 11 đã size tay số 6 cho em nha. Size tay số 6 thôi. Đây cái chiếc nhẫn này rất là nhiều chị hỏi em này, mà thật sự là nó chỉ còn nó có mỗi một cái là size tay số 8 cho em. Nhẫn này em sẽ có set này là set size tay số 8 này. Ba chiếc nhẫn này em nói thẳng ra là nó cũng không phải titan nhưng mà nó rất là đẹp. Chiếc nhẫn nào nó cũng đẹp luôn nha các chị. Bán đá này nó sẽ là đá pha lê thật ở chính giữa cho em này. Và cái nhẫn này nó sẽ là kiểu dáng rất là hot luôn, cái kiểu hạt dưa như thế này, đá pha lê màu đỏ nhá. Và cái này nó sẽ là một cái viên ngọc xanh này. Set này nó sẽ là size số 8 nhá. Set này lên cho mã combo 12 ạ. 79k cho em. Combo 12 79k toàn bộ size 8. Chị yêu nào đeo size 8 thì hốt luôn cái combo này đi, cực kỳ sang luôn, ngọc xanh này, đá đỏ này. Trời ơi quá là đẹp luôn ấy. Có mỗi 79k thôi, combo 12 cho em. 79k một set nha. 3 chiếc ạ. Set 3 chiếc 79k, các chị thử tính, các chị tính sơ sơ một chiếc có bao nhiêu tiền đâu ạ. Cho cái mã này là mã combo 13 này. Combo này thì dành cho những chị yêu nào size tay số 7 ạ. Em tính cái set này em cũng tính vào một chiếc nha. Combo 13 này nó sẽ là size tay số 7 cho em. Size tay số 7 và cái này nó sẽ là một chiếc nhẫn chữ H này, một set nhẫn hoa cỏ 4 lá và một chiếc nhẫn đá xanh. Set này em sale chị với giá là 99k combo 13 nha. Toàn nhẫn VIP thôi, toàn nhẫn đẹp thôi. Combo 13 này rất là đẹp và nó là titan toàn bộ. Ba chiếc nhẫn này đều là hàng titan cho em. Em báo rất là cụ thể nha.
combo nhưng mà em cũng báo sai và báo cái nào titan em cũng báo rất là rõ ràng, nên các chị cố gắng là chốt thì chốt chắc rồi. Em hàng này em đã xả siêu rẻ rồi đấy, coi như là thật sự là lỗ rất là nhiều, coi như là giá tặng thôi ạ. Chốt cho mã này là mã combo 1399k, combo 13 cho em. Combo 1399k. Nhưng mà các chị yên tâm là bên em vẫn sẽ gọi chốt đơn, nên dù các chị có thể chốt nhiều lên, các chị ví dụ các chị có thể chốt 10 sa à 10 combo nhưng mà các chị chỉ lấy độ 4 5 combo thôi, thì bên em lúc nhân viên chốt chốt đơn ấy, các chị cứ báo với nhân viên chốt đơn là đều được nhá. Chứ em cũng không bắt là chốt trên line là phải lấy tất cả như ở trên line đâu nha các chị. Các chị yên tâm là bên em sẽ gọi điện chốt đơn, nên các chị báo với nhân viên lúc chốt đơn giúp em là được. Chốt số mã này là mã combo 14 này. Cái này thì size tay số 6 nhá, nó ba chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn kim tiền này và một chiếc nhẫn này nó sẽ là nhẫn đá trà, và một chiếc nhẫn này nó sẽ là đá pha lê oval rất là nổi như thế này. Cho dù mã này là mã combo 14 cho em ạ. Combo 14 là 89k, combo 14 cho em, siêu đẹp luôn. Cái hàng, cái mẫu này nó toàn nhẫn đẹp thôi, cái combo này nó toàn nhẫn đẹp thôi. Nhẫn kim tiền thì các chị đeo để đeo thường xuyên, đeo hàng ngày được này. Nhẫn kim tiền bản này nó sẽ là bản lớn nha, và cái nhẫn này nó cũng là titan bản lớn xịn sò luôn. Có mỗi bao nhiêu? 89k 3 chiếc ạ. Combo 14 là 89k 3 chiếc nha. Nếu mà chị em nào mà chưa chốt được combo ấy, thì em có cái nhẫn này, nó sẽ là nhẫn nó có một size duy nhất này. Lên trong mã này chị yêu nào mà size số 8 này thì em sale các chị yêu nào size 8 này. Cái này em có mấy cái cơ. Cái nhẫn này em sẽ có một cái nhẫn cực kỳ đẹp luôn. Cái nhẫn này thật sự là đợt trước rất là nhiều chị hỏi em nhưng mà nó bị lẻ size. Giờ còn mỗi size 8 thôi, chị nào và vừa size 8 thì hốt luôn đi. Có chị mua về rồi, chị nhận hàng chị thấy đẹp quá, chị hỏi lại mua mấy cái nhưng mà nó không còn size của chị nữa. Cái mẫu này em sale chị hôm nay với giá là 59k nha. Trong số mã này là mã nhẫn đá lớn ạ. Nhẫn nhẫn đá lớn nha, nhẫn đá titan lớn đi, các chị nhờ báo báo là nhẫn đá titan lớn đi, tại vì nó là chất liệu titan. Và cái mẫu titan này đầu tiên em bán 99k, hôm nay sale 59k là sale sale qua mẫu thôi. Sale thật sự là cái hàng này nó là hàng mới, còn tem mác này các chị cứ không phải là hàng sử dụng rồi đâu nha. Nó em còn số lượng là còn 5 cái. Chị yêu nào size 8 thì các chị hốt cho em cái nhẫn này, 59k một chiếc, hàng titan bản lớn. Hàng titan này các chị sang bên ngoài rẻ cũng phải là ít nhất cũng phải là mấy trăm nghìn các chị ạ. Bản lớn và đính rất là nhiều đá lấp lánh luôn. Cho số mã này là mã nhẫn đá titan lớn ạ. Nhẫn titan đá lớn cũng được. Với giá là 59k, size 8 nha, còn duy nhất một size thôi. Nên em sale nửa giá luôn đấy ạ. Còn cái mẫu đấy nó còn một size thôi, rất là đáng tiếc. Cái mẫu này em có size số 6 này. Cho dung mã này là mã nhẫn bạch kim hoa đi ạ. Nhẫn bạch kim hoa cho em. Nhẫn bạch kim hoa này em sale với chị với giá là bao nhiêu ta? Thôi em sale luôn các chị với giá là 35k. Nhẫn bạch kim hoa 35k cho em. Size mỗi còn mỗi một size, size số 6 thôi. Nhẫn bạch kim hoa 35k cho em. Cái mẫu này nó sẽ là một cái bông hoa rất là lớn, những cái viên đá pha lê này nó rất là sáng luôn ấy. Các chị nhìn bên ngoài các chị sẽ thấy là nó cực kỳ đẹp luôn. Nhẫn này em sẽ cho chị 35k nha. Nhẫn bạch kim hoa size 6 ạ. Bên trong này nó có dập ký hiệu S925 này, 925 này. Nhẫn bạch kim hoa là 35k. Lên cho mã này là mã nhẫn. Các chị chờ em chút nha, để em lên với cái nhẫn lẻ lẻ này trước, xong rồi là tí nữa em sẽ lên thêm những cái dây chuyền và bông tai, em cũng xả rất là nhiều. Cho số mã này là mã nhẫn cặp bạch kim nè, nhẫn cặp bạch kim này, hai chiếc cơ nha, và nó toàn bộ nó có dập ký hiệu bên trong hết này, hai chiếc nhưng mà nó chỉ có mỗi size 6 thôi. Nhẫn cặp bạch kim này sale luôn các chị là 29k một cặp, nhẫn cặp bạch kim 29k, thật sự là không bằng giá em nhập luôn các chị yêu ạ. Bản này em, các chị biết là đầu tiên em bán là bao nhiêu ạ? 59, hôm nay em sale 29k. Cho ra mã này mã nhẫn cặp bạch kim 29k, hai chiếc luôn mà có 29k, thật sự là coi như là giá cho luôn ấy, cả giá biếu luôn ấy các chị ơi. Nhẫn cặp bạch kim 29k nhưng mà còn mỗi size 6 thôi. Nhẫn cặp bạch kim còn mỗi size 6 ạ. Cho ra mã này là mã nhẫn ngọc trai thật này. Nhẫn ngọc trai thật này em còn mỗi hai cái. Nhẫn ngọc trai thật này nó sẽ là đá trà cho em. Màu nó sẽ là cái màu hơi hơi vàng vàng ấy. Nhẫn các chị cố gắng thả tim thả like cho em nha, tại vì em bị ấn bình luận rồi các chị. Các chị thả tim thả like để em xem có nhiều các chị thả tim thả like cho em để em có cái động lực em like ấy. Em like xả rất là rẻ cho các chị nha. Cho số mã này là mã nhẫn ngọc trai thật này, hai cái thì thôi em sale các chị với giá là 39k luôn. Nhẫn ngọc trai thật 39k. Thật
Thật sự là cái giá này em không phải là giá em bán nhá. Cái giá này các chị mua ở đâu được cái giá này đâu ạ. Em cũng đâu có lấy được hàng cái giá này đâu. Nhưng mà em sale tặng quà cho các chị thôi. Cho dù mã này là mã nhẫn đá xanh này. Nhẫn đá xanh này em sale các chị với giá là 39k nha. Nhẫn đá xanh này là một mẫu mới luôn ấy. Nhưng mà em còn mỗi size 8 với size 9 thôi. Nhẫn đá xanh này sale luôn 29k. Nhẫn đá xanh 29k, coi như là tặng quà thôi các chị ơi. Bản này em đâu có nhập được giá 29 đâu ạ. Cái mẫu này nó sẽ có dập S925 bên trong. Và cái này màu bạch kim ở bên ngoài bao giờ nó cũng sáng hơn ở trên like của em nha. Like của em màu bạch kim thật sự là nó không đẹp được bằng ở bên ngoài đâu ạ. Cho cái mã này nhẫn đá xanh size 8 và size 9 chị yêu nào vừa thì chốt. Cái nhẫn này thật sự là nó cũng không có nhiều đâu các chị ơi. Bản này em chỉ có tầm độ 4-5 cái là cùng thôi. Những cái mẫu nhẫn này đa số là nó còn tầm 4-5 cái là cùng thôi. Không có nhiều, không có số lượng lớn lắm đâu ạ. Nhẫn này lên cho mã này mã nhẫn đá vàng đi ạ. Nhẫn đá vàng này nó cũng là màu bạch kim cho em. Sale luôn các chị 29k nhẫn đá vàng ạ. Nhẫn đá vàng 29k các chị cố gắng là cho em xin một lượt chia sẻ để có thể nhận được quà tặng không đồng hôm nay của bên em nha. Quà không đồng hôm nay là một đôi bông tai ạ. Cho dù mã này mã nhẫn đá vàng với giá là 29k. Cái này thì em chỉ có mỗi size số 6. Không biết là số 6 với số 7 thì phải. Cái nhẫn này em có 6 với 7 nha. Nhẫn đá vàng với giá là 29k. Nó sẽ đan xen một chút xíu màu vàng phay ở bên giữa này. Và có đính đá siêu đẹp luôn. Nhẫn đá vàng 29k. Lên cho mã này là mã nhẫn lượn sóng này. Cái nhẫn này em chỉ có mỗi size số 7 à. Nhẫn này hình như em còn size 6 với size 7. Không biết là còn em cũng không nhớ chính xác. Nhưng mà các chị chốt size 7 thì ở đây rồi. Nhưng không biết là còn size 6 hay là size 8 nữa ấy. Nó chỉ còn mỗi 2 size thôi. Em sale các chị với giá là 25k. Nhẫn lượn sóng 25k. Hàng titan nha, đẹp siêu đẹp luôn ấy. Và đeo nó bền cực kỳ. Thật sự cái nhẫn lượn sóng này em từng đeo thử rồi. Nó rất là bền màu luôn. Và cái kiểu dáng thiết kế này nó nhẹ lắm. Cái kiểu dáng này nó sẽ rất mỏng này. Nên đeo làm việc thoải mái lắm các chị nha. Bán nhẫn lượn sóng này 25k. Nhẫn lượn sóng cho em. Lên cho mã này là mã nhẫn hai màu này. Nhẫn hai màu này em chỉ còn mỗi size 6 thôi. Nhẫn hai màu còn duy nhất một size 6. Kiểu dáng y như nhẫn cưới của em luôn ấy. Cái kiểu này nó tương tự mấy những cái kiểu nhẫn cưới đang hot đấy các chị. Em thấy là dạo này rất là hot nhẫn cưới hai màu các chị ạ. Cho dòng mã này là mã nhẫn hai màu titan nha. Nhẫn này là chất liệu titan cho em này. Đeo cái này nó siêu bền luôn. Ở bên trong của nó sẽ là tông màu bạch kim. Hàng xịn nhá. Hàng xịn nó bóng sáng từ trong ra ngoài này. Không có một vết hàn nào luôn. Đẹp cực kỳ. Có em sale các chị 20. Thôi sale luôn 20k đi. Nhẫn hai màu 20k. Có 20k một chiếc nhẫn titan thôi. Cái bản này của em còn mỗi size 6 nhá. Chị yêu nào mà tay nhỏ này. Vừa rẻ vừa đẹp. Nhẫn hai màu 20k cho em. Cái giá hôm nay thì thật sự là không có ở line nào khác có được luôn ấy các chị ạ. Bản nhẫn này của em nó sẽ là cái nhẫn nhỏ titan đá cao này. Nhẫn titan đá cao này em... Các chị lên đơn luôn là nhẫn titan đá cao đi nha. Bản này nó siêu nhỏ luôn. Nó chỉ có 2 ly thôi nhưng mà em cũng chỉ còn mỗi size mấy đi ta. Cái này nó khoảng độ size 7. Nhẫn titan đá cao này em hình như em còn size 7, size 8 hay sao ấy. Em còn 2 size là size 7, size 8 nhá. Sale luôn các chị yêu với giá là 25k. Nhẫn titan đá cao 25k. Hàng này nó sẽ là hàng đá cao nha. Hàng xịn luôn ấy ạ. Nó đính đá bên dưới sâu bên trong nữa này. Nhẫn titan đá cao này còn size 7, size 8 với giá là 25k. Hàng titan. Cái nào em báo titan thì các chị cứ yên tâm mà đeo. Thật sự hàng nhẫn này em hay săn hàng titan cho các chị thôi. Chứ còn những cái hàng kia thì thật sự là em cũng không có muốn like. Không muốn like luôn ấy. Trừ khi là nó rất là đẹp thì em mới nhập về. Cho dù mã này là mã nhẫn titan lớn. À em xin lỗi là cái nhẫn titan này các chị. Cho dù mã này là mã nhẫn titan. Nhẫn titan gì đây. Thôi ạ, các chị lên đơn cho mã này là mã nhẫn titan. Bản này đọc là gì nhỉ? Lớn thì có rồi. Thôi các chị cho là nhẫn titan đá nhỏ đi các chị. Đá nhỏ nha, cũng là bản lớn nhưng mà đá của nó sẽ là nhỏ và nó gắn sâu bên trong như thế này. Nhẫn titan đá nhỏ này, sale luôn các chị với giá là 39k. Còn mỗi duy nhất một size 7 thôi ạ. Nhẫn titan đá nhỏ này còn duy nhất một size 7 thôi nhưng mà thật sự là em thấy bản lớn nên có vẻ là nó làm cũng rộng hơn so với size bình thường thì phải. Tại vì size 7 bình thường em chỉ đeo ngón giữa thôi. Nhưng mà em đeo cả ngón trỏ luôn này. Nhẫn titan đá nhỏ này em còn mỗi size 7 nha. Nhưng mà em nghĩ là size 7,5 vẫn đeo được. Bản này em sale chị với giá là 39k nhá. Thôi để em lên
em lên dây chuyền với bông tai hàng xả cho chị tiếp nha, chứ nhẫn thật sự là em sợ các chị không không muốn xem nữa. Lên à, hôm nay em về được vòng trang, vòng trang này các chị ơi, vòng trang cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà thôi để chị hiền like tay em lại ép nhé. Lên cho mã này là mã M1 này, em lên một chút xíu hàng có số lượng đi nha. M1 này em có một đôi bông tai này, nó sẽ là một cái đôi bông tai lớn lớn một chút, có ngọc trai và đính đá này. Cái bông này thật sự là nó dễ đeo và nó sang cực kỳ luôn. Bạn này em xem chị với giá là 39k M1 cho em nha. Bông tai này nó sẽ là chốt nhựa lớn này, M1 39k. Những chị yêu nào mà da không quá nhạy cảm ấy thì đeo những cái đôi này nó nhiều thiết kế đẹp hơn các chị ạ. M1 với giá là 39k. Hôm nay em về được bông tàu lớn rồi nha các chị ơi. Rất là nhiều chị hỏi em bông tàu 6 phân. Đây nha các chị, bằng chất liệu titan luôn ạ. Bông tàu 6 phân titan. Bình thường thì em nghĩ là 6 phân này chị nào mà thật sự thích sang chảnh ấy thì các chị lấy giúp em nha. Tại vì bình thường thì em hay bán 4 phân thôi, nhưng mà lại rất nhiều chị hỏi em 6 phân. Cái bản này em có là 6 phân và bằng chất liệu titan trơn này. Vòng bông tàu titan trơn nha. Bông tàu titan trơn ạ, với giá là 49k. Các chị cố gắng cho em xin thả tim thả like nha, tại vì em bị ẩn mất bình luận rồi. Thật em cũng không, em muốn đọc bình luận của các chị nhưng mà cũng không đọc được ấy. Thì các chị cố gắng thả tim thả like để em thấy động lực em live stream nha các chị. Chốt mã này là mã M2 ạ. 49k một đôi titan, hàng titan bông tàu lớn ạ. M2 49k với em M2 ạ. Lên cho mã này mã M3 này. M3 này của em nó sẽ là một cái đôi bông này, nó là bông titan ngọc trai ạ. M3 chốt khóa là chốt khóa bấm này. Với giá em tặng các chị yêu là 49k M3 cho em. M3 49k. Cái bông này rất là dễ đeo nha, lứa tuổi nào đeo cũng phù hợp và nó là chốt khóa bấm. Chốt khóa bấm thì đeo nó sẽ không bị đau tai ạ. Nó không bị đau tai khi nằm ấy. M3 cho em với giá là 49k M3 cho em. M3 49k. Hôm nay em có rất là nhiều hàng luôn ấy. Em lên cho chị thêm hàng xả đấy nha. Em lên cho chị cái mẫu này, nó sẽ là một set này. Hàng xả này thì em sẽ tua nhanh thôi, tại vì nó không có số lượng, nó có mỗi một combo duy nhất à. Cho dù mã này là mã xả 3 cho em ạ. 119k. À em xin lỗi, là cái xả 3 này em sale cho chị rẻ hơn đi. Cái mẫu này em sẽ có một đôi bông tai này, một đôi bông tai này và một giờ hai đôi bông tai luôn nha. Một sợi dây chuyền. Bông tai này nó là cùng set với cái dây chuyền này ấy. Set này em sale cho chị với giá là 79k luôn. Xả 3 cho em 79k. Cái set này nó sẽ là cái bộ titan luôn ạ. Cả mặt cả dây là titan này và một bông tua dài như này. Xả 3 79k, còn không bằng giá tiền một bộ em bán lúc đầu luôn ạ. Xả 3 với giá là 79k một set nhá. Cái set này bông tai của nó xinh lắm, nó cũng có đá pha lê ở chính giữa như thế này nhá. Xả 3 79k cho em. Lên cho mã này mã xả 4 này. Xả 4 này của em nó sẽ là một kia dây chữ G này. Xả 4 này của em nó sẽ có một dây chữ G này và một kia đôi bông. Thật sự là cái bông này em nghĩ là em sẽ về hàng thêm, nhưng mà thôi bán tặng luôn nhá chị. Xả 4 này em tặng cho chị với giá là 79k luôn, xả 4 nhá. Thật sự là cái bông này nó đẹp xuất sắc luôn các chị. Cái kiểu dáng bông hai màu như này này, ở bên trên là đính đá. Cái mẫu này nó thật sự rất là hot luôn. Chốt khóa là chốt khóa bấm ý này. Tông màu bạch kim sáng lấp lánh luôn. Và cái bản này nó sẽ là một dây titan nữa. Xả 4 cho em. Với giá em tặng là 79k thôi. Xả 4 79k cho em. Lên cho mã này mã xả 5 này. Xả 5 này em sẽ có một set gồm một dây chuyền này. Dây chuyền thì nó sẽ là một bạch kim, một cái lắc tay này nó sẽ là lắc tay kiểu dáng móc xích lớn, móc xích dài cho em. Ở bên giữa thì nó sẽ có một cái mặt titan như thế này, kèm theo một đôi bông này. Đôi bông này nó sẽ là một đôi bông lớn nhá. Bông lớn nhưng mà nó lại đeo sát tai rất là sang. Và một dây chuyền này nó sẽ là dây chuyền màu bạch kim đá pha lê vuông này. Cho dù mã này là mã xả 5 cho em ạ. Xả 5 em tặng cho chị yêu với giá là 79k luôn đi. Xả 5 79k thôi. Xả 5 này nó là một cái lắc titan này các chị ơi. Hàng này nó sẽ có dập chữ ở bên trên nhá. Hàng titan toàn bộ cả cái mặt cả viên bi này luôn này. Cái lắc này đầu tiên em đã bán 79 rồi. Những cái mã xả này em chỉ có duy nhất một set thôi. Xả 5 cho em. Em sale cho chị với giá là 79k xả 5. Các chị cố gắng cho em xin một lượt chia sẻ nhá. Một lượt chia sẻ về trang cá nhân và một lần hội nhóm hôm nay. Chị yêu nào mà có chia sẻ thì comment cho em là đã chia sẻ, là bên em sẽ tặng quà không đồng cho chị nha. Cái đôi bông tai ạ.
Cho tôi mã này là mã xạ 7 cho em ạ. Xạ 7 này của em nó sẽ là một set gồm một dây chuyền titan. Dây chuyền titan mặt này nó sẽ là mặt hình hoa quả bốn lá này. Dây chuyền titan nha, dây titan dài 5 tấc cho em ạ. Xạ 7 này của em có một đôi bông tai nữa này. Xạ 7 này em sẽ có chị 59k thôi. Xạ 7 59k, xạ 7 giúp em. Xạ 7 59k. Lên cho mã này là mã xạ 8 này, dành cho những chị yêu nào thích màu vàng hồng ạ. Xạ 8 này nó sẽ là dành cho những chị yêu nào thích màu vàng hồng nhá. Nó sẽ có hai sợi dây chuyền titan luôn. Và dây titan rất là đẹp nhá, hai kiểu khác nhau ạ. Một kiểu nó sẽ là có ngọc trai này, kiểu dáng này nó sẽ là năm hạt ngọc trai, và một kiểu có thiên nga. Hai kiểu dây này nó sẽ nhỏ nhỏ xinh xinh khoảng 4 tấc nữa, tăng đơ là 4 tấc rưỡi thôi. Và một đôi bông này nó sẽ là đôi bông đá đỏ sát ta này. Cho dung mã này là mã xả 8 đây em ạ. Xả 8 này em sale chị với giá 3 món như thế này 69k. Xả 8 69k, xả 8 đây. 3 món màu vàng hồng nha, toàn bộ màu vàng hồng ạ. Xả 8 với giá là 69k, xả 8 cho em. Lên cho mã này mã xả 9 này. Em có một cái set này, nó sẽ là set có một cái lắc tay 2 tầng bằng titan hình mặt trăng này. Một đôi bông này nó sẽ là đôi bông đá. Một đôi bông titan như thế này. Kèm theo cho em là một cái đôi bông như thế này nữa. Nó sẽ là một set 3 món nha các chị. Set này của em thì thật sự là nó toàn hàng đẹp thôi. Cái mẫu này của em nó sẽ là bông tai thiết kế đeo khóa móc câu này. Một cái lắc tay titan và một đôi bông titan vuông nha. Chốt khóa bấm ạ. Chốt giúp mã này là mã xả 9 cho em ạ. Xả 9 này em sale với chị với giá là 89k xả 9. Thôi sale luôn với giá là 79k đi. Tặng thì đã tặng thì gọi là tặng giá nào cũng được đúng không các chị? Chốt cho mã này là mã xả 9 cho em ạ. 79k xả 9 cho em. Hai cái mẫu này là titan cho em, đeo siêu bền luôn và nó sang nữa. Xả 9 với giá là 79k xả 9 cho em. Xả 9 79k, chị lấy lại xả đi để em đi. Lên cho mã này là mã xả 10 này. Các chị ủng hộ cho em xin nút chia sẻ nha các chị yêu. Các chị ơi, hôm nay em về cho các chị những chiếc áo này em bán để lấy tương tác các chị ạ. Em về được một lô áo siêu đẹp luôn các chị. Áo này là áo đúc xu nhá các chị nhá. Và các chị ngắm giúp em này cái chất của nó này. Đệm của nó tương đối là dày dặn và nó có nâng ngực nhá, có bàn tay ở bên trong đây này các chị này. Ngắm giúp em nhá. Cái mẫu áo này là các chị biết là bên ngoài ta bán giá rất là cao luôn ạ. Em tặng các chị yêu nhà mình giá giật mình luôn. Các chị ủng hộ cho em xin một nút chia sẻ, các chị lấy màu gì báo dùm em. Áo này siêu đẹp luôn. Đệm rất là dày luôn đấy các chị. Đệm này đệm dày và đệm nâng ngực. Kiểu dáng của nó thì các chị biết là đây này, các chị ngắm giúp em nhá. Siêu đẹp luôn, em tặng đến các chị nhà mình với giá này các chị ơi 49.000 đồng. Em nói thật sự các chị luôn, ở bên ngoài ít nhất các chị phải mua gần 100.000 đúng không ạ? Em bán cho chị 49.000 đồng là em có nhiều màu lắm và chất của nó siêu đẹp luôn đấy các chị nhìn giúp em nhá. Nó có phủ bóng, cái chất này có phủ bóng nhá các chị, và nó có hơi cái vết vết xước một chút xíu. Chất này là chất phủ bóng và chất áo của nó này các chị ngắm giúp em nhá. Cực kỳ là đẹp luôn đấy các chị ạ. Các chị cứ nhận hàng giúp em đi ạ. Mà 49.000 đồng em đảm bảo với các chị là không một nơi nào bán giá này. Đây là em nhập được một lô thôi. Em ôm lô được một lô là em có màu da này. Màu hồng này. Màu này là màu đỏ. Màu gì nhỉ? Màu hồng cánh sen này. Màu hồng nhạt, hồng cánh sen nhá. Màu da, màu tím này các chị ơi. Những chiếc áo này các chị em đảm bảo các chị là siêu đẹp luôn. Em bán tặng các chị 49.000 đồng là các chị biết là không bao giờ có rồi. Màu đen nữa này các chị này. Chất áo này đảm bảo các chị là siêu đẹp. Nhưng mà em like cam sau nó hơi khó nhìn một chút. Nhưng mà đảm bảo các chị sẽ nhìn sát được luôn. Chứ không giống như là người ta like cam trước đâu. Đây các chị ngắm giúp em nhá. Chất này nó siêu đẹp luôn ấy. Và nó bóng, phủ bóng giúp em. Có 49.000 đồng thì em đảm bảo các chị là đi lấy xỉ cũng không có rồi các chị ạ. Em mới mua đây đã 89.000 đồng.
Nhưng mà giờ em mới bắt đầu em chuyển sang bán như này các chị ạ. Em đang muốn làm thêm vật một vài mảng nữa. Mai này biết đâu em lại bán cả quần áo nữa các chị ạ. Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã áo ngực. Em tặng các chị yêu nhà mình 49.000 đồng. Em đảm bảo với các chị về giá luôn. Không bao giờ nếu mà em đã bán cái gì rồi em sẽ bán cho các chị về giá rẻ em mới bán. Thế các chị nhìn cái chất của nó là các chị biết nhá. Có 49.000 đồng thì các chị không bao giờ mua được cái giá này ạ. Mà cái này là em có đủ màu luôn nhá. Các chị nhà mình màu đen, màu da, màu tím này, màu hồng cánh sen này, màu hồng này, màu xanh này. Các chị nếu các chị lấy màu gì thì các chị báo giúp em, đảm bảo các chị là siêu đẹp luôn. Và nó có đệm ở bên trong nhá. Bên trong nó sẽ có cái hình bàn tay này. Bao giờ cái ngực của mình khi mà mình cứ hay hay bị tụt ấy các chị, nhất là như em nhiều khi là em hay bị sệ là em cứ thích mặc những cái áo nó có cái hình bàn tay, nó sẽ đỡ cái ngực của mình, là nó sẽ nâng ngực lên, nó không bị sệ xuống này, và nhìn kết quả nó sẽ siêu đẹp luôn. Các chị lên giúp em mã này là mã, các chị chúc giúp em là áo ngực nhá. Em tặng đến các chị nhà mình với giá là 49.000 đồng các chị ạ. Có 49.000 đồng thì em đảm bảo các chị là không bao giờ có luôn ấy các chị ạ, không bao giờ có luôn, mà chất của nó siêu đẹp luôn. Khi các chị sờ vào hàng các chị biết ngay nó là hàng đúc xu các chị nhá. Bốn quai bốn khuy cho mình như này. Bình thường các chị thấy những cái là nó hàng thường nó chỉ có 3 khuy thôi, cái này nó 4 khuy nhá. Các chị hàng có size số đàng hoàng ở đây nhá, các chị lấy size 34, 3, 36, 38 thì các chị báo em nhá. Với giá chỉ có 49.000 đồng nhưng mà các chị nhận về các chị sẽ biết là hàng đẹp luôn đấy các chị ạ. Mà có 49k, giá này gọi là em bán lấy tương tác thôi các chị ạ. Chứ không ai người ta bán cái giá này. Và em có cả quần đấy này các chị ạ. Riêng về quần ấy các chị ạ, riêng về quần ấy thì các chị sẽ, em nghĩ là chắc chỉ khoảng độ mấy tháng mình thay một lần thôi. Nhiều khi mình tiếc mấy chục nghìn nhưng mà mình lại phải bỏ ra số tiền lớn để chữa bệnh luôn đấy các chị. Thì cái quần này của em nó sẽ là quần thông hơi nhá các chị. À quên, em xin lỗi, là vừa thông hơi này, vừa là kháng khuẩn này, và là co giãn 4 chiều nhá. Em đảm bảo các chị cái quần này các chị nhận về các chị sẽ thấy siêu sướng luôn. Hàng này là hàng kháng khuẩn nhá các chị, và nó lại là hàng thông hơi nữa, giãn 4 chiều nữa. Nó là hàng xuất mà các chị, đây các chị ngắm giúp em nhá. Mặc rất là sướng luôn. Em tặng đến các chị nhà mình 10 chiếc với giá là 119.000 đồng các chị ạ. Hàng xịn sò luôn đấy các chị. Nhận là sẽ cả 10 chiếc như này. Em sẽ bán theo lỗ, là một lỗ là 10 chiếc nhá. Nó sẽ xếp đầy đủ màu cho mình như này, toàn những màu dễ mặc thôi, toàn những màu rất là dễ phối luôn đây này các chị này. Và cái chất này thì các chị yên tâm, nếu như mà các chị nhận được hàng các chị cứ bóc ra các chị kiểm tra giúp em. Em thì em, các chị nếu những chị khách quen của bên em các chị biết rồi, em không có bán hàng vớ vẩn đâu các chị nhá. Cái này là em cũng đã dùng thử để em mới bán cho các chị. Nó là vừa mặc sướng lắm các chị ạ. Mặc nó nhẹ nhàng và nó thoáng này. Hàng này là hàng thông hơi nhá, và kháng khuẩn này, đây nó là đệm kháng khuẩn này, và cái này nó là giãn 4 chiều cho nên các chị đều mặc được hết, với giá chỉ có 119.000 đồng 10 cái nhá. Các chị tính vào có chưa đến 12.000 một cái quần các chị ạ. Giá cực kỳ yêu thương luôn, người ta chỉ bán 5 cái thôi nhưng mà em bán 10 cái mà có mỗi 119.000 thôi. Các chị lên giúp em là quần kháng khuẩn giúp em với giá là 119.000 đồng, quần kháng khuẩn giúp em. Hôm nay em về được một cái lắc charm này, là lắc charm titan các chị ạ. Lắc charm titan nhé các chị nhá. Lắc charm titan của bên em thì nó sẽ là một cái lắc mà cái dây này của nó thì là dây titan này. Còn những cái hạt này thì nó là hạt đá, thì các chị cũng yên tâm là hạt đá thì không lo rồi đúng không ạ. Và cái dây của nó là dây titan, và cái này thì chị nào đeo cũng vừa. Cái mẫu này là mẫu lắc charm mới tinh của bên em, chị nào đeo cũng vừa, tại vì nó sẽ đan chéo vào nhau như này. Cái mẫu lắc charm này người ta ra rất là thông minh luôn nhá các chị. Đây, kiểu dáng của nó đan chéo vào nhau như này, mà cái dây này của nó là dây titan này các chị này. Và cái kiểu dáng của nó này, cái những cái quả này thì nó bằng đá rồi thì mình cũng không phải lo rồi đúng không các chị. Và cái dây của nó là dây titan. Đây các chị ngắm giúp em những cái quả hoa cỏ may mắn này, hình thiên nga siêu đẹp luôn. Em tặng đến các chị yêu nhà mình với giá này các chị ơi 59.000 đồng. Bình thường thì các chị thấy là charm thường cũng không có giá 59.000, nhưng hôm nay em tặng các chị là charm bằng charm titan, nhưng mà em có rất là ít luôn các chị ạ. Tại vì khách sỉ chưa bán, là khách sỉ đã lấy hết luôn rồi, nhưng em bảo thôi để lại cho em một ít để em bán. Em nói thật sự luôn, cái charm này á, nó là charm bằng titan, cái dây bằng titan thì mình đeo vào da này nó không dị ứng da này. Và những cái quả này thì nó là những cái hạt này thì nó cũng không thể bay màu. Em tặng các chị yêu nhà mình có 59.000 đồng, các chị mua bên ngoài mấy trăm nghìn cũng không có charm titan luôn đấy các chị ạ. Lên giúp em là lắc charm thiên nga nhá.
lắc chan thiên nga giúp em đi ạ. Với giá lắc chan thiên nga hoặc là hoa cỏ may mắn cũng được thôi, các chị cứ chốt giúp em à. Lắc chan thiên nga nhé. Em tặng các chị lắc chan thiên nga này với giá là 59.000 đồng giúp em đi, có 59.000 đồng thôi các chị nhé. Nhưng mà siêu đẹp luôn. Đây nó cũng là lắc chan, cái dây của nó thì đều là bằng dây người ta uốn bằng cho mình bằng là bằng titan, mà cái dây này thì chị nào đeo cũng vừa tại vì mình có thể là uốn ra uốn vào được này các chị này. Và cái lắc chan này của em nó là lắc chan hồ ly này các chị ơi, lắc chan này siêu đẹp luôn ấy, mà giá thì chỉ có 59.000 nhưng mà em có ít quá các chị nhá. Lên giúp em là lắc chan hồ ly, em tặng các chị yêu nhà mình với giá là 59.000 đồng luôn. Hai cái quả chan này nó bằng màu tím này, hình hình con hồ ly đây nhá. Các chị ngắm giúp em những cái hình chan xinh chưa? Em tặng đến các chị nhà mình với giá 59.000 đồng. Chúc giúp em là lắc chan hồ ly ạ. Lắc chan hồ ly 59k, chị nào đeo cũng vừa tại vì cái kiểu dáng tay của nó uốn lượn như này, nó uốn vào như này này thì khi các chị đeo các chị bóp vào hoặc là cho ra rất là dễ dàng luôn. Và cái kiểu dây này bằng dây titan thì mình đeo yên tâm. Lắc chan bằng titan là các chị ơi, hầu như là các chị tìm bên ngoài là không có luôn ấy. Đa số là hàng hợp kim thôi. Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã, các chị chốt giúp em là vòng đá này. Vòng đá này các chị ơi, chốt giúp em là vòng đá thạch anh đi, hoặc là các chị chốt giúp em là vòng đá bướm cũng được. Vòng đá bướm giúp em đi ạ. Vòng đá bướm nhá, nó có hình con bướm ở trên đây và cái này thì nó sẽ rút ra như này. Đó chị thấy không ạ? Đó, mình khi mình đeo vào này mình cực kỳ xinh luôn. Các chị lên giúp em mã này là vòng đá bướm đi ạ. Vòng đá bướm giúp em nhé. Em tặng đến các chị yêu nhà mình vòng đá bướm này với giá là 59.000 đồng. Vòng đá bướm giúp em xinh cho 59k vòng đá bướm giúp em nhé. Vòng đá bướm là 59.000 đồng giúp em. Cái này các chị có thể thắt thì các chị lấy cái dây, hai cái dây này các chị nối sang bên này các chị thắt lại nếu như mà các chị đã đeo vào mà mình muốn đeo cố định, còn nếu không thì mình sẽ thắt theo cái kiểu dây rút. Đó các chị, lên giúp em mã này là mã vòng đá bướm, em tặng đến các chị yêu nhà mình với giá 59.000 đồng. Vòng đá bướm giúp em ạ, 59k mẫu vòng đá mới về. Vòng đá bướm giúp em là 59.000 đồng nhá các chị yêu. Vòng đá bướm 59.000 đồng, mã vòng đá bướm giúp em. À, các chị lên giúp em mã này sẽ là mã, này Thanh ơi bỏ cái này xuống cho chị cái này. Các chị lên giúp em mã này là mã kiềng. Các chị chốt giùm em là kiềng phay vàng. Các chị ơi ngắm giúp em này, siêu đẹp luôn. Cái mẫu kiềng này người ta bán mấy trăm nghìn một cái kiềng này luôn các chị ạ. Em tặng các chị yêu nhà mình hôm nay ạ, 149.000 đồng. Giá này em nói thật sự các chị luôn, đầu tiên em bán 189.000 em còn lãi được một chút. Đến bây giờ em bán 149.000 mà các chị ngắm giúp em nó quá là đẹp như này. Bình thường ở bên ngoài ta bán miên kiềng không chưa có mặt đã mấy trăm nghìn rồi các chị không tin. Em đảm bảo các chị cứ đi ra tiệm các chị hỏi là sẽ biết ngay. Tại vì cái kiềng này nhiều nơi bán các chị ạ, kiềng phay vàng thì rất là nhiều nơi bán. Các chị lên giúp em là kiềng phay vàng. Em tặng các chị cả kiềng cả mặt với giá chỉ có mỗi 149.000 đồng. Mẫu này siêu đẹp luôn nhá các chị. Đảm bảo các chị đeo đi đám cưới mặc váy là siêu sang, cái mặt này của nó cũng sáng lấp lánh luôn ạ. Các chị lên giúp em là kiềng phay vàng 149.000 đồng. Kiềng này của nó sẽ là cài như này cho nên nhìn nó rất là xinh luôn. Và cái này thì nó là 4 tấc nhá các chị. Nó là 4 tấc giúp em, có khắc hiệu ở đằng sau này các chị này. Các chị lên giúp em là kiềng phay vàng với giá là 149.000 đồng. Kiềng này thì là kiềng titan này. Nếu như các chị thích kiềng titan thì các chị chốt cho em mã này là mã kiềng titan 6 ly. Kiềng titan 6 ly này em tặng đến các chị nhà mình với giá là 149.000 luôn nhá các chị. Kiềng titan 6 ly 149k giúp em. Kiềng titan 6 ly nhá. Cái này thì nó sẽ dài được 4 tấc rưỡi giúp em. Kiềng này bằng chất liệu titan thì các chị nó sẽ là mềm mại nhá. Kiềng này nó là kiềng mềm mà các chị đeo rất là thoải mái, không có do bị dị ứng da hay là bị gì. Tại vì cái kiềng này nó bằng chất liệu titan, các chị đeo vừa bền màu nữa, xuống nước thoải mái. Em tặng đến các chị nhà mình kiềng titan 6 ly 149.000 đồng luôn ạ. Kiềng titan 6 ly là 149. Các chị lên giúp em mã này là mã kiềng titan 8 ly. Kiềng titan 8 ly, từ giờ đến Tết thì mình dùng kiềng rất là nhiều, tại khi mà mình mặc áo dài, mặc váy ấy, các chị ạ, thì mình sẽ thiết kế những chiếc kiềng và nhìn nó sang chảnh cực kỳ luôn. Và đảm bảo của bên em cái kiềng titan này thì các chị dùng nước thoải mái và nó mềm cho nên các chị có thể dùng thường xuyên giống như là mình đeo dây chuyền được. Em tặng đến các chị kiềng titan 8 ly này với giá là 85.000 đồng cho các chị hôm nay ạ, 85k nhé các chị. Màu của nó bóng này, nó có phay nhé, nhìn rất là sáng luôn. Các chị lên giúp em là kiềng titan 8 ly với giá kiềng titan 8 ly này là 85.000 đồng màu vàng nhá. Các chị lấy màu vàng thì báo em, và em có cả màu bạch kim này. Nếu như mà màu bạch kim thì mình sẽ không bao giờ bay màu luôn, mình đeo bao lâu nó cũng không bay màu tại vì nó là chất liệu titan. Em tặng các chị nhà mình kiềng bạch kim 8 ly là 75.000 đồng. Các chị chúc giúp em là kiềng bạch kim 8 ly bạch kim nhá. Với giá 75k các chị lấy màu vàng thì báo em và lấy màu bạch kim thì báo em. Màu vàng là 85 và màu bạch kim là 75 ạ. Chúc giúp em là kiềng titan nhé. Kiềng titan này nó là 8 ly, nó là kiềng lớn cho nên mình không cần đeo mặt cũng được, rất là sang luôn. Các chị lên giúp em là kiềng bạch kim
8 ly. Các chị ơi, những ngọc trai thật này em còn một ít nữa. Mỗi thứ còn có hai này, hai cái này còn hai, cái này còn một này. Các chị đây, các chị lên giúp em mã này sẽ là mã. Các chị chốt giúp em là ngọc trai thật tim xanh. Các chị chốt giúp em là ngọc trai thật tim xanh nhá. Các chị ơi, cái này nó là ngọc trai thật giúp em, và khi về các chị cứ mài như này giúp em này. Các chị mài như này nhá. Các chị thấy nó ra bột như này. Đây các chị thấy nó ra bột đúng không ạ? Các chị lau đi đây. Các chị lau đi giúp em, nó sẽ hết nhá. Đây là cái bột của nó này nhá các chị. Và cái này thì các chị được quyền test thử trước khi toán tiền giúp em. Và nếu như không phải là ngọc trai thật thì em sẽ không cho các chị mài như thế. Đây cái này nó là ngọc trai thật nhá. Em tặng đến các chị nhà mình ngọc trai thật tim xanh này em còn đúng hai cái. Em tặng xả tặng đến các chị nhà mình với giá 179.000 đồng các chị ơi. 179.000 đồng. Hàng full hộp như này cho các chị nhà mình là ngọc trai thật nhá. Các chị lên giúp em là ngọc trai thật tim xanh 179k, giá thật sự là tặng tương tác cho các chị 179.000 đồng. Các chị chúc giúp em là ngọc trai thật tim xanh. Cái hạt của nó thì hạt hơi dài dài một chút, hạt xoài một chút nhá. Các chị lên giúp em là ngọc trai thật tim xanh ạ. Hàng full hộp luôn cho các chị nhà mình với giá là 179.000 đồng. Ngọc trai thật tim xanh giúp em, những cái này là em còn ít nên em hôm nay hầu như là một mã, một like mà em xả hàng đấy các chị. Tại vì thật sự là bên em nó qua mẫu nhanh, cứ một thời gian ngắn ngắn là lại phải xả hàng. Những cái mẫu nó còn có 2-3 chiếc hoặc là bom về ấy các chị. Lên giúp em mã này sẽ là mã ngọc trai thật đỏ đi các chị, chúc giúp em là ngọc trai thật mặt đỏ giúp em nhé. Ngọc trai thật này thì hạt của nó hạt tròn này, đẹp chưa các chị ơi, hạt này hạt tròn nhá. Ngọc trai thật mặt đỏ giúp em. Em cũng tặng đến các chị nhà mình hôm nay 179.000 đồng. Giá này thì em đảm bảo về giá các chị luôn, tại vì hôm nay là nó còn mỗi một chiếc. Cái này thì em còn duy nhất có một thôi. Em tặng đến các chị nhà mình 179.000 đồng luôn. Hàng có hộp cho các chị nhà mình đầy đủ, các chị có thể tặng người thân được. Ngọc trai của nó, nếu như em đã nói ngọc trai thật thì các chị cứ nhìn là các chị cũng biết ngay. Nó màu của nó thì nhìn là nếu những anh sành về ngọc trai là biết ngay á, nó bóng này và nó test thử thì các chị mài vào nhau là nó sẽ ra bột. Các chị lên giúp em là ngọc trai thật mặt đỏ nhá, em còn mỗi một chiếc nên là em qua nhanh một chút. Ngọc trai thật mặt đỏ cũng 179.000. Hôm nay những cái mẫu này là em còn đều còn có một chiếc thôi, hai chiếc thôi. Các chị nếu không được mẫu nọ các chị có thể lấy mặt màu khác giúp em. Hôm nay em có mấy mặt màu, mấy màu đấy, nhưng mà nó lại mỗi thứ có một thôi. Các chị lên giúp em mã này là mã ngọc trai này. Các chị chúc giúp em là ngọc trai thật mặt hồng. Ngọc trai thật mặt hồng giúp em nhé. Đây nó là hạt ngọc trai tròn nhá. Có mỗi cái mật xanh đấy nó là hạt dài thôi, còn cái này nó là hạt tròn này. Em cũng tặng các chị 179.000. Hôm nay coi như là em thanh lý thôi ạ. 179k nhá. Các chị chúc giúp em là ngọc trai thật mặt hồng giúp em. Mặt này nó là hồng nhạt, hồng này rất là sang chứ không phải là hồng trẻ con đâu. Hồng này đá của nó là đá mắt mèo cho nên nó có một cái vầng sáng ở đằng trên. Các chị lên giúp em là ngọc trai thật mặt hồng ạ. Em tặng các chị yêu nhà mình 179.000 đồng hôm nay. Ngọc trai thật mặt hồng giúp em 179k, mã ngọc trai thật mặt hồng giúp em nhé. Ngọc trai thật mặt hồng là 179.000 đồng. Các chị lên giúp em mã này là mã kiềng phượng hoàng giúp em. Em còn một cái duy nhất ạ. Em tặng đến các chị nhà mình với giá hôm nay. Em nói thật sự các chị, em lấy không được cái giá này. Em tặng các chị 200.000 đồng. Các chị em đảm bảo các chị đầu tiên em bán là 399.000 đấy các chị ạ. Em còn mỗi một cái duy nhất thôi. Nên là thôi em bán, các chị biết là em giảm xuống hẳn 199.000 là các chị biết em lỗ bao nhiêu tiền rồi đấy ạ. Hôm nay em tặng các chị 200.000 đồng. Cái mã kiềng này em nói thật sự lỗ dã man luôn, cho nên chắc không bao giờ em nhập về nữa, tại vì giá nó quá cao mà về mình lại không bán được cao. Cho nên cái này hôm nay còn một cái duy nhất, em tặng các chị 200.000 đồng. Các chị chốt giúp em là kiềng vượng hoàng. Cái kiềng này nó giống đúng như là kiềng vàng thật luôn ấy, và nó chạm trổ ở trên đây cho nên giá của nó hơi cao. Ở cái chỗ là người ta làm, người ta lại làm rỗng nữa, nó khó làm các chị ạ. Làm đặc thì nó lại nặng quá, mà cái này làm rỗng cho nên nó khó làm với giá của nó cao quá. Đầu tiên em bán là 399.000 là các chị like, em like là các chị biết rồi chứ không phải là em nói dối. Nhưng mà hôm nay em còn một cái, em tặng các chị 200.000. Các chị chúc giúp em là kiềng phượng hoàng. Các chị chắc thì lấy giúp em, tại cái này em bị bom về có một cái thôi ạ. Các chị chúc giúp em là kiềng phượng hoàng nhá, 200.000 đồng. Các chị chúc giúp em kiềng phượng hoàng. Những cái mẫu lẻ lẻ hôm nay em sẽ dồn vào like hôm nay, nên là hôm nay em like hơi nhiều mẫu ấy các chị ạ. Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã, các chị chúc giúp em là bộ pha lê bạch kim giúp em. Bộ pha lê bạch kim nhá. Bộ pha lê bạch kim này em cũng còn duy nhất có một bộ thôi. Cái bộ này thì đá của nó đẹp miễn chê luôn các chị ạ. Và dây của nó là dây dài được gần 5 tấc giúp em nhá. Và một đôi bông tai này, hàng này là hàng full hộp rất là đẹp như này. Đá của nó đẹp lắm các chị ạ. Em tặng đến các chị nhà mình hôm nay 280.000 đồng luôn nhá các chị.
280k luôn cho các chị nhà mình hôm nay. Cái bộ này nó là bộ rất là đẹp luôn đấy, hàng đắt luôn, các chị mua trước thì các chị thông cảm dùm em, tại vì những cái hôm nay là em sale hầu như là nó còn mỗi một cái với lại nó bom về ấy, thì là em mới tặng cái giá này. Các chị chốt giúp em là bộ pha lê đá trắng ạ, à, em tặng các chị yêu nhà mình với giá là 280.000 đồng. Bộ pha lê đá trắng giúp em, toàn bộ là cái khóa của nó ở đằng sau đây này các chị này. Nó đá nó ra đến tận ngoài đây luôn nhá, cái khóa của nó ở đằng sau đây. Các chị lên giúp em là bộ pha lê đá trắng với giá là 280.000 đồng. Các chị chúc giúp em bộ pha lê đá trắng ạ, 280k. Các chị lên giùm em mã này, hôm nay là rất là nhiều bộ luôn ấy, nhiều bộ đẹp cực kỳ luôn, nhưng mà chỉ cái nó còn ít thôi. Các chị lên giúp em là bộ cánh phượng hoàng, em còn mỗi một bộ ạ. Bộ cánh phượng hoàng giúp em còn mỗi một bộ ạ, à, em tặng các chị là 189.000 đồng. Bộ cánh phượng hoàng các chị ngắm giúp em cái dây trước nhá, cái dây của nó này. Xong là đây đây em có lắc tay này, cái này nó bốn món cơ các chị ạ. Bộ cánh phượng hoàng em còn duy nhất có một bộ thôi. Các chị lên giúp em là bộ cánh phượng hoàng giúp em. Bộ cánh phượng hoàng này là em còn có mỗi một bộ, gồm có dây này, bốn món của nó, bốn món luôn đấy các chị ạ. Dây, nhẫn này. Bông bông của cánh phượng hoàng đâu rồi nhỉ? Các chị lên giúp em là bộ cánh phượng hoàng đi, em có cả bông nữa đấy. Bông. Bông lại quạt vào đây à. Đây các chị ơi, bộ cánh phượng hoàng em còn mỗi một bộ thôi, em tặng các chị 189. Đây các chị nhá. Bông nhá. Nhẫn nhá. Lắc nhá, và dây từ nãy em lên ấy có 189.000, các chị hốt ngay cho em. Hôm nay toàn những mã xả lỗ không ấy các chị ạ. Một like hôm nay toàn mã xả lỗ. Bông này, nhẫn này, lắc này, cả dây từ nãy em lên nữa còn mỗi bộ, tặng các chị là 189k cho nó gọn. Tại vì nhiều khi là cứ nhiều quá, nhiều mẫu quá để nó rất là nhiều mẫu lộn xộn luôn. Nên là em hôm nay coi như em tặng đấy các chị ạ. Cái này chưa lên đúng không ha? Lên đâu rồi? Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã M4 giúp em này. Các chị ơi, M4 hôm nay siêu đẹp luôn. Hôm nay em sẽ xả rất là nhiều hàng và em sẽ lên cho các chị dần dần nhá các chị. Em cứ lên cách đoạn tí này em lại lên bộ cho các chị. Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã M4 giúp em, một mẫu mới đẹp chưa các chị ơi. Đá của nó rất là nhiều luôn và cái khuy bấm của nó đằng sau đây nhá các chị. Lên giúp em là M4 ạ. Với giá 49.000 đồng mẫu mới này, siêu đẹp luôn này các chị, ngắm giúp em này. M4 với giá 49k, mã M4 giúp em, đẹp chưa các chị, ngắm giúp em, có 49.000 đồng nhưng mà nhìn xinh cực kỳ luôn. Và cái đôi này em thấy chị nào đeo cũng hợp luôn. Các chị lên giúp em là M4 ạ, với giá là 49.000. M4 giúp em 49k. Các chị bình thường các chị đeo ngọc trai trắng nhiều rồi, hôm nay em có ngọc trai đen này các chị này. Và cái khuy của nó sẽ là khuy bấm như này. Đó, cái khuy của nó sẽ là khuy bấm và nhìn cái ngọc trai đen này em thấy nó lại lạ lạ đấy các chị, nhìn rất là sang luôn. Hôm nay em tặng đến các chị nhà mình một nửa tiền ạ, 29.000 đồng. Cái đôi bông này em bán 49.000 nhưng mà em còn có mỗi 3 đôi nên em tặng các chị 29.000 là em tặng giá một nửa rồi, có 29.000 là không nhập được đôi này luôn ạ. Các chị lên giúp em là M5 29.000 đồng một đôi. Cái này nó là ngọc trai đen nhé, các chị có thể đổi kiểu đi. Cái này màu bạch kim và ngọc trai đen thì nó cũng rất là nổi, và khung của nó là khung tròn đá của nó gắn xung quanh luôn ạ. Các chị lên giúp em là M5 29.000 đồng, mã M5 giúp em. Có 29.000 là các chị biết là em xả một nửa tiền rồi ạ các chị ạ. Hôm nay hầu như những cái mẫu mã M này nó cũng rất là nhiều mẫu em xả luôn đấy các chị. Các chị lên giúp em mã này là mã M6 này. Cái đôi titan này các chị biết nó là hàng đắt. Hàng đắt này đầu tiên em bán là 69.000. Các chị nếu như em cũng không nói dối được các chị, tại vì hầu như những chị khách quen của bên em rất là nhiều luôn. Cái hàng này nó là hàng đắt, các chị có thể nhìn thấy chất liệu titan và nó ghép đá ở bên trong, và cái màu của nó sáng bóng kít như này là hàng đắt rồi. Em tặng đến các chị nhà mình hôm nay chỉ có 49.000 thôi. Các chị lên giúp em là M6 ạ, 49k, mã M6 giúp em, đẹp chưa các chị. Đôi một đôi titan đẹp như này có 49.000 ạ. Chúc giúp em là M6 ạ, 49.000 đồng, mã M6 giúp em. M6 nhá, 49k. Em hôm nay em có bông titan này, nó là hình bi và cái kiểu dáng nó dây mì mà nó làm rất là bóng luôn này, các chị ngắm giúp em nhá. Các chị lên giúp em mã này là mã M7 giúp em, cái bông này rất là xinh luôn. M7 giùm em ạ. Em tặng các chị đôi này với giá 49.000 đồng hôm nay, bằng chất liệu titan siêu đẹp luôn và màu của nó sáng bóng kít như này. Các chị chúc giúp em là M7, 49.000 đồng, mã M7 giúp em ạ. M7 nhá, xinh chưa các chị, hàng titan, màu kiểu dáng của nó này xinh chưa. M7 giúp em có 49.000 đồng thôi. Các chị ngắm giúp em một đôi bông titan nó sáng màu đẹp như vàng thật luôn. M7 ạ, 49.000 đồng, mã M7 giúp em. Lên giùm em mã này là mã M8 giúp em. M8 này em có, nó sẽ là một cái lắc tay, lắc tay titan và có chữ Dior ở hông đây, và kiểu dáng đá của nó rất là đẹp. Cái lắc này đầu tiên này em bán 109.000 các chị ạ. Giờ em xả gần một nửa, 69.000 đồng. Các chị chúc giúp em là M8.
69k giúp em. Cái lắc này nó là lắc titan, cái đá của nó đá pha lê rất là đẹp luôn, khi mình đeo nhìn nó lấp lánh siêu đẹp luôn, và nó là hàng titan toàn bộ. Các chị lên giúp em là M8, tay chị nào đeo vừa, em tặng các chị 69.000 đồng, các chị đeo tăng đơ vào là được thôi, tay ngắn, tay lớn hay tay tay nhỏ các chị đeo vào đây là được ạ. Lên giúp em là M8 ạ, 69.000 đồng mã M8 giúp em. M8 ạ, 69.000 đồng mã M8 giùm em nhé. Các chị lên cho em mã này là mã M9 này. M9 này em có một đôi titan, nó là titan tua dài. Hôm nay em tặng các chị nhà mình 39.000 đi. Các chị chốt giúp em là M9 ạ, 39.000 đồng cho em hôm nay. Một đôi hình trái tim tua dài và bằng titan, kiểu dáng này làm rất là khó làm luôn, và khi đeo lên nhìn xinh lắm các chị. Nó là những hình trái tim nó phay bóng như này, nhìn lấp lánh khi mình đeo, rất là xinh luôn. Em tặng các chị yêu nhà mình M9 này với giá là 49k mã M9 giúp em. M9 ạ, 49.000 đồng mã M9 giúp em nhé. M9 49k giúp em mã M9 xinh cho các chị, mà lại bằng titan. Hôm nay em mới tặng đến các chị 39.000, chứ chưa bao giờ có 39.000. Kể cả ngày xưa cái đôi nó có ngắn lên đây thôi cũng là 49.000, mà hôm nay cái đôi này nó là đôi dài, nhiều hình trái tim như này, em tặng các chị 39.000 đồng, giá chưa bao giờ có luôn các chị ạ. Mẫu này là bằng titan nhé, rất là đẹp luôn. Các chị chúc giúp em là M9 ạ, 39.000 đồng giúp em mã M9 nhé các chị. M9 là 39k. Các chị lên giúp em mã này là mã M10 này. Hôm nay toàn những hàng xả, nói chung là em xả sập sàn luôn đấy các chị. Em mà đã xả là em xả sập sàn luôn đấy, chẳng nghĩ gì đến là lỗ bao nhiêu. Các chị lên giúp em mã này là mã M10 giúp em. Cái bộ này em cũng đang bán 99.000. Các chị xem like của em mà các chị biết thôi. Còn có những lúc hàng trang sức này các chị biết tại sao mà em hạn chế hàng bom, tại vì khi mà các chị mà đã bom hàng, hoặc là em lên app mà em thấy là chị đó hay bom hàng ở các shop cũng vậy, thì em cũng không dám bán nữa. Có nghĩa là người mà không có uy tín rồi em cũng không dám bán nữa luôn đấy các em, nói thật sự luôn. Tại vì là khi em mà bom về em xả lỗ nhiều lắm các chị ạ. Đây các chị biết cái bộ này là em cũng bán 99.000, hôm nay em xả các chị 69.000 đồng, các chị biết là lỗ dã man luôn đấy các chị ạ. Lên giúp em mã này sẽ là mã M10. Em tặng các chị M10 này với giá chỉ có 69.000 đồng một bộ bằng titan. Các chị thấy miếng cái mặt này bằng titan đã rất là đắt rồi. Cả bông tai nhé các chị, cả dây chuyền, tất cả đều bằng titan, 69.000 đồng. Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã M10 ạ, 69k giúp em mã M10 nhé. Đây các chị ngắm giúp em, toàn bộ là titan hết. Kiểu dáng của nó ghép đá rất là cầu kỳ luôn. Dây dài 4 tấc rưỡi là bằng dây titan, toàn bộ này bằng titan, em tặng các chị 69.000, chúc giúp em M10 ạ. M10 69k mã M10 giúp em. M10 69.000 đồng giúp em. Các chị tương tác giúp em, thả tim, thả like và chia sẻ giùm em một chút nhé. Tại vì đợt này rất là nhiều chị nói không được chốt đơn, nhưng mà em lại không có đọc được bình luận. Nên là các chị có thể tương tác giúp em để em có thể nhìn thấy bình luận để em chốt đơn đúng không các chị? Thật sự này, em rất là muốn bán hàng nhưng mà nhiều khi không nhìn thấy bình luận đấy các chị. Các chị giúp em, tương tác giúp em với nhá. Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã M11 ạ. M11 là một đôi titan này, các chị ngắm giúp em, nhìn xinh chưa? Em tặng các chị 39.000. Lên giúp em là M11 39k giúp em. Một đôi bông titan đẹp như này, nhìn đeo xinh lắm các chị. Đôi này em cũng đeo rồi, cho nên thấy rất, đôi này đeo lên rất là trẻ và đẹp luôn. Em tặng các chị nhà mình M11 là có 39.000 đồng mà nó bằng chất liệu titan các chị nhá. M11 giúp em 39k. M11 giúp em 39.000 đồng. Các chị lên dùm em mã này là mã M12. M12 này là một đôi bông bằng titan và kiểu dáng nó là ngọc trai hình tam giác. Cái kiểu này em thấy sang chảnh này các chị này, ngọc trai của nó rất là bóng sáng luôn, và cái khóa của nó sẽ là khóa bấm titan như này. Em tặng đến các chị nhà mình M12 này với giá là 49k thôi, một đôi bông titan xinh cho các chị, bóng kít như này. Các chị ngắm giúp em này, khóa của nó khóa bấm này đeo rất là sướng luôn. M12 49k. M12 giúp em nhé, 49.000 đồng mã M12. Các chị lên giúp em mã này là mã M13. M13 các chị biết cái đôi này hôm nay em xả luôn đi, 19.000 đồng. Cái đôi này nó là đôi khóa móc câu dành cho các chị đeo mà nó sang chảnh một chút, và cái này nó sẽ là hiệu chữ S này, nó là kiểu dáng tiền đô la đấy các chị. Và cái kiểu dáng này cứ rất là dễ đeo, khóa móc câu này mình chỉ móc vào phát là được luôn. Em tặng đến các chị nhà mình M13 này với giá hôm nay đi ạ, 19.000 đồng. Em đảm bảo các chị em nhập không được giá 19.000, nhưng mà hôm nay em tặng các chị 19.000 đồng. Các chị chúc giúp em là M13 19.000 đồng mã M13 giúp em. M13 19.000 đồng mã M13 giúp em nhé. M13 là 19.000 đồng ạ. Các chị lên giúp em mã này là mã M14 này. M14 giúp em này. M14 này em có, nó sẽ là một cái dây titan, mà dây titan này nó
nó sẽ là dây titan bằng đá. Đá nó ghép toàn bộ ở trên dây như này. Và cái mặt này của nó là mặt hồng này. Mặt đá này nó là đá hồng, và em có đá trắng, đá xanh. Thì các chị lấy đá nào các chị báo giúp em nhé. Đá trắng, đá xanh, đá hồng, đá vàng. Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã M14. Em hôm nay em tặng đến các chị nhà mình 89.000 đồng đi. Cái giá này cũng chưa bao giờ em bán cái dây này. Nó là dây titan hàng đắt luôn ạ. Dây titan mà nó ghép được đá như này là các chị biết là rất là mắc tiền rồi. Ở bên ngoài không có hàng titan, hàng thường người ta đã bán các chị mấy trăm rồi. Đây, tại vì những cái viên đá nó ghép và rất là khó luôn. Và dây này, toàn bộ cả cái dây này nó sẽ là bằng đá hết nhá các chị. Đó, các chị ngắm giúp em nhá. Em tặng các chị nhà mình với giá hôm nay cả dây cả mặt đều bằng titan 89k. Cho giúp em là M14 89.000 đồng hôm nay. M14 giúp em 89k, mã M14 giúp em nhé. M14 là 89.000 đồng ạ. Lên mã nhiều đi. Các chị lên giúp em mã này là mã bộ. Các chị chốt giúp em bộ này còn độ, bộ này em ném xem nào. 3 bộ nữa, còn 3 bộ nữa em tặng cho các chị yêu nhà mình. Cái bộ này siêu đẹp luôn, để các chị có thể đi tiệc, đi chơi ấy. Các chị đeo cho em cái bộ này siêu đẹp luôn nhá. Bộ này thì nếu các chị lấy vòng thì các chị lấy vòng riêng thì sẽ là 149.000. Và nếu các chị lấy cả bộ thì em sẽ tặng đến các chị. Nếu các chị lấy cả bộ thì em tặng đến các chị yêu nhà mình với giá hôm nay là 369 đi. Chưa bao giờ có giá này luôn. Em bán 399 đã là giá thật sự là. Bộ này siêu hot luôn, nhưng mà em cũng chỉ còn có 3 bộ thôi. Nên hôm nay em tặng nốt các chị 369.000. Bộ này em đảm bảo các chị mua bên ngoài mấy trăm nghìn cũng không có luôn đấy các chị. Hàng này siêu đẹp luôn đấy các chị, ngắm giúp em này. Đá này, bông tai nhá, một chiếc nhẫn này, và một chiếc dây chuyền này, cộng mặt này, một chiếc vòng này. Nếu các chị lấy miên vòng này không thì các chị chốt giúp em là vòng đá xoáy. Vòng này siêu đẹp luôn. Em tặng đến các chị nhà mình vòng này với giá hôm nay ạ, 149.000 đồng. Nếu các chị lấy vòng các chị báo ly tay giúp em. Vòng này em sẽ bán riêng vòng cho các chị là 149k. Thì các chị chốt giúp em là vòng đá xoáy vàng 149.000 đồng. Vòng đá xoáy vàng, đá của nó đẹp lắm các chị ạ. Cái mẫu vòng này siêu đẹp luôn ấy. Và nếu các chị lấy cả bộ này, hôm nay em sale tặng đến các chị nhà mình 369.000 đồng. Em còn mỗi 3 bộ. Nếu các chị không chốt được thì thông cảm giúp em. Tại vì hôm nay em cũng nói luôn là em xả giá này thì nó còn ít đấy các chị, chứ nó không còn đủ hàng đâu ạ. Các chị lên giúp em là bộ đá xoáy nhá. Các chị chúc giúp em là bộ đá xoáy. Em tặng các chị nhà mình bộ đá xoáy này với giá là 369.000. Và nếu các chị lấy miên vòng không thì các chị chúc giúp em là vòng đá xoáy 149.000 đồng. Các chị lấy ly bao nhiêu thì báo giúp em, siêu đẹp luôn đấy các chị ạ. Ngắm giúp em này. Bộ này nó phải nói là xuất sắc luôn, long lanh luôn. Dây của nó là dây khóa tròn và nó dài được 5 tấc giúp em. Dây là dây khóa tròn dài 5 tấc và nó phay rất là đẹp luôn. Lên giúp em là bộ đá xoáy hôm nay em tặng nốt, tại vì em còn có ít ấy, nó không có đủ. Nó không có đủ để cho các chị chốt hết. Nên là các chị, nếu các chị không chốt được, các chị thông cảm giúp em nhá. Không phải là em không muốn bán hàng, mà rất là nhiều chị nhiều khi là cứ bảo là sao không để cho chị, không để lại cho chị. Thì thật sự với các chị là nó còn ít ấy, cho nên em mới bán cái giá này. Chứ nếu mà nó còn đủ hàng để cho tất cả mọi người thì nó không có giá này các chị ạ. Đây, nếu các chị cái bộ đó các chị không chốt được, các chị chốt sang bộ này cho em. Hoặc là nó hôm nay nó có mấy bộ đấy, các chị có thể chốt dư ra. Xong đến lúc cuối cùng nếu các chị là được là người gọi đầu tiên ấy, thì các chị có thể bỏ ra bộ nào tùy ý. Thì các chị lên giúp em mã này sẽ là mã, các chị chúc giúp em là bộ kim tiền nhé. Cái dây của nó là dây kim tiền giúp em, siêu đẹp luôn. Và dây này nó dài được 5 tấc khóa này. Dây này nó là khóa hiệu Suping giúp em. Và dây này nó dài được 5 tấc nhé. Dây kim tiền này nó là toàn bộ kim tiền ở trên chốc dây như này. Đó, toàn bộ cái dây nó là dây kim tiền dài được 5 tấc. Và đây các chị ngắm giúp em này, bông tai này, vòng nữa nhá. Các chị lên giúp em mã này là mã bộ kim tiền đi ạ. Bộ kim tiền này em có ly nhá. Em có ly thì em không biết là còn mỗi 3 bộ, nhưng mà không biết còn ly bao nhiêu. Thì các chị cứ báo nhân viên giúp em để em xem hay có ly em sẽ lấy các chị nhá. Nên giúp em là bộ kim tiền ạ. Hôm nay em cũng tặng các chị là với giá là 359.000 đồng các chị hôm nay. Nên giúp em là bộ kim tiền chưa bao giờ có giá như hôm nay. 4 món nhá các chị. Bộ kim tiền 359.000, một bông tai này, một chiếc nhẫn này, một cái dây dài được 5 tấc có khắc chữ Suping ở trên chốt khóa ấy. Một mặt nữa này, một cái vòng này siêu đẹp luôn. Em tặng các chị nhà mình cả một bộ này có 359.000 đồng thôi. Giá siêu sốc luôn cho các chị nhà mình, siêu đẹp luôn ấy. Cái bộ này em đảm bảo các chị là nếu như các chị nhìn ở bên ngoài nó đẹp lấp lánh luôn ấy các chị ạ. Nên dụ em là
bộ kim tiền, em tặng các chị nhà mình bộ kim tiền này với giá là 359.000 đồng. Hôm nay em sale một phát và sale sập sàn luôn, nhưng mà nó còn hơi ít. Thì nếu như mà các chị cái hai cái bộ này các chị có thể lấy bộ nào cũng được, tại vì em thấy hai bộ này đều đẹp luôn, bộ đá xoáy và bộ kim tiền đều đẹp đấy các chị ạ. Các chị lên giúp em là bộ kim tiền nhá. Các chị lên giúp em bộ bạch kim này. Bộ này thì các chị chúc giúp em là bộ vip bạch kim. Hoặc các chị chúc giúp em là bộ này là trước em gọi là bộ vip bạch kim đấy, bộ này là bộ vip bạch kim là trước đấy, nhưng mà thôi bây giờ là em sẽ gọi sang là bộ xoáy bạch kim đi, bộ đá xoáy bạch kim đi, bộ đá xoáy bạch kim nhá. Bộ đá xoáy bạch kim nó y xì như bộ đá xoáy vàng ấy, nhưng mà bộ đá xoáy bạch kim thì em lại còn mỗi một bộ các chị ạ. Em tặng đến các chị nhà mình vòng đá xoáy này bạch kim này thì em còn, nhưng mà bộ đá xoáy bạch kim này thì em còn mỗi một bộ thôi. Em cũng tặng đến các chị nhà mình 369.000 đồng đi. Các chị chúc giúp em là bộ đá xoáy bạch kim nhé, em còn mỗi một bộ thôi ạ. Vòng này các chị lấy ly bao nhiêu các chị báo em. Vòng này thì em sẽ có vòng rời để bán cho các chị. Vòng rời này em bán tặng các chị là 149.000 đồng. Các chị chúc giúp em là vòng đá xoáy bạch kim nhé, 149k đẹp lắm các chị ạ. Khi những cái màu bạch kim mà các chị nhìn ở bên ngoài nó y như vàng trắng luôn, màu của nó sáng và đá của nó lấp lánh rất là đẹp luôn. Cái này nó là màu bạch kim rất là đẹp, dây của nó cũng dài 5 tấc và khóa tròn. Các chị lên giúp em là bộ đá xoáy bạch kim. Cái này gồm có bông tai này, dây chuyền này và nhẫn này, bốn món cũng đúng như là các cái bộ kia vậy, nhưng cái này nó là màu bạch kim với giá là 369.000 đồng. Lên giúp em là bộ đá xoáy bạch kim, em còn mỗi một bộ thôi ạ. Nếu như vòng thì em còn, vòng thì các chị có thể lấy giúp em là vòng đá xoáy bạch kim 149k, các chị lấy ly bao nhiêu thì báo giùm em nhé. Vòng đá xoáy bạch kim là 149.000 đồng, vòng đá xoáy bạch kim giúp em. Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã lắc, các chị chốt giùm em mã này là mã lắc, các chị chúc giúp em là vòng hai hàng đá đi, các chị chúc giúp em là vòng hai hàng đá giúp em. Vòng hai hàng đá thì hôm nay em xả nốt cho các chị yêu nhà mình 39.000 đồng các chị ạ. Cái vòng này đợt đầu tiên em bán 79.000, bây giờ em xả đúng nửa 39.000, các chị chúc giúp em là vòng hai hàng đá 39k. Vòng hai hàng đá giúp em nhé, 39.000 đồng giúp em mã vòng hai hàng đá. Vòng hai hàng đá có 39.000, đá của nó là đá pha lê lớn đấy các chị ạ. Vòng hai hàng đá 39.000 đồng giúp em. Những cái mẫu này nó đều còn quá là ít luôn, mẫu mỗi mẫu còn 1-2 cái, nên là em mới xả giá nó, nói chung là coi như là tặng để cho nó hết hàng ấy các chị. Các chị lên giúp em mã này thì em có mỗi ni 50, ni 58, cái này thì em còn ni 58 nhá. Cái vòng này thì các chị chốt giúp em là, cái này là em còn ni 58, nếu các chị đeo vừa ni 58 thì các chị chốt giúp em. Hôm nay em tặng cho các chị nhà mình với giá là 199.000 đồng một bộ các chị nhá, gồm có cả nhẫn này siêu đẹp luôn và vòng tay này. Em tặng đến các chị nhà mình 199k, em còn mỗi ni 58 thôi. Các chị nào ni 58 thì vừa thì chốt giúp em cái bộ này siêu đẹp luôn đấy các chị. Màu của nó là màu bạch kim, vòng ni 58 nhá các chị nhớ, nếu mà tay của các chị ni 58 thì hãng chốt, tại vì cái này em còn mỗi một bộ duy nhất là bộ ni 58. Em tặng các chị yêu nhà mình với giá là 199.000 đồng. Bộ này là các chị biết là bao nhiêu tiền rồi. Đó, bộ này rất là mắc tiền luôn. Hôm nay em tặng các chị là 199k. Các chị cả nhẫn cả vòng luôn nhá. Mà 199.000 đồng, đá của nó lấp lánh, đá của nó nhiều lắm các chị. Đá này nó là đá pha lê Birgit, nó sáng chưa? Các chị lên giúp em là bộ vip bạch kim, bộ vòng vip bạch kim nhá, 199.000 đồng. 189 luôn đi. Tặng luôn cho các chị đi, tại vì em cái này thì em cũng còn có mỗi một bộ thôi. Đợt trước em bán là 200 mấy đấy các chị ạ. Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã kiềng này, kiềng các chị, cái này nó là vòng cổ ấy các chị. Em tặng đến các chị nhà mình với giá hôm nay là 69.000 đồng. Giá này thì nói chung là em nói thật sự là em tặng một nửa tiền đấy, tại vì cái này là em còn có mỗi một cái ạ. Em còn mỗi một cái, cái này nó là đeo sát cổ nhá các chị, đeo sát cổ giúp em. Em tặng đến các chị 69k mà nó đẹp như này các chị biết rồi. Cái này nó giống như kiềng ấy, kiềng đeo sát cổ giúp em nhá. Các chị lên giúp em là kiềng ba hàng đá đi. Các chị chúc giúp em là kiềng ba hàng đá đi ạ. Cái này nó có ba hàng đá nhá, đa ba hàng đá màu bạch kim, em tặng các chị yêu nhà mình 69.000 đồng. Cái kiềng này nó cực kỳ đắt tiền tại vì đá của nó gắn rất là nhiều. Kiềng ba hàng đá 69k giúp em. Kiềng ba hàng đá là 69.000 đồng giúp em mã kiềng ba hàng đá. Thanh lái mã xả bao nhiêu rồi đấy Thanh? Xả 9 rồi ạ. Thôi lai sang cái này tẹo nó lai xả sao? Tẹo tẹo nữa em sẽ like xả nhá. Phải có một người đứng ở ghi giá thôi, cho nên tẹo nữa em sẽ like xả cho các chị. Rất là nhiều mã xả còn đang để ở đây. Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã M15 đi ạ. M15 giúp em này.
M15 nhé, em tặng đến các chị nhà mình mã M15 này với giá 49k. Cái này nó bằng titan và mặt cũng bằng titan luôn, và dây thì nó dài là 4 tấc, nới hết là 4 tấc rưỡi. Lên giúp em là M15 với giá mã M15 là 49.000 đồng, siêu đẹp luôn. Và cái này nó bằng titan cả mặt. Bình thường nếu như cái nào em báo với các chị mặt titan thì nó mới là mặt titan ạ. Cả dây cả mặt đều bằng titan. Hôm nay em sale các chị 49k, dây mặt này nó sáng bóng và nó có chữ nhìn rất là sang. Nên giúp em là M15. Em tặng các chị yêu mã M15 hôm nay ạ, 49.000 đồng, cả dây cả mặt đều bằng titan. Dây này là dây búa bi cách đoạn rất là đẹp và có khắc ký hiệu titan ở trên chốt khóa. Dài được 4 tấc rưỡi giúp em. M15 với giá là 49k. Các chị lên giúp em mã này là mã M16 này. M16 nó là một dây titan, dây titan kiểu dáng dây titan trái tim như này. Em tặng các chị yêu nhà mình M16 với giá 49.000 đồng mã M16. M16 ạ, 49k giúp em mã M16 nhá. Đây các chị ngắm giúp em hình trái tim và nó keo kiểu của nó sẽ là rút dây. Khi mà các chị thích rút cái nó cái quả này nó là quả tăng đơ này các chị này. Các chị thích rút lên, rút xuống đều được. Cái mẫu này là rất là mắc tiền đấy mà hôm nay em sale các chị 49 thôi. Các chị lên giúp em là M16 49k, cái quả này quả tăng đơ rất là đẹp luôn, toàn bộ là titan cả mặt luôn. Em tặng các chị M16 với giá 49.000 đồng mã M16 giúp em ạ. M16 nhá. 49k mã M16. Các chị lên giúp em mã này là mã M17 này. M17 này em có nó sẽ là một cái dây titan dài được 4 tấc, nối hết là 4 tấc rưỡi, và cái mặt đá này em có mặt đá xanh xanh lá và mặt hồng, siêu đẹp luôn. Dây titan này kiểu dáng giống như vàng tây luôn. Em tặng các chị yêu có 39.000. 39.000 đồng một cái dây đẹp như này. Các chị chúc giúp em là M17 39.000. Dây titan dài được 4 tấc, nối hết là 4 tấc rưỡi và rất là xinh như này, có 39.000. Các chị chúc giúp em là M17 ạ. 39.000 đồng giúp em. Lên giúp em mã này là mã M18 này các chị ơi. M18 này em có nó sẽ là một cái dây titan, hình mặt bướm này cũng bằng titan và cái mẫu này em thấy quá là đẹp luôn các chị ạ. Sáng màu này và cả mặt cả dây đều bằng titan này và dây của nó dài được 4 tấc, nới hết là 4 tấc rưỡi. Tặng các chị yêu nhà mình M18 với giá 49.000 đồng giúp em mã M18 ạ. M18 giùm em nhé, 49k. M18 giúp em này, 49.000 đồng mã M18 giùm em. Các chị lên giúp em mã này là mã M19 giúp em. M19 giùm em này các chị ơi. M19 này em tặng các chị yêu nhà mình mã M19 là một bộ bằng titan luôn. Chưa bao giờ có cái bộ này bằng titan mà giá như hôm nay luôn các chị ạ. M19 này hôm nay cả một bộ bằng titan, kiểu dáng đá của nó sẽ là đá nhiều màu như này. Em tặng các chị yêu nhà mình M19 ạ. Với giá là 69.000 đồng. Chốt giúp em M19, 69k giúp em nhá. M19 có 69.000 đồng thôi mà nó là một bộ bằng titan, đá của nó là đá 7 màu, cái kiểu khong của nó là khong bấm như này. Các chị lên giúp em là M19 ạ, 69.000 đồng một bộ bằng titan. M19 69k, một bộ bằng titan luôn ạ. M19 giúp em 69.000 đồng một bộ bằng titan nhé. Các chị lên giúp em mã này là mã M20 này. M20 giúp em. M20 giùm em nhé. M20 này em có sẽ là một cái lắc tay hoa cỏ may mắn và một bộ này bằng hoa cỏ may mắn bằng titan luôn. Hôm nay em bán giá chưa bao giờ có ạ. Đây các chị, cái hoa cỏ may mắn dây này thì nó sẽ hai mặt, một mặt xanh một mặt đen và một đôi bông tai toàn bộ là titan nữa. Hôm nay em tặng các chị có 99.000 đồng, giá này là chưa bao giờ em bán luôn. Các chị có thể tìm hiểu ở bên ngoài, nếu như một bộ này bằng titan giá của nó mấy trăm nghìn luôn các chị ạ. Một cái lắc tay này người ta đã bán các chị giá 99.000 rồi. Các chị lên giúp em là M20 với giá 99.000 đồng một bộ, gồm có dây titan này, mặt titan, bông tai titan và lắc tay bằng titan. Tất cả cái bộ hoa cỏ may mắn này đều bằng titan mà em tặng các chị có mỗi 99.000. Cho giúp em là M20, 99.000 đồng giúp em mã M20 nhé. M20 99k mã M20 giùm em. Các chị lên giúp em mã này là mã các chị chúc giúp em là lắc vip titan nhé. Lắc vip titan em có cả nhỏ lẫn lớn này. Cái này là em bị bom về thôi, chứ cái này em cũng hết lâu rồi. Cái hàng này nó là hàng đắt tiền các chị ạ. Lên giúp em là lắc vip titan. Cái này độ bền màu của nó thì siêu bền luôn. Nó là hàng đúc đặc nguyên khối của titan mà các chị. Lên giúp em là lắc vip titan. Cái này các chị có thể lấy cả cặp. Cái này là một nam một nữ đấy các chị ạ. Nhưng mà nếu như mà các chị lấy cái lớn hay cái nhỏ em đều bán nhá. Em các chị chúc giúp em là lắc vip titan. Hôm nay em tặng đến các chị nhà mình giá chưa bao giờ có nên các chị không bom hàng giúp em. Em xả cái này em xả lỗ rất là nhiều luôn đấy các chị. Biết đầu tiên em bán là 150.000. Hôm nay em sell luôn 99.000 đồng. Giá này là giá lỗ sập sàn luôn và em đảm bảo các chị đeo cái này siêu bền, các chị có thể lấy cả cặp cũng được, chưa bao giờ em bán giá này đâu các chị ạ. 99.000 đồng một chiếc nhá các chị. Ví dụ như các chị lấy của nam hay của nữ hay
hay là các chị lấy cả cặp thì các chị báo em, nhưng mà em còn mỗi hai cái này thôi, em còn mỗi hai cái nhỏ và một cái lớn. Các chị lên giúp em là lắc vip titan với giá là 99.000 đồng, giá này là giá em xả lỗ rồi, cho nên là tất cả các chị hôm nay nếu như đã đi đơn thì cân nhắc kỹ giúp em nhé, nếu không mình không lấy có thể nhường cho người khác, tại vì rất là nhiều hôm em bao nhiêu người chốt không được hàng, nhưng mà đến khi cái chị đó chốt được thì lại bị bom về, cho nên là cái lúc đó là rất là buồn luôn các chị ạ. Tại vì sao? Tại vì có nhiều người năn nỉ chốt đơn lại không được. Em nói thật, lắm người nói mà em còn phát ngại luôn ấy, tại vì cứ bảo là sao lại không để cho chị là khách quen mà sao lại không để cho chị. Xong đến cuối cùng bị bom về các chị ạ. Cuối cùng bị bom về thì thật sự là mình vừa tiếc cho cái người chốt không được này, mà mình lại vừa tiếc cho mình nữa, tại vì mình bán hàng đã xả lỗ rồi mà lại còn bị bom về, nó lại lỗ nữa. Đây các chị lên giúp em mã này sẽ là mã, các chị lên giúp em mã này sẽ là mã ngọc trai hai tầng xịn. Các chị chúc giúp em là ngọc trai hai tầng xịn giúp em. Cái mẫu ngọc trai này thì em nói thật sự các chị luôn là mẫu này chưa bao giờ em dám nhập hàng đắt tiền như này về các chị ạ. Nhưng mà hôm nay em thử, tại vì cái này nó là hàng đắt tiền, hàng VIP, và có rất là nhiều chị báo là ở bên ngoài ta còn bán mấy triệu, ta còn bán được, thì em cứ thử nhập hàng đắt về xem, thì em cũng thử thôi. Em nói thật sự các chị em thử, nhưng mà chắc là không dám nhập nữa rồi, tại vì mình thường khách của mình thì thường hay thích rẻ hơn. Đây các chị, có những nơi thì người ta bán chuyên đồ đắt thì toàn những người, ý là những người mà người ta có tiền người ta vào. Em thì em cứ hay nói thật với các chị thế, còn em thì em cũng hay bán những cái hàng bình thường, cho nên là chắc là những chị bình thường vào, em thì em nghĩ vậy. Cái này thì em nói thật sự các chị, hôm nay là em xả lỗ rất là nhiều luôn đấy các chị. Cái này là đợt trước là nó gần 1 triệu cơ các chị ạ. Hôm nay em tặng cho các chị yêu nhà mình, những chị nào em nói thật sự các chị hôm nay là em tặng thôi, em tặng các chị 600.000 đồng thì em còn mỗi một cái duy nhất ạ các chị ạ. Cái này nó là ngọc trai thật và nó là hai tầng và nó dài đây này các chị này, các chị có thể thấy là nó sẽ dài xuống đến dưới đây, đây này các chị biết là ngọc trai thật mà nó hai tầng mà nó dài như này, các chị biết là hàng đắt rồi. Và cái này khi mà các chị đeo, các chị đeo sẽ đeo giống như là mình đeo thiết kế vào những cái chiếc váy ấy các chị, nó là hàng ngọc trai thật nhưng mà nó lại là hàng thiết kế đấy cơ. Cái kiểu dáng của nó dài nhá, đây các chị có thể nhìn thấy nó dài được, nó dài được 6 tấc luôn ấy, mà nó lại là hai vòng nữa cơ. Các chị có thể nhìn thấy nó quá là đẹp luôn nhá. Nó dài 6 tấc và nó lại là hai vòng luôn giúp em. Hôm nay em tặng các chị 600.000 là em nói thật sự chân tình các chị luôn. Em lỗ bao nhiêu tiền luôn đấy các chị ạ. Cái này nó gần 1 triệu cơ. Nhưng mà hôm nay em cũng còn có mỗi một cái thì em lỗ mấy trăm nghìn đấy các chị. Lên giúp em mã này là mã đẳng cấp ngọc trai 2 tầng. Em, các chị chúc giúp em là đẳng cấp ngọc trai 2 tầng đi ạ. Em tặng các chị yêu nhà mình với giá là 600k. Các chị hôm nay các chị mua được cái này là em nói thật sự các chị là VIP luôn này. Các chị ngắm giúp em nhá. Đẳng cấp ngọc trai 2 tầng, ngọc trai thật các chị nhá, chứ không phải là ngọc trai giả đâu. Mà nó nhiều được như này các chị biết là hàng đắt rồi. Đẳng cấp ngọc trai 2 tầng này em chỉ có mỗi một chiếc thôi ạ. Đây các chị này, những chị nào chắc chắn lấy hàng thì hãng chốt giúp em có một chiếc. Đây các chị ngắm giúp em nhé, nó là ngọc trai thật, mình thử giúp em. Đẳng cấp ngọc trai 2 tầng là 600.000. 600.000 giúp em, hàng có hộp nhá các chị nhá. Đẳng cấp ngọc trai 2 tầng là 600k, em có mỗi một thôi ạ. Các chị ơi, em có mỗi một bộ duy nhất nên em xả lỗ mấy trăm nghìn luôn đấy các chị. Bình thường các chị biết là em bán thì em phải có lãi, nhưng mà có những cái là em lại bị lỗ thật sự luôn. Như mấy cái này hôm nay đều là còn có một cái nên là em xả lỗ nhá. Các chị nếu như các chị biết là cái bộ này ở bên ngoài, kể cả các chị nhập hàng bao nhiêu cái thì nó cũng phải là gần 500.000. Nếu như mà các chị nhập xỉ là các chị biết là tại sao em bán giá này là em bán lỗ các chị ạ. Lên giúp em là, các chị lên giúp em mã này sẽ là mã đẳng cấp pha lê. Các chị lên giúp em mã này là pha lê thiết kế đi. Các chị chúc giúp em là pha lê thiết kế ạ. Pha lê thiết kế giúp em. Pha lê này nó là hàng thiết kế. Các chị nhìn thấy những cái uốn lượn của nó bằng đá là các chị biết là hàng thiết kế này cực kỳ đắt tiền luôn. Em tặng các chị yêu nhà mình hôm nay ạ, 399.000 đồng. Các chị nhập là các chị nhập xỉ hàng bao nhiêu cái cũng gần 500.000. Hôm nay em bán 399.000 là các chị biết là em xả lỗ. Cái riêng những cái nào lỗ là em nói lỗ thật sự luôn đấy các chị ạ. Đây các chị lên giúp em là pha lê thiết kế là 399.000 đồng nhá. Pha lê thiết kế thì em đảm bảo các chị, kể cả các chị nhập hàng nghìn chiếc cũng không có giá 400 mấy đâu các chị ạ. Lên giúp em là pha lê thiết kế ạ. Với giá pha lê thiết kế là 399.000 đồng. Các chị biết là em bán lỗ, không có một người nào mà bán lỗ, kể cả các chị đến tận nơi sản xuất cũng không có giá này. Em đảm bảo về giá các chị luôn. Và cái này em cũng có duy nhất một cái ạ. Cái này nó sẽ dài được hơn 4 tấc chiếu nhá các chị. Lên giúp em là pha lê thiết kế.
em tặng lỗ cho các chị nhà mình với giá là 399.000. Các chị giúp em là pha lê thiết kế 399k, màu của nó là màu bạch kim, siêu đẹp luôn, giống như là vàng trắng luôn đấy các chị. Lên giúp em là pha lê thiết kế lỗ rất là nhiều luôn với có cái giá 399.000. Nhà em có mỗi một chiếc thôi ạ. Các chị lên giúp em mã này, hôm nay toàn những bộ đẳng cấp, nhưng mà các chị mua được cái giá này là em đảm bảo với các chị. Hôm nay toàn những bộ đẳng cấp, bộ VIP em cho vào hôm nay, nhưng mà nó còn toàn có một bộ thôi. Và đây các chị biết là toàn là hàng mới nguyên si luôn nhá. Đây này các chị này, nó còn sót có một bộ ấy các chị. Còn sót có một bộ là em với nay em mới dọn, là nhà của em nó nhiều bộ quá nên là em dọn ra để em xả cho các chị lỗ hôm nay đấy. Đây các chị ngắm giúp em cái khóa của nó là khóa này nhá các chị. Và nó có một đôi bông tai này. Và cái mẫu này nó là hàng thiết kế siêu đẹp, ngọc trai của nó đẹp lắm luôn ấy các chị ạ, ngọc trai thật nhá. Các chị lên giúp em mã này là mã, các chị chúc giúp em là, các chị lên giúp em mã này sẽ là mã nhiều nay nhiều bộ quá không biết đọc gì nữa luôn. Các chị lên giúp em là ngọc trai thật quả đi. Cái này nó có một cái quả bên dưới này. Đây các chị ngắm giúp em cái bộ này đẹp lắm luôn ấy mà nó lại là ngọc trai thật. Các chị lên giúp em là ngọc trai thật quả ấy nhá. Các chị ngắm giúp em cái dây này thì đẹp không cưỡng nổi luôn ạ. Các chị lên giúp em là ngọc trai thật quả. Cái này các chị, những chị hôm trước lấy sỉ bao nhiêu là các chị biết rồi. Giá của nó cực kỳ cao luôn ấy. Các chị lấy sỉ là các chị lấy rất là nhiều luôn, là các chị biết giá rồi. Hôm nay em tặng cho các chị giá lẻ nhưng mà nó lại còn một bộ nên các chị sỉ hôm trước thông cảm giúp em nhé. Các chị lên giúp em này, ngọc trai thật quả. Cái này tất cả ngọc trai thật thì em báo các chị ngọc trai thật, các chị về test thử giúp em. Em tặng các chị ngọc trai thật quả này với giá là, tặng cho các chị yêu nhà mình hôm nay là tặng luôn 450.000 đồng. Em nói thật sự các chị, hôm trước các chị lấy sỉ là 569 đúng không ạ? 569 hay là 79 ấy, hôm nay em tặng các chị 450.000 đồng. Các chị ơi thông cảm giúp em còn một bộ, hôm nay em xả lỗ rất là nhiều để cho những chị có thể mua được những hàng cao cấp như này giá rẻ. Các chị ngắm giúp em những cái bộ này nó siêu đẹp luôn đấy, ngọc trai là ngọc trai thật, gồm có một đôi bông tai và một sợi dây chuyền. Em tặng các chị 450.000 đồng. Em nói thật sự hôm nay lỗ toàn lỗ tiền trăm luôn, một like hôm nay em cũng lỗ bao tiền. Em hôm nay là em lên toàn những hàng cao cấp mà bán giá thì giá cứ rẻ. Hàng cao cấp đấy các chị. Các chị lên giúp em mã này, bộ này nữa là hết bộ luôn này các chị này. Bộ này nữa là hết những hàng cao cấp luôn này. Các chị lên giúp em mã này là mã bộ pha lê vàng. Các chị lên giúp em mã này là mã bộ pha lê vàng nhá. Đây các chị ngắm giùm em đi ạ. Nó quá là đẹp luôn ấy, quá là đỉnh luôn. Riêng về cái bộ này mà các chị mặc giống như là nó đẹp, đẹp như cô dâu luôn ấy các chị ạ. Cái bộ này siêu đẹp luôn và sang chảnh, nhất là những chị mà lên chức mẹ chồng gì này. Rồi là các chị mặc đi tiệc, đi đám cưới này, cái bộ này quá là đẹp luôn. Dây của nó thì dây của nó sẽ dài được 5 tấc, các chị có thể cắt mắt đi được nhá. Các chị lên giúp em là, các chị lên giúp em là đẳng cấp pha lê vàng. Em tặng các chị đẳng cấp pha lê vàng hôm nay luôn ạ. 399.000 đồng. Các chị biết em bán lỗ cho các chị 100.000. Em đảm bảo các chị là em nhập không nhập được giá này. Em nói thật sự các chị luôn. Nếu như các chị lấy cất, lấy sỉ hôm nay các chị nên lấy. Em nói thật sự các chị, em nhập, em không bao giờ em nhập bằng bao nhiêu bộ em cũng không nhập được cái giá hôm nay em bán cho các chị ạ. Em hôm nay là em xả cho nó hết mẫu đi và nó cũng còn ít ấy. Nên em tặng cho các chị 399k. Các chị chúc giúp em mà đẳng cấp pha lê vàng các chị ơi. Hôm trước mua thì hết sức thông cảm giúp em. Có các chị lại bảo hôm trước bán cho chị đắt hơn hàng mấy trăm nghìn như thế thì làm sao mà chị bán được hàng. Thì em nói thật sự luôn các chị, hôm nay là em xin lỗi các chị mua hôm trước, là hôm trước em còn có lãi tiền nghìn của các chị, hôm nay em xả lỗ tiền trăm nghìn của cho các chị, thì các chị thông cảm giúp em là có những lúc em phải xả lỗ thật luôn, tại vì là nhiều khi là nó còn một vài bộ là em muốn xả cho hết mẫu đi, không có nhiều khi là để ra đây, ví dụ cứ bán cái giá trước thì nó sẽ lâu hơn, đúng không ạ? Mình bán lỗ đi cho nhanh. Đây các chị lên giúp em mã này sẽ là mã đẳng cấp pha lê vàng. Em tặng các chị nhà mình 399.000 đồng, thì em đảm bảo với các chị là kể cả các chị đến tận nơi sản xuất các chị nhập đúng 1.000 bộ không có cái giá này luôn. Các chị những cái gì em bán lỗ là em nói thật sự luôn ấy, và những cái hôm trước thì các chị thông cảm giúp em, có đến lúc lại đòi tiền em lại, tại vì những cái hôm đó em cũng chỉ lãi tiền nghìn thôi, thì cái hôm đó nó là hôm mới về hàng. Thì em bán đây các chị có thể nhìn giá em bán 499k. Em không nói sai một chút xíu nào. Hôm nay em bán các chị 399 như là em lỗ cả 100.000 luôn đấy các chị ạ. Giá của em bán nếu cái nào em lỗ là em nói em lỗ luôn, chứ không phải là em không giống như là các nơi là ví dụ cứ like hôm trước cũng bán 100 mà hôm sau cũng bán 100 mà bảo là xuống giá đâu. Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã, các chị lên giúp em mã này là mã M22 giúp em nhá. M22 giúp em này. Các chị ơi, M22 này em có là một cái dây bướm 2 tầng. Cái dây bướm 2 tầng này nó là cái kiểu dáng so le như này, nên em sẽ cho lên đây để cho các chị
ngắm giúp em này, các chị lên giúp em mã này sẽ là mã dây, các chị chúc giúp em là M22 giúp em. M22 cái kiểu của nó sẽ kiểu thiết kế như này, mặt này toàn bộ là mặt titan và cái mặt này nó sẽ đan xen hai cái hàng bướm như này. Đây các chị ngắm giúp em này. Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã M22. Em tặng các chị yêu nhà mình mã M22 này với giá này các chị ơi 79.000 đồng. Cái này mặt của nó bằng titan toàn bộ nhé. Đây là mặt titan này, đây cũng là mặt titan, kiểu dáng dây nó là dây thiết kế đấy các chọn. Các chị lên giúp em là M22 nhé. Dây màu của nó siêu đẹp luôn. M22 này nó là 2 tầng và nó bằng titan toàn bộ luôn nhá các chị. Mẫu này đẹp lắm. Mà em cũng chỉ còn có 3 cái thôi. Em tặng các chị nhà mình hôm nay 79 cái mẫu này. Các chị lên giúp em là M22 nhìn đẹp chưa các chị? Màu này của nó rất là sáng, bằng titan toàn bộ, 2 tầng dây đều bằng titan, mặt bằng titan toàn bộ luôn, có 79.000. Chúc giúp em là M22 ạ, 79k giúp em rất là đẹp. Bằng chất liệu titan. M22 79.000 đồng. Các chị lên giúp em mã này là mã M23 giúp em ạ. M23 giúp em nhé. M23 giúp em nó là một cái lắc lá. À quên, một cái dây lá, kiểu dáng dây lá này nó kết đá pha lê bia gớt màu xanh, nhìn xinh chưa các chị? Em hôm nay em sale tặng các chị nhà mình 49.000. Chốt giúp em là M22 49k mã M22 giúp em ạ. M22 ạ, 49.000 đồng mã M22 giúp em nhé. M22 49k. Các chị lên giúp em mã này là mã M23. M23 nó là một bộ bằng titan và cái kiểu dáng titan này nó sẽ là cái ngọc trai mà nó hơi kiểu dáng méo méo một chút đấy các chị. Và cái này toàn bộ của nó bằng titan, hàng này là hàng đắt, các chị biết là hôm trước em bán 120 rồi. Hôm nay em tặng luôn các chị 99.000. Đây cái bộ này nó là kiểu dáng ngọc trai có phun nhũ ở trên và kiểu dáng của nó hơi méo méo chút, nhìn rất là tự nhiên. Toàn bộ là titan từ mặt cho đến dây chuyền cho đến bông tai. Em tặng các chị cả một bộ này với giá 99.000. Các chị lên giúp em là M22 ạ. À M23. Với giá M23 là 99.000 đồng một bộ bằng titan. Một bộ này bằng titan kiểu dáng này nhìn sang chảnh và rất là lạ, độc đáo. Em tặng các chị M23 99.000 đồng một bộ bằng chất liệu titan giúp em. M23 99.000 đồng một bộ. Các chị lên giúp em mã này là mã M24 giúp em. M24 này em có nó sẽ là một cái dây này. Màu này của nó sẽ là màu xanh xanh đậm các chị ạ, và màu đỏ. Các chị lấy màu gì thì báo giúp em, cái mẫu này rất là đẹp và bền màu. Tại vì cái này nó sẽ là bi bằng titan nhá, hạt này thì không thể bay màu. Em có màu đỏ và màu xanh. Dây này là dây búa có khắc ký hiệu 18K ở trên. Và dây này nó dài được 4 tấc rưỡi là nới hết. Đeo dây này thì rất là bền rồi. Bằng chất liệu titan, dây dài 4 tấc rưỡi là nới hết, không nới sẽ là 4 tấc. Với giá M24 này là 49.000. M24 giúp em 49K, đẹp xinh, nhỏ nhỏ rất là đẹp luôn. M24 siêu bền màu nữa, tại vì nó là dây búa titan đấy các chị. Và hạt này thì là hạt titan rồi. Các chị lên giúp em là M24 ạ. 49k rất là đẹp. Em có màu đỏ, màu xanh, các chị lấy màu gì thì báo giúp em. M24 49.000. Lên giúp em mã này là mã M25 này. M25 giùm em, nó là một cái dây, dây này nó là dây hạt gạo bằng titan các chị ạ. Dây hạt gạo bằng titan này siêu đẹp luôn và dài được 4 tấc rưỡi là nới hết, có khắc hiệu giúp em. Không nới thì sẽ là 4 tấc. Em tặng các chị yêu nhà mình M25 với giá 49.000. M25 tặng luôn các chị 45.000 đi. Các chị chúc giúp em M25 45k. M25 45k giúp em. Cái dây này nó là dây hạt gạo kiểu dáng dây hạt cà phê, nhìn rất là đẹp luôn các chị ạ. Ngắm giúp em bằng titan đấy các chị, màu của nó sáng đẹp chưa? Nên giúp em là M25 45.000. M25 45k giúp em ạ. Lên giúp em mã này là mã M26 giúp em. M26 này, cái dây này của em nó có khắc ký hiệu titan ở trên chốt khóa này. Và cái này dài 4 tấc rưỡi là nới hết nhá. Các chị lên giúp em là M26. Dây này em có sẽ là một cái dây mặt này là mặt kiểu dáng khảm, ở bên trong là khảm xà cừ màu trắng này, mặt hiệu giúp em, mặt hiệu bằng titan luôn. Cả dây cả mặt đều bằng titan. Giá em tặng các chị 59.000 cho giúp em là M26. Mẫu này siêu đẹp luôn đấy các chị, ngắm giúp em này. Hàng này vừa về khách xỉ ôm hết, còn có mỗi 6-7 cái thôi. Em tặng nôn cho các chị 59.000. Lên giúp em là M26 ạ. Với giá 59k giúp em mã M26 giúp em nhé. M26 59.000. Em nói thật sự các chị luôn, em cả bán xỉ lẫn bán lẻ thì mới đi được nhiều hàng như vậy. Chứ còn nếu mà miên bán lẻ không thì chắc là cũng không nhanh hết mẫu như vậy. Tại vì nhiều chị cứ nói là sao vừa mới like xong mà đã hết rồi vậy. Thì em nói thật sự là tại vì em bán sỉ nữa ấy các chị. Nên là các chị thông cảm, nếu như mà hết rồi các chị có thể chốt sang mẫu khác dùm em. Tại vì thật sự em like là em muốn bán, không phải là câu like, câu view gì đâu. Nhưng mà nó hết hàng thật sự luôn.
chứ còn không phải là không muốn bán cho các chị. Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã M27. Em tặng các chị yêu nhà mình M27 này với giá là 49k. M27 giúp em nó là một cái dây đá pha lê này của nó toàn bộ là titan mà chưa bao giờ em bán 49.000 đâu các chị ạ. Dây này là dây của nó dài được 4 tấc, nới hết là 4 tấc rưỡi. Em tặng đến các chị yêu nhà mình M27 với giá 49.000. M27 giúp em là 49k nhá. Đây các chị ngắm giúp em này. 49.000 đồng mà một cái dây titan đẹp như này thì các chị biết là không ở đâu có luôn đấy các chị. Lên giúp em là M27 có 49.000 đồng hôm nay, giá hôm nay em sale sập sàn luôn nhá các chị nhà mình M27 nhá. Mẫu này rất là đẹp đấy các chị ạ. Có 49.000 đồng chưa bao giờ có luôn. Lên giúp em là M27. 49k mã M27 giúp em. Các chị lên giúp em mã này là mã M28, một mẫu siêu đẹp luôn. Mẫu này thì không thể chê được luôn rồi. Các chị ngắm giúp em cái đá của nó này, rất là sáng màu luôn. Đá của nó toàn bộ là đá pha lê Birgit bên dưới này. Cái mẫu này là mẫu hàng đắt tiền ạ. Hôm nay em tặng nốt cho các chị, em còn có mỗi 3 đôi thôi. Nên là em tặng các chị 79.000. Chứ mẫu này nó là mẫu hàng đắt, các chị nhìn là biết ngay này. Các chị lên giúp em là M28 79k. M28 giúp em nhé, 79.000 đồng. Hàng này là hàng VIP luôn đấy các chị, ngắm giúp em. M28 ạ, 79.000 đồng. M28 giúp em 79k. Các chị lên giúp em mã này là mã M29. M29 này nó là một bông titan hàng thiết kế. Màu của nó thì không thể cưỡng nổi luôn, nó lấp lánh luôn đấy các chị. Màu của nó quá là sáng luôn. Và cái này nó là hàng titan thiết kế, khóa của nó là khóa móc câu như này. Đôi bông này khi đeo lên nhìn sang lắm luôn đấy các chị. Đeo lên nhất là những chị mà mặc quần áo sành điệu chút, sang chảnh chút, các chị đeo cho em đôi này thì đảm bảo các chị là mê luôn, sang chảnh lắm luôn đấy các chị. Lên giúp em là M29. Hôm nay em sale 79.000. Cái bông này cũng chưa bao giờ em bán giá này, tại vì cái này nó là hàng titan. Hàng titan bóng kít, nó chạm trổ được như này là nó rất là công phu luôn các chị. Hàng titan nó cực kỳ hiếm, những cái kiểu dáng khóa móc câu vào cái đôi như này. Cái bông này là hàng thiết kế giúp em. Em tặng các chị M29 79k. Mê cho các chị ơi, cái đôi này nhìn sang lắm luôn ấy, màu của nó thì siêu bền rồi, hàng titan mà các chị. Chốt giúp em là M29 79.000 đồng giúp em. Các chị lên giúp em mã này là mã M30 em có là một đôi màu bạch kim ạ. M30 giúp em một đôi màu bạch kim nhá. Em tặng đến các chị nhà mình M30 này với giá là 39.000 đồng. Tất cả các chị chốt đơn hôm nay giúp em một lượt tương tác, một lượt chia sẻ các chị ơi. Thật sự hôm nay các chị rẻ được cả tiền trăm luôn. Em nói thật sự luôn. Hôm nay là live, hôm nay em lỗ, thật sự em lỗ rất là nhiều tiền trong live hôm nay. Em chỉ mong là được lấy lượt tương tác của các chị thôi. Em nói thật sự không mất gì của các chị giúp em một lượt chia sẻ, hoặc các chị có thể giới thiệu người thân vào giúp em với. Đợt này nó rất là ẩn bình luận, em không biết tại sao nhưng mà đợt này rất là ẩn bình luận nhiều các chị ạ. Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã M30. Đôi này hôm nay em tặng các chị có 39.000 đồng. Cái mẫu này là các chị biết là nó là hàng siêu bền luôn. Khong của nó đây nhá các chị, khong của nó này. Và cái kiểu dáng đá của nó là đá pha lê rất là nhiều như này. Màu của nó y vàng trắng luôn. Các chị ngắm giúp em đẹp chưa? Em tặng các chị hôm nay có 39.000 đồng các chị. Em thấy y xì như của em mà người ta bán trên 100.000 luôn. Em tặng các chị giá sập sàn luôn, lãi của các chị tiền nghìn luôn đấy các chị. Lên giúp em là M30 với giá 39.000 đồng mã M30. Hôm nay em sell hầu như ít nhất là 10.000. Nếu những đôi bông tai này giảm ít nhất cũng phải là 10.000. Còn có cái em giảm với các chị cả 100.000 luôn ấy. Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã M31 giúp em. M31 là một đôi bông tai nhìn rất là xinh như này, khóa móc câu nhá. Kiểu dáng của nó sẽ ghép đá hình trái tim như này. Đôi này em thấy đeo xinh lắm luôn ấy. Em tặng các chị 39.000. Chúc giúp em là M31 39.000 đồng. Bông này cực kỳ xinh luôn. M31 nhá, 39k mã M31. M31 39.000 đồng giúp em. Các chị lên cho em mã này là mã M32. M32 là một đôi bông bằng titan kiểu dáng bi và nó hình bướm như này là em thấy đẹp lắm. Đây các chị ngắm giúp em nhé. Toàn bộ nó là titan, những cái bi này nó là bi xoáy bằng titan luôn. Lên giúp em mã này là mã M32 với giá hôm nay là 69.000. Cái hàng này hàng thiết kế đắt tiền luôn đấy. Các chị có thể biết là hôm trước em bán 89.000 thì hôm nay em giảm các chị 69.000. Là giá hầu như là có những cái mà em lỗ đến hàng 20.000 luôn. Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã M32. Em tặng các chị yêu nhà mình 69k. M32 69.000 đồng. Đợt này bóp tương tác like phát chán cả lên luôn đấy các chị ạ. Nhiều lúc là chỉ muốn nghỉ like luôn ấy. Tại vì thật sự các chị nhiều khi bán hàng mà lỗ cứ lỗ mãi cũng chán. Em nói thật sự luôn, lắm lúc là chán không buồn muốn like nữa. Đợt này nó bóp tương tác quá thể luôn. Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã M33.
M33 giúp em nhé. M33 này các chị ngắm giúp em, nó là một đôi hoa cỏ may mắn này, và bên dưới nó là ngọc trai nhé các chị. Em tặng đến các chị yêu nhà mình M33 với giá là đôi này là hàng đắt nhé các chị. Em cũng còn có 3 đôi nên là em sell 79.000 chiếc, đôi này nó là hàng đắt tiền. Các chị có thể ngắm giúp em cái hàng ngọc trai của nó này. Các chị đây nó là bằng titan nhá. Em tặng các chị M33 là 79.000 đồng. Đôi này rất là đẹp luôn các chị ạ. Đôi này siêu đẹp mà bằng chất liệu titan giúp em. M33 79.000 đồng, mã M33 giúp em, hàng đắt tiền. M33 này nó là một bông titan siêu siêu hiếm luôn. Các chị lên giúp em mã này là mã M34 này. M34 này hôm nay em cũng tặng các chị nhà mình 39.000 đồng. M34 này các chị biết đầu tiên em bán là 69.000 đấy. Em còn mỗi 3 đôi nữa. Em tặng các chị là 39.000. Cái này nó là hai tầng cơ mà các chị. Hai tầng hoa cỏ may mắn nó xoay được như này. Bằng chất liệu titan giúp em. Kiểu dáng của nó sẽ là chốt đằng sau như này. Em tặng các chị có 39.000 hôm nay. Chúc giúp em là M34 ạ. 39k mã M34 giúp em nhé. M34 hoa cỏ may mắn 39.000. Các chị lên giúp em mã này là mã M35. M35 giúp em, hôm nay em sell luôn 19.000 đi. Cái đôi này em 39 em đã định sell 29 rồi đấy. Hôm nay em lại sell luôn 19.000 cho nó nhanh hết. Các chị lên giúp em là M35 19.000 đồng cho các chị hôm nay. M35 giúp em 19k một đôi bông hình sao, và toàn bộ ở bên trong này nó sẽ ghép những cái viên đá nhỏ nhỏ xinh xinh này các chị này. Đó, những cái viên đá này ở bên trong nó rất là nhiều nhá. Em tặng các chị hôm nay có 19.000 đồng, các chị đảm bảo các chị là không nhập được luôn ạ. Em bán thì em mong hết hàng. Còn các chị hôm nay các chị mua được giá thì đảm bảo các chị là giá siêu rẻ luôn. Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã M35. Em tặng các chị yêu với giá là 19.000 đồng mã M35. Chưa bao giờ có cái giá hôm nay. M35 19k. Đã sell 29 rồi, giờ lại xuống 19 luôn. Các chị lên giúp em là M35 19.000. Các chị lên giúp em mã này là mã M36 này. Cái đôi này các chị biết 49.000, giờ sell xuống 19.000. Các chị thấy giật mình không ạ? M36 19.000 đồng, em đảm bảo là không nhập được giá này luôn. Cái kiểu dáng của nó sẽ là kiểu dáng hình đá của nó xung quanh như này. Hôm nay các chị nhập sỉ về bán, em nói thật, đến Tết nhiều khi lại không có hàng mà bán luôn ấy. Nhưng mà giờ em về nhiều hàng quá, nó cứ chồng đống lên là em lại thấy sốt ruột, là em muốn là em xả đi. Nhưng mà thật sự nhiều khi xả xong đến Tết lại không có hàng bán. Nên các chị, nếu các chị mà lấy sỉ ấy, các chị nên lấy từ bây giờ nhá. Tại vì đến lúc đó nhiều khi các chị không có hàng luôn ấy. Em nói thật sự là đợt này nó về nhiều quá là em cứ muốn xả cho nó hết đi thôi. Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã M36. Em tặng các chị 19.000. M36 19.000 đồng mã M36 giúp em. M36 ạ, 19k mã M36. Cái lúc nhiều hàng thì nó lại bị kém tương tác. Các chị biết không? Cái đợt mà em bị mất trang đó, các chị, đợt mà Tết xong đó, không có hàng bán một chút xíu nào. Không có hàng để bán, cứ like, còn không có hàng mà like luôn ý. Thì cái lúc đó lại mở tương tác kinh khủng luôn. Like mỗi một like là bao nhiêu, mấy 6-7.000 bình luận đúng không các chị? Bây giờ thì nó lại giảm tương tác đi thì lại hàng về nhiều. Đó các chị thấy không ạ? Nên rồi em mã này sẽ là mã M37, em tặng các chị yêu nhà mình hôm nay ạ, 49.000 đồng. M37 giúp em nhé. Cái mẫu này nó là một mẫu titan này, nó sẽ là mẫu titan này, nó là không bao giờ bay màu. Và em có hai tầng luôn. Cái mẫu này em thấy xinh đấy các chị ạ, siêu đẹp luôn. Mẫu này thì nó không bao giờ bay màu luôn, mà hôm nay em sell có 49.000 hai tầng luôn ạ. Bằng chất liệu titan và nó hai tầng, một tầng là bi nhá. Một tầng nó là kiểu dạng dây xích như này. Cái này thì nó sẽ không bao giờ bay màu luôn. Các chị lên giúp em là M37, 49k giúp em mã M37. Cái này chị nào đeo không vừa, tại vì nó có tăng đơ ở dưới đây này các chị này. M37 giúp em, không bao giờ bay màu, chất liệu bằng titan, hôm nay 49.000 đồng. Các chị lên giúp em mã này là mã M38. M38 giúp em này, cái này nó xoay được như này. Đó, chị thấy không ạ? Khi cái này nó sẽ là chốt vặn gen ấy. Em tặng các chị yêu 29.000, cái bông này bằng titan và nó là đít chốt vặn gen. Và cái này nó là ngọc trai cho nên đeo rất là đẹp luôn. Với giá hôm nay 29.000, chút rồi em là M38 ạ. Thế rồi nãy là M37 nhá. M37, M38. Không biết em có đọc nhầm không? Các chị lên giúp em mã này là mã M38 với giá là 29k nhé. M38 29.000 đồng dùm em một đôi này, nó bằng chất liệu titan và kiểu dáng này thì em thấy rất là dễ đeo, không có đau tai, ngủ thoải mái cực kỳ luôn. Em rất là thích đeo cái kiểu này. Các chị lên giúp em là M38 29.000 đồng cho em hôm nay. M38 ạ, 29k giúp em hôm nay. Các chị có thể tí nữa, nếu như các chị chưa xem kỹ, các chị có thể xem lại like giúp em.
Rồi đến lúc nhân viên chốt đơn thì các chị báo là lấy thêm mã gì hoặc là bỏ ra mã gì đều được, nhưng mà khi đã đi đơn rồi thì các chị thông cảm là không, em bên em là sẽ không có giữ đơn ấy, nên là các chị nếu đã đi đơn rồi là các chị thông cảm là nhận hàng giúp em nhé. Tại vì bên em là có người chốt đơn xong cái là đóng hàng là gửi đi luôn, chứ không phải là mỗi một một người làm nhiều công đoạn đâu, mà mỗi người làm một công đoạn. Ví dụ các chị đợt này là em thấy có nhiều người là chốt hai nơi đấy, cho nên nó sẽ thành hai đơn trùng. Ví dụ như các chị đã chốt trên Zalo rồi, các chị không có, khi mà có bạn gọi điện đến các chị nói là chị chốt trên Zalo rồi giúp em, tại vì cái bạn Zalo là khác và cái bạn gọi điện đến là khác, cho nên là nhiều khi các bạn không thể biết được. Nên các chị nhớ là khi mà các chị đã chốt trên Zalo, các chị không chốt gọi điện đến giúp em, khi gọi điện đến các chị bảo chị chốt trên Zalo rồi giúp em, có nó sẽ thành hai đơn đấy các chị ạ. Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã M39 ạ. Em tặng các chị yêu nhà mình cái dây chờ neo siêu đẹp này với giá 49.000, M39 giúp em nhá. Đây các chị ngắm giúp em này, đá của nó này, đẹp chưa các chị ơi. Cái này lần đầu tiên em sale các chị 49.000. Các chị lên giúp em là M39, 49.000 đồng. Cái mẫu này là dây titan có khắc hiệu dài 4,5 tấc. Và cái mặt này em thấy thích, rất là thích cái mặt này luôn. Cái mặt này nó có ngọc trai nhá, và có đá xung quanh cái mặt chờ neo này đẹp lắm. Em tặng các chị 49k, chốt giúp em là M39 ạ. 49.000 đồng giúp em mã M39. Các chị ơi, hôm nay em về được một cái mẫu thiết kế 2 tầng nhưng mà nhìn đẹp lắm. Cái mẫu này em thấy là lần đầu tiên về nhưng mà nhìn mê, nhìn thấy rất là mê luôn. Các chị lên giúp em mã này là mã M40 ạ. M40 nhá các chị nhá, một mẫu 2 tầng mà toàn bộ là titan, tất cả những cái khúc này nó bằng titan luôn này các chị này. Màu của nó sáng bóng luôn, một tầng dây mì, một tầng dây khúc như này. Và cái đây nó là mặt bằng titan luôn nhá, hai bên dưới hai quả bi bằng titan. Em tặng các chị với giá 99.000. Lên giúp em là M40. 99k. M40 giúp em nhé, 2 tầng bằng titan, kiểu này đeo xinh lắm. M40 chất liệu của nó toàn bộ là titan, từ những cái mặt cho đến cái dây chuyền. M40 ạ, với giá là 99.000 đồng mã M40 giúp em, đẹp lắm, bóng kít luôn. Hàng titan của bên em này các chị yên tâm, không có dị ứng da, không dỉ, không đen. Và tất nhiên thì màu vàng thì nó cũng, em cũng không dám nói là bền màu trọn đời. Tại vì màu vàng kể cả là hàng các chị mua hàng vàng tây ấy, mấy triệu một cái thì các chị cũng vẫn, nó vẫn cứ bay màu các chị ạ. Chỉ có cái là nó lâu hay nó nhanh thôi, tùy theo cơ địa từng người. Thì cái màu cái hàng titan này có những người đeo gần 2 năm nhưng có những người chỉ đeo mấy tháng. Cái này nó theo cơ địa từng người đấy các chị, mồ hôi gì này. Nó các chị lên giúp em mã này là mã M41. Em tặng các chị yêu nhà mình M41 này với giá là 49k. Hôm nay em tặng các chị cả dây cả mặt, và cái dây này đẹp lắm nha. Hàng này có khắc ký hiệu titan, và cái dây này em thấy nó sẽ là cái kiểu dáng xoắn xoắn như này này. Nhìn nó rất là giống vàng tây luôn ấy các chị. Và cái mặt này nó cũng bằng titan luôn. Cái kiểu dáng mặt kẻ caso này em thấy xinh chưa? Nhìn nó bóng kít như thế này, bằng titan cả dây cả mặt, hôm nay có 49k. Lên giúp em là M41 ạ. 49.000 đồng giúp em mã M41 giùm em nhé. Xinh lắm luôn ấy các chị, ngắm giúp em đẹp chưa? M41 ạ, 49k. M41 giùm em, 49.000 đồng. Lên giúp em mã này là mã M42. Cái này màu vàng hồng, cả dây cả mặt đều bằng titan, và cái này siêu bền luôn. Có những chị đeo cái màu vàng hồng này bảo chị càng đeo càng thấy đẹp luôn ấy, tại vì cái màu này nó không, hầu như nó không bay màu. Cái màu vàng hồng này hầu như nó sẽ không bay màu. Có những người đeo đến 2 năm màu nó vẫn vậy luôn. Cái màu hàng vàng hồng của hàng titan nó bền lắm, nhưng mà nó sẽ, màu của nó sẽ trầm hơn là màu vàng tây, màu nó dịu hơn màu vàng tây. Cho nên là có những chị lại không thích màu vàng hồng. Nhưng mà cái dây này em cũng còn mỗi 2 cái, em tặng nốt các chị với giá là 49k. Các chị chúc giúp em là M42 ạ, 49.000 đồng. Hàng titan, cả mặt bằng titan luôn. Cái đá của nó là đá hồng, đá trà trà ấy các chị. Và cái này cả mặt cả dây đều bằng titan, cho nên nó siêu bền màu luôn. Nên giúp em là M42, 49.000 đồng giúp em mã M42 nhé. Chất liệu titan màu vàng hồng. Các chị lên giúp em là M43. Cái dây này là các chị biết là em đang bán là 89.000 đấy các chị. Tại vì cái này, hàng đắt tiền này các chị này. Mặt này là mặt đắt tiền luôn giúp em. Hàng chữ H mà nó là khảm, khảm này nó sẽ là khảm 7 màu luôn các chị. Khảm này nó là khảm 7 màu nhá, mà bằng titan, cả dây cả mặt bằng titan. Hôm nay em sell một nửa, 49.000 đồng. Các chị lên giúp em là M43, 49.000 đồng. Cái dây này các chị biết là trước em bán bao nhiêu rồi. Tại vì nó là hàng khảm này, nó không phải là hàng khảm trắng nhá, mà nó là cái khảm 7 màu luôn. Cho nên hàng này là hàng rất là đắt tiền. Em tặng các chị với giá hôm nay có 49.000. Chốt giúp em là M43, cả dây cả mặt đều bằng titan ạ, 49.000 đồng. M43 giúp em, cả dây cả mặt đều bằng titan, 49.000 đồng. Các chị lên giúp em là M44 này. Cái dây hôm nay toàn những mẫu mà em còn ít, cho nên em mới sell cái giá này. Cái này em cũng còn mỗi 3 chiếc thôi.
Em tặng các chị 49.000, chúc giúp em là M44. Cái này kiểu dáng của nó nhìn đẹp chưa các chị? Cái ngọc trai của nó rất là sang luôn ý. Mẫu này siêu đẹp luôn, dây dài 4 tấc rưỡi. Hàng này nó, à dây này dài 5 tấc giúp em. Và khóa tròn có khắc ký hiệu Izan ở trên chốt khóa. Izan và K18 ở trên chốt khóa, khóa tròn. Dài được 5 tấc dây titan nhá. Và cái mẫu này em thấy cái mặt này xinh lắm. Cái mặt này siêu đẹp luôn. Các chị lên giúp em là M44, 49.000 đồng mã M44 giúp em. Lên cho em mã này là mã M45 này. M45 dùm em, nó là một cái dây hoa này của nó siêu đẹp luôn. Cái đá của nó nhìn là mê luôn các chị ạ. Và dây này nó là dây khóa tròn, dài được 5 tấc, khóa tròn giúp em nhá. Khóa tròn luôn rồi, mình không cần phải thay khóa nữa, mà giá thì 45.000 đồng. Bình thường một cái khóa này, nếu như các chị mà đang khóa tôm hùm, đa số là hàng titan, nếu như em không nói khóa tròn thì đa số nó sẽ là khóa tôm hùm. Và hầu như các chị mua dây titan, kể cả tất cả các shop nó đều là khóa tôm hùm. Có mỗi shop em, nếu như cái nào mà em đặt khóa tròn thì nó là khóa tròn thôi. Các chị thay khóa đã mất 10.000 rồi. Cái dây này em tặng các chị với giá là 49.000 đồng. Mặt siêu đẹp luôn, dây dài 5 tấc khóa tròn. Cái mặt này em thấy là đá của nó là đá xịn luôn ấy, cho nên là các chị ngắm cái đá của nó giúp em. Em tặng các chị với giá 45.000 đi các chị, chốt giúp em là M45, 45k luôn. M45 đi ạ, 45k luôn giúp em. M45, 45k giúp em nhé. Các chị lên giúp em mã này là mã M46 này. Dây kim tiền titan, dây kim tiền titan này các chị biết là giá của nó cao như nào rồi. Tại vì cái mặt kim tiền này nó bằng titan, tất cả những cái viên bi này nó bằng titan luôn. Cái này em còn đúng 5 cái thôi. Em tặng cho các chị nhà mình hôm nay với giá hôm nay 69.000 đồng. Tại vì cái hàng này nó quá đắt tiền luôn các chị ạ. Em nhập là em có phải nhập rén, nhập ít luôn đấy các chị. Tại vì cái hàng này nó là hàng kim tiền titan mà hôm nay em sale tặng các chị có 69.000 là giá rẻ bất ngờ luôn rồi. Em giảm cho các chị hẳn 20.000 một cái dây này. Cái dây này các chị biết hôm trước là bán 89 hay 99.000 ấy. Hôm nay em còn mỗi mấy cái nên em tặng cho các chị 69.000 đồng. Tại vì cái mặt này mặt kim tiền bằng titan nhá các chị. Bi bằng titan, dây bằng titan luôn. Em tặng các chị 69k. Cái này toàn bộ nó là titan cho nên nó cực kỳ đắt tiền luôn. Mặt kim tiền bằng titan này các chị này. Kim tiền, mặt kim tiền này rất là hiếm có bằng titan luôn. Các chị lên giúp em mã này là mã M46 với giá M46 là 69.000 đồng. Mã M46 giúp em. M46 là 69k nhá. Em còn một bộ ngọc trai đá xám này. Ngọc trai xám, quên. Các chị lên giúp em là bộ ngọc trai thật xám đi ạ. Bộ ngọc trai thật xám nhá. Bộ ngọc trai thật xám này em còn mỗi một bộ duy nhất ạ. Em tặng đến các chị yêu nhà mình với giá là 199.000 đồng. Các chị lên giúp em là bộ ngọc trai thật xám. Ngọc trai này là ngọc trai thật. Màu của nó là màu xám. Em thấy cái một bộ này xinh lắm khi em đeo ra tay, nếu như tay của mình. Cái này hộp của nó màu xám và dây của và cái ngọc trai nó màu xám thì nó không nổi, nhưng khi mình đeo ra tay ấy nhìn rất là đẹp luôn. Nhưng em có mỗi một bộ cho nên là em ngại bỏ ra thôi. Đây các chị ngắm giúp em, nó là ngọc trai thật giúp em nhá. Một đôi bông tai này, một sợi dây chuyền, một chiếc nhẫn giúp em. Cả một bộ này em tặng các chị 199k. Các chị chúc giúp em là ngọc trai thật xám. Cái này là siêu đẹp luôn ấy. Cái này nó là ngọc trai thật nhưng mà nó màu của nó là màu xám do ấy. Nhìn nó sang lắm các chị ạ. Đây ngắm giúp em này. Ngọc trai thật xám nhá. Em tặng các chị cả một bộ này là 199k. Ngọc trai thật xám giúp em 199.000. Đồng hồ hôm nào em sẽ like một like đồng hồ các chị, để các chị có thể lựa chọn tặng các thầy các cô, thì chắc là có thể là thứ bảy hoặc là chủ nhật nhá các chị nhá. Thứ bảy hoặc là chủ nhật em sẽ lên cho các chị, tại vì hôm nay em lên nhiều hàng quá rồi. Nên là nếu như mà các chị săn đồng hồ để tặng các thầy các cô ấy thì em sẽ like vào thứ bảy đi. Thứ bảy hoặc chủ nhật thì chắc là khoảng độ thứ bảy em sẽ like. Chắc là thứ bảy em sẽ like đồng hồ cho các chị nhá. Thì đến hôm đó các chị vào các chị sẽ xem được nhiều mẫu. Các chị em còn một bộ này nữa em tặng luôn. Các chị lên giúp em mã này là mã bộ hoa bạch kim. Bộ hoa bạch kim này em còn một bộ duy nhất ạ. Em sale tặng đến các chị giá này. Bộ hoa bạch kim này em còn ly 54. Bộ hoa bạch kim này em còn mỗi ly 54, còn duy nhất một bộ ly 54. Em tặng cho các chị bộ hoa bạch kim nhá. Dây của nó là dây titan khóa tròn, dài được 5 tấc luôn. Bộ hoa bạch kim nhá các chị nhá. Gồm có nhẫn này, bông tai này, dây chuyền này, cả một bộ này. Em tặng đến các chị yêu nhà mình với giá là 200. Tặng luôn các chị nhà mình 279.000 đồng. Giá này là các chị biết em tặng rồi. Tại vì một bộ bạch kim này giá của nó cực kỳ cao. Một đôi bông này, một chiếc nhẫn nhá. Và một chiếc dây titan. Dây titan này không bao giờ bay màu. Một chiếc mặt này, một chiếc vòng này. Cái này là em có mỗi ly 54, duy nhất ly 54. Em tặng các chị 279.000 đồng một bộ. 279.000 đồng là gồm có bông tai này, nhẫn này, dây titan dài 5 tấc này, mặt này, vòng tay này.
Cái bộ này là em tặng các chị yêu nhà mình 279.000 đồng các chị, có mỗi ly 54 nhá, các chị nào ly 54 thì hốt cho em. Cái bộ này là 300 mấy đấy. Này em tặng các chị là 279.000. Ly 54 giúp em, bộ hoa bạch kim ly 54 là 279.000 đồng. Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã đèn này, đèn đâu rồi nhỉ? Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã các chị chúc giúp em là, các chị lên giúp em là dây vụ kiện cánh này. Các chị chúc giúp em là dây vụ kiện này. Em có dây vụ kiện này là dây vụ kiện là để em đây các chị ơi. Các chị lên giúp em mã này là mã dây vụ kiện cánh đi ạ. Dây vụ kiện cánh giúp em nhá. Em tặng các chị yêu nhà mình dây vụ kiện cánh này siêu đẹp luôn, dây dài được 6 tấc. Hôm nay em sale tặng đến các chị nhà mình 69k, em còn mỗi 2 chiếc thôi. Các chị lên giúp em là dây vụ kiện cánh đi ạ. Em tặng các chị 69.000 đồng, em còn duy nhất có 2 chiếc. Cái cánh này siêu đẹp luôn, đá của nó này, ngọc trai này. Dây vụ kiện cánh giúp em. Dây vụ kiện cánh giúp em nhá. Với giá dây vụ kiện cánh là 69.000, dây của nó dài được 6 tấc cho nên các chị đeo vào váy này, vào váy và vào áo dài ấy thì đảm bảo là siêu đẹp và ngọc trai, thì bao giờ mình thiết kế vào cái gì nó cũng đẹp. Dây này nó mềm mại lắm. Các chị chốt giúp em dây vụ kiện cánh là 69.000 đồng hôm nay, mã dây vụ kiện cánh giúp em nhé. Em còn một cái duy nhất một cái xước ngọc trai nữa. Em tặng đến các chị nhà mình này. Xước ngọc trai này em tặng đây, giá của nó là 89.000 đồng nhá các chị. Hôm nay em tặng luôn các chị nhà mình 60.000. Các chị lên giúp em là giảm hẳn cho các chị là 30.000 rồi đấy các chị ạ. Lên giúp em là xước ngọc trai nhá. Em tặng các chị 60.000 đồng. Cái này còn mỗi duy nhất một cái ạ. Em đang bán 89k tại vì ngọc trai của nó hơi bị nhiều luôn. Khi các chị xước lên đầu những cái viên ngọc trai nó nổi lên rất là đẹp. Cái tóc của mình nó đen mà. Các chị lên giúp em là xước ngọc trai. Em tặng đến các chị nhà mình 60.000 đồng hôm nay. Giảm hẳn cho các chị là 29.000 là vào 30.000 rồi. Các chị lên giúp em là xước ngọc trai nhá. 60k. Các chị lên giúp em là cái này này. Các chị chốt giúp em là này, các chị chốt giúp em là ngọc trai mặt xanh đi. Các chị lên giúp em là ngọc trai mặt xanh này, em tặng cho các chị yêu nhà mình 39.000 đồng. Ngọc trai mặt xanh nhá, 39k. Có 39.000 đồng thôi nhá. Các chị chúc giúp em là ngọc trai mặt xanh còn mỗi một cái thôi ạ. Các chị lên giúp em mã này là ngọc trai tiểu hưu này. Lúc thì bao nhiêu người hỏi không có, đến giờ nó cứ đâu nó ra một hai cái ấy. Các chị lên giúp em là ngọc trai tiểu hưu nhá. Ngọc trai tiểu hưu giúp em, tiểu hưu kim tiền nhá. Ngọc trai này là ngọc trai chất của nó xịn cực kỳ, ngọc trai đá các chị ạ. Lên giúp em là ngọc trai tiểu hưu. Em tặng các chị yêu nhà mình hôm nay là 75.000 đồng. Các chị chúc giúp em là ngọc trai tiểu hưu. Hàng này nhập không được giá này, em bán đầu tiên nó là 149.000 ý các chị ạ. Ngọc trai may mắn này cũng còn một cái này, ngọc trai phước lành này cũng còn một cái này. Bạn rất là nhiều chị hỏi mà sao nó lại còn ở đây nhỉ? Các chị lên giúp em là ngọc trai phước lành đi, em tặng các chị 75k. Chất ngọc trai nó là ngọc trai xịn luôn các chị nhá. Ngọc trai phước lành này em tặng các chị là 75.000 đồng. Ngọc trai phước lành dùm em nhá, 75k giúp em mã ngọc trai phước lành nhá. Ngọc trai phước lành 75k giúp em. Cái ngọc trai nữa lên luôn đi này. Các chị lên giúp em mã này là mã ngọc trai. Ngọc trai thật nhá, cái này là ngọc trai thật này. Cái này thì nó sẽ là ngọc trai thật giúp em. Các chị lên giúp em là ngọc trai thật mặt xanh. Ngọc trai thật mặt xanh hôm nay em tặng các chị là 179.000 đồng luôn. Giá này thì em nói thật sự luôn, đẹp lắm luôn đấy các chị ạ. Giá này em đảm bảo với các chị là về giá luôn. Chắc là không có hàng để mà bán cho các chị giá này nữa đâu các chị. Đây là nói chung là cái hôm nào em xả thì em nói thật sự các chị, nếu như em nhập hàng mới về các chị thông cảm giúp em là em sẽ phải bán lên giá. Còn đây là những cái hôm em xả hàng ấy các chị, nó còn một hai cái nên em muốn xả cho nó gọn. Thì các chị lên giúp em là ngọc trai mặt xanh nhá. Em cũng tặng các chị cả hộp 179.000 đồng. Cái này nó sẽ cả hộp như này cho các chị nhà mình có nắp đàng hoàng cho các chị đậy, có thể tặng được người thân, tặng bố mẹ của mình. Mà hôm nay có 179.000, nó là ngọc trai thật siêu đẹp luôn. Đây các chị nhìn giúp em, ngọc trai thật này về các chị có thể mài vào với nhau như thế này. Các chị lên giúp em ngọc trai thật mặt xanh nhá. Chưa bằng một cái ngọc trai hàng nhân tạo ở bên ngoài luôn. Đây các chị lau đi này. Cái này em nói thật sự các chị chưa bằng hàng nhân tạo ở bên ngoài luôn ạ. Ngọc trai thật mặt xanh nhá. Em tặng các chị yêu nhà mình. Giá này là 179k cả hộp. Các chị biết là giá hôm nay là giá hôm nay nhá các chị. Vì sau này nếu như em có nhập về thì chắc là em phải bán giá khác. Em không thể bán lỗ như này được. À, các chị lên giúp em là ngọc trai thật mặt xanh nhá. Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã M47 ạ. M47 giúp em này.
M47 này em có, nó sẽ là hai tầng như này các chị ơi. Hai tầng và cái này nó sẽ là cái kiểu dáng tầng bên dưới nó dài, và cái này nó cũng là nhẫn bằng titan luôn nhé các chị. Nhẫn bằng titan, tầng bên trên nó 4 tấc và tầng bên ngoài nó là 6 tấc. Cái kiểu dáng này nó là giống như mình đeo, gần giống như vụ kiện ấy các chị, nhưng mà nó bằng titan. Thì cái kiểu này các chị thích bền màu các chị lấy cho em cái này. Với giá là M47 là 59.000 đồng, hôm nay mã M47. M47 đẹp như này mà có 59k, dây 2 tầng bằng titan, các chị mua 1 tầng đã 59 này. Đây cái này của em 2 tầng, 1 tầng dây móc xích nhá. 1 tầng và dây bi có nhẫn bằng titan này. Và cái này nó dài được 6 tấc luôn ạ. Các chị lên giúp em là M47 59.000. M47 giúp em 59.000 đồng. Các chị lên giúp em mã này là mã M48 ạ. M48 giúp em nhá. M48 này em có, nó sẽ là một cái lắc hoa cỏ may mắn, khảm xà cừ của nó là một khảm đen, một khảm trắng, cho nên nó rất là nổi. Và cái này thì em thấy là đang rất là hot trên thị trường bây giờ. Các chị có thể tìm hiểu ở bên ngoài giá như nào. Em tặng các chị một nửa tiền luôn. Với giá M48 hôm nay em sale 49.000 đồng. Đợt trước em cũng bán 69.000, nhưng hôm nay em sale 49.000 đồng. Em đảm bảo cho các chị là ở bên ngoài giá nó 100 mấy luôn đấy các chị. Tại vì cái hàng này nó toàn bộ là titan. Nếu như mà cái này nó là hàng hợp kim thì nó rẻ, nhưng mà cái của bên em nó là hàng titan. Nhiều khi các chị có thể nhìn thấy bảo ơ ở bên ngoài ta bán giá em cứ bảo rẻ nhưng mà chị thấy là cũng bằng của em, nhưng các chị thử xem là có phải bằng titan không nhá các chị. Tại vì nhìn nó rất là giống nhau, nhiều khi các chị không thể nhận được đâu, chỉ những người bán hàng mới có thể nhận được là titan hay không thôi. Còn nếu như mà bên ngoài, ví dụ một cái lắc đôi phụng cũng vậy, các chị nhiều khi các chị bảo là bên ngoài bán cũng giá bằng của em mà chị cứ mà cứ bảo là bên em bán rẻ, nhưng mà về so ra hỏi có khắc ký hiệu titan đâu không, có nghĩa là có phải là hàng titan hay không thì các chị đeo các chị sẽ biết ngay. Riêng hàng bên em nếu như cái nào em nói là hàng titan thì nó sẽ hàng titan, kể cả nó có khắc ký hiệu K18 hay không, nhiều khi các chị không thể biết được, nhưng mà đến khi vào tay của em nhìn cái hàng titan ấy là em biết ngay hàng titan, là chất của nó sẽ bóng khác, nó khác hoàn toàn đấy các chị. Nên giúp em mã này sẽ là mã M48, em tặng các chị yêu với giá là 49.000. M48 giúp em nhé, hôm nay có 49.000 đồng mà nó là hàng titan cho các chị nhà mình. M48, 49k mã M48 ạ. Các chị lên giúp em mã này là mã M49 giúp em. M49 cái dây này nó nhỏ nhỏ xinh xinh ấy các chị ạ. Cái dây này nó là dây kiểu dáng nó sẽ có hai tầng, hai kiểu hai bên nha các chị. Kiểu của nó đây, cái mặt này của nó sẽ nhỏ nhỏ xíu như này này các chị này, và một bên nó sẽ là bi tròn, một bên nó là bi dài. Em tặng các chị yêu nhà mình cái mã này, nó cũng đều là hàng titan cả nhá. Và em tặng các chị dây dài 4 tấc rưỡi là nới hết, với giá M49 là 39.000 đồng ạ. M49 giúp em 39k. Đây các chị ngắm giúp em cái mặt nó nhỏ nhỏ, cái dây này nhỏ nhưng mà đeo rất là xinh. Những chị mà thích nhỏ nhỏ thì các chị lấy cho em dây này. Lên giúp em là M49 với giá 39.000 ạ. M49 giúp em nhá, 39k bằng titan mà có 39.000 thôi các chị ạ. Đeo rất là bền. M49 ạ, 39.000. Nên giúp em mã này là mã M50, chuẩn bị like xả nhé. Em sẽ chuẩn bị em like hàng xả đó các chị. Hàng xả hôm nay hơi bị nhiều luôn. Các chị em hết cái hàng này là em sẽ vào like hàng xả cho các chị nhà mình. Hàng xả thì các chị thông cảm giúp em là nếu như các chị chốt miên xả không, thì em nói thật sự các chị là các chị có thể chốt đan sen sang một ít hàng khác nữa thì nó mới có đủ hàng được. Chứ các chị chốt miên hàng xả không, mà có những chị chốt quá nhiều hàng xả thì thật sự là các chị thông cảm giúp em nhé. Tại vì nhiều khi hàng xả em có thể là em chia cho mỗi người một ít đấy các chị. Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã M50. Em sẽ ưu tiên cho những chị nào vừa có xả vừa có các mã khác. Còn nếu những chị mà chốt miên mã xả không thì em sẽ nói thật sự là em sẽ ưu tiên cho những chị khác trước. Em cứ nói thật vậy. Em sẽ ưu tiên cho những chị mà có vừa mã xả vừa mã khác trước. Xong rồi nếu như mà còn thì em sẽ mới chốt đến những chị mà có miên hàng xả không. Em sẽ bán cho bằng hết thì thôi, chứ em không phải là em like để mà câu like câu view. Nhưng em sẽ ưu tiên cho những chị mà vừa có hàng xả vừa có những cái mã M này trước. Đó, các chị em cứ nói thật sự ở trên live cho các chị luôn. Có gì thì em cũng nói thật luôn. Xong rồi nếu như mà còn hàng thì em mới bán cho những chị mà chốt miên hàng hàng xả không. Em thì em cứ nói thật sự là như vậy luôn đi. Còn nếu như mà em nói thật sự các chị là em sẽ bán hết hàng, chứ không phải là em câu like câu view, em like rồi em lại không bán. Em sẽ bán cho đến hết hàng thì thôi. Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã
M50, em tặng các chị yêu nhà mình 59.000 đồng mã M50 nhá. M50 59k đây các chị ngắm giúp em, nó sẽ là cái một cái hình chữ T bằng titan. Mà hôm nay em đảm bảo các chị, kể cả chị chốt những cái mã M này nó chỉ cái là nó có số lượng nhiều hơn thôi. Chứ còn em đảm bảo với các chị là giá hôm nay mẫu nào ấy, kể cả mẫu M này nhá, những cái mã M hôm nay ấy, cái nào các chị thấy em xả xuống giá ít nhất là mấy chục nghìn một cái thì nó cũng ngang với là hàng xả luôn rồi. Chỉ có cái là nó có số lượng nhiều hơn thì các chị lấy cái này nó sẽ có được nhiều chị được hơn thôi. Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã M50. Em tặng đến các chị nhà mình 59.000 đồng mã M50. Cái này các chị biết là bằng titan, mặt bằng chữ G nhá. Trên đây là mặt kiểu dáng là chữ T này. Đó, cái này nó sẽ rút dây được như này. Cái này cũng chưa bao giờ em bán 59.000 các chị ạ. Đây các chị nhá, nó rút xuống rút lên được, nó có một cái quả tăng đơ ở trên đây đó, và hai cái mặt này nó đều bằng titan mà hôm nay có 59.000 đồng thôi. Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã M50 ạ, 59k mã M50, kiểu dáng thiết kế siêu đẹp. M50 59.000, mẫu thánh giá này. Đầu tiên em bán là 39.000 đồng cho các chị nhà mình, tại vì bằng titan, cả dây cả mặt đều bằng titan. Hôm nay coi như em vừa bán vừa cho, vừa tặng cho đến các chị nhà mình, có thể mua về tặng cho các bạn nhỏ, tặng cho các bạn giúp lễ, hoặc là các chị đeo đều đẹp. Tại vì đây là thánh giá trơn nhá, thánh giá trơn giúp em mà bằng titan toàn bộ, kể cả các em bé đeo vô tư luôn, không lo dị ứng da. Tại vì bằng titan cả mặt cả dây, hôm nay em vừa bán vừa biếu luôn ạ, 19.000 đồng. Các chị lên giúp em là M51 19k, là các chị biết là em vừa bán vừa biếu luôn rồi. 19.000 đồng thì làm sao mua được titan ạ. Các chị lên giúp em là M51 19k, em vừa bán vừa tặng cho các chị nhà mình luôn. M51 bằng thanh giá bằng titan nhé, thanh giá bằng titan và dây cũng bằng titan. M51 em xin lỗi, M51 là 19k, M51 là 19.000 đồng. Các chị lên giúp em mã này là mã M52 ạ. M52 này các chị ơi, M52 này thì em có, nó sẽ là một cái mặt đá này, mặt đá xinh cho các chị. Một cái mặt đá rất là xinh như này, và dây dài được 4 tấc rưỡi, là nới hết, không nới sẽ là 4 tấc. Em tặng đến các chị yêu với giá là 49.000 đồng hôm nay. Cái mẫu này chưa bao giờ có 49.000. Miên cái mặt này đã hơn, đã miên cái mặt này em đã bán 49.000 rồi. Hôm nay em tặng các chị cả dây không đồng luôn đấy các chị, mới có giá 49.000. Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã M52, 49.000 đồng. Cái mặt này siêu đẹp luôn. Các chị ngắm giúp em cái mặt đá pha lê Vegas này. Lên giúp em là M52 49k. M52 giúp em 49.000 đồng. Các chị lên giúp em mã này là mã cặp này, em cũng tặng luôn cho các chị nhà mình hôm nay 39.000 đồng. Cái cặp nhẹ này các chị biết là em bán 59-55.000. Hôm nay em tặng các chị 39.000, các chị chốt giúp em là cặp nhẹ, cặp nhẹ hoa tím ấy. Các chị chốt giúp em là cặp nhẹ tím này, 39.000. Cái cặp này là cặp lớn giúp em, các chị ngắm giúp em hàng xịn nhá. Cặp lớn giúp em nhá, 39.000. Và các chị lên giúp em là cặp nhẹ này, là cặp nhẹ, các chị lên giúp em là cặp nhẹ này nó nhỏ hơn chút xíu thôi. Nó nhỏ hơn chỉ một chút thôi nhá. Các chị nhá, bên trong cặp nó nhỏ hơn chút thôi. Em vẫn tặng các chị 39.000 đồng. Hai cái này em bán bằng giá nhau, các chị lấy màu gì cũng được. Các chị tóc dày các chị lấy cái này, các chị tóc mỏng thì các chị lấy cái nhỏ. Các chị lên giúp em là cặp nhẹ lớn, cặp nhẹ nhỏ 39k. Cặp nhẹ lớn thì nó là màu tím này, đá cái cặp này sướng lắm luôn đấy các chị. Em bán không biết bao nhiêu mà kể rồi, nhưng bây giờ em còn có mỗi mấy cái nên em tặng. Các chị với giá 39.000 đồng là các chị biết là em tặng nhá. Tại vì 55.000 cơ mà, hôm nay em tặng có 39.000. Các chị ơi, cái cặp này nó nhẹ lắm, nó sướng lắm luôn ấy. Cặp này nó khi mà mình cặp lên đầu cảm giác như không cặp gì luôn, nó nhẹ, và nó hơn nữa là khi mình cặp nên nó không bị tụt. Khi mà tóc cái cặp mà nặng ấy các chị, nhiều khi mình cặp nó cứ chụt dần ra, nhưng cái cặp này nó nhẹ cho nên nó không bị chụt. Nên giúp em là cặp nhẹ lớn hoặc cặp nhẹ nhỏ. Với giá 39.000 đồng các chị lên giúp em là búi đỏ, búi hoa này. Cái búi này những chị nhận được búi nào của bên em các chị biết rồi đó. Hầu như những chị đã nhận được búi này chị nào cũng sướng luôn ấy. Em nói thật sự, có chị quay lại lấy đủ màu luôn. Và cái này hôm nay em còn duy nhất có màu hoa đỏ thôi, em tặng cho các chị nhà mình 25.000 đi. Các chị chúc giúp em là búi hoa đỏ 25k giúp em. Cái này là em bán 39.000 ấy, hôm nay em tặng các chị 25.000 đồng. Búi của bên em đảm bảo các chị là nó chắc này, nó chắc và cặp siêu, búi siêu sướng luôn. Tất cả những cái đường may của nó may chắc chắn cực kỳ, chứ không phải là hàng bớ vẩn đâu các chị nhá. Hôm nay em sale có 25.000 thôi. Các chị lên giúp em là búi hoa đỏ với giá 25k, đẹp chưa các chị? Búi hoa đỏ giúp em nhá, 25.000. Các chị lên giúp em là kẹp hoa xanh. Kẹp hoa xanh này nó là cái kẹp kéo kiểu kẹp như này này. Đây này các chị này, kẹp lên nhá. Em tặng các chị kẹp hoa xanh này với giá hôm nay ạ,
tặng luôn cho các chị 25.000 luôn đi. Các chị chúc cho em là bụng kẹp hoa xanh 25k, cái này em bán 49.000, cái hàng này hàng đắt, em nhập không được 25.000. Các chị lên giúp em là kẹp hoa xanh 25k giúp em kẹp hoa xanh. Các chị lên giúp em là thiên thần dạ quang. Ôi sao lại còn một tượng này nhỉ? Hôm đó bao nhiêu người hỏi em có này. Các chị lên giúp em là thiên thần dạ quang lớn nhá. Em tặng cho các chị nhà mình với giá hôm nay là 49.000 luôn, em còn mỗi một tượng thôi. Các chị lên giúp em thiên thần dạ quang nhỏ này 29.000 luôn đi ạ. Thiên thần dạ quang nhỏ 29k luôn đi. Các chị lên giúp em mã này là cài áo hiệu giúp em. Cài áo này các chị nhìn là các chị biết nó thiết kế rất là cầu kỳ. Em tặng các chị cài áo hiệu này với giá 35.000. Các chị chúc giúp em là cài áo hiệu nhá. 35k cài áo này nhìn nó rất là độc cá tính. Cài áo hiệu 35k. Các chị lên giúp em mã này là mã. Các chị lên giúp em là xi men. Các chị chúc giúp em mã này là mã xi men phay. Xi men phay vàng ạ, xi men phay vàng này nhìn đẹp chưa các chị ơi? Xi men phay vàng nhá. Em tặng các chị là 165.000 đồng. Cái này thì nó sẽ có phay nhá và nó giống như vàng thật luôn đấy các chị, ngắm giúp em. Cái khóa của nó là khóa lưỡi gà giúp em, có khắc ký hiệu ở trong chốt khóa. Đây các chị ngắm giúp em, nó y như vàng thật luôn ạ. 7 chiếc có mỗi 165.000. Em có ly, các chị báo ly tay giúp em nhé. Hàng khóa lưỡi gà giúp em. Khóa lưỡi gà này thì các chị đeo vàng các chị cũng biết rồi. Nó là khóa lưỡi gà thì nó mình đeo vào đây, ở bên trong nó có khắc ký hiệu này. Các chị lên giúp em mã này là mã xi men phay vàng. Em tặng các chị 165.000 đồng. Xi men phay vàng giúp em đẹp chưa các chị? 165. Tặng luôn cho các chị nhà mình 159.000 đi. Chưa bao giờ có xi men phay vàng em tặng 159.000. Xi men phay vàng này nó y như vàng thật luôn. Tất cả những cái phay này các chị nhìn bên ngoài đẹp hơn, tại bên trong này nó cứ bắt ánh điện vào nhìn nó hơi tối, nhưng mà cái xi men phay vàng này nhìn bên ngoài rất là đẹp luôn, nó lấp lánh lắm. Các chị lên giúp em là xi men phay vàng 159.000 đồng nha các chị nhà mình hôm nay. Xi men phay vàng giúp em 159k. Các chị lên giúp em mã này là mã VIP 36 này. VIP 36 giùm em ba cái như này và nó bằng titan. Khi các chị cái này các chị có thể lấy 9 cái các chị đeo này. Nó là hàng titan nhá. Hàng titan này thì nó sẽ có một cái ở giữa là đá, đá của nó thì đá xung quanh luôn, và hai cái ở hai bên là phay. Các chị có thể đeo 3 cái, đeo 6 cái hoặc là đeo 9 cái đều được. Cái này là em bán theo 3 cái một nhá. Các chị lên giúp em là VIP 36 100. Tặng luôn các chị hôm nay 139.000 đồng. Các chị chốt giúp em là VIP 36 ạ. 139.000, nó là 3 chiếc luôn ạ, chứ không phải là một đâu, 3 chiếc. Cái này các chị có thể lấy thành bộ đeo 9 chiếc rất là đẹp luôn. Cái này nó sẽ có đá một tờ, một cái ở bên trong là đá và bên ngoài là phay. Mẫu này đẹp lắm và nó sáng màu. Hàng của hàng titan, ly tay của các chị là 56-58 các chị đeo vừa. Lên giúp em là VIP 36 ạ, 139.000 đồng. Ly tay các chị ở bên trong nó là 60 này, thì khoảng độ ly tay các chị 56-58 các chị đeo vừa. Hôm nay em tặng các chị 139.000 đồng là 3 chiếc luôn nhá các chị. Lên giúp em là VIP 36 ạ. VIP 36 là 139.000 đồng là 3 chiếc luôn. Các chị lên giúp em mã này là mã VIP 37. VIP 37 giúp em này. VIP 37 ạ, em tặng các chị yêu nhà mình VIP 37 này với giá 99k, kiểu dáng vòng hiệu hiệu titan này nhìn nó mê chưa? Và ly tay các chị là 54-56 các chị đeo vừa VIP 37. Đây các chị ngắm giúp em nhá, đá của nó rất là đẹp như này. Hàng này nó sẽ là hàng titan giúp em, và khi các chị đeo vào tay á, các chị thấy rất là đầm tay. Khi mình làm việc này, hàng titan nó không bị méo mó, không bị các chị có bê cái gì nó dễ dàng lắm, mình không lo bị méo, nó còn bền hơn cả vòng vàng cơ. Vòng vàng hay vòng bạc nó còn dễ bị méo. Vòng titan của bên em thứ nhất bền màu, thứ hai nữa nó đúc đặc nguyên khối các chị, nó sẽ không bị lo bị méo. Các chị lên giúp em là VIP 37, em tặng các chị 99.000. Vòng titan bên em có 99.000 đồng thôi, hàng siêu đẹp luôn, màu của nó thì bóng sáng, đeo rất là bền màu. Lên giúp em là VIP 37 ly tay 54-56 các chị đeo vừa 99.000 đồng. Các chị lên giúp em mã này là mã VIP 38 này. VIP 38 này em có là một cái vòng VIP này, khi mà các chị đeo lên tay nhìn ôm đẹp chưa các chị. Cái này em có cả màu đá trà này, màu đá xanh này, màu đá hồng này. Thì các chị lấy màu đá gì thì các chị, nếu các chị hợp phong thủy màu đá gì các chị báo em. Còn nếu như tay của các chị nhỏ, tay các chị khoảng độ 50-52 thì các chị sẽ lấy cái loại nó bản non to hơn như này, nhưng mà nó không có đá thì cái đó là các chị sẽ đeo vừa. Còn cái này thì chỉ có ly 54-56-58 thôi. Nếu những cây có đá là 54-56-58, còn những chị mà tay nhỏ ấy, thì các chị lấy cái kiểu dáng nó trơn như này này, nó không có một cái viên đá này ở trên, nó trơn như này nhưng mà nó lại to hơn. Giá em tặng các chị là 100
29.000 đồng các chị chốt giúp em là VIP 38 ạ. 129k bằng chất liệu titan mà nó bóng sáng, nó đẹp, nó ôm tay như này các chị ơi, cái vòng này rất là hot luôn. Các chị lên giúp em là VIP 38 129.000 đồng. VIP 38 là bằng chất liệu titan giúp em nhá. 129.000 ạ. VIP 38 giúp em vòng bằng chất liệu titan. Và cái kiểu của nó sẽ co giãn như này này các chị này. Khi các chị tháo ra nhá thì nó sẽ là có, nó hơi hơi giãn ra một chút ấy. Thì các chị tháo ra dễ dàng này. Đến khi các chị đeo vào tay là nó sẽ lại đàn hồi lại. Cho nên là cái này là nó không có khóa nhưng mình vẫn đeo vào tay được. Các chị lên giúp em là VIP 38 với giá là 129.000. Các chị lên giúp em mã này là mã xịn 15 này các chị ơi. Cái mã xịn của bên em này nó toàn bộ là bằng huyết áp bằng titan. Và những cái mẫu huyết áp này hầu như là các chị, những chị mà khách sỉ bên em á, thì các chị lấy rất là nhiều luôn. Tại vì hàng huyết áp titan của bên em giá em báo một phần ở bên ngoài luôn các chị ạ. Mà chất liệu titan là nó là bền nhất trong các loại chất liệu làm lên trang sức rồi. Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã xịn 15. Em tặng các chị là 169.000, đẹp chưa các chị ơi? Xịn 15 nhá, 169k. Cái này nó sẽ là màu của nó sẽ là màu phay phay vàng ở trên đây, nhìn nó đẹp cho các chị. Những cái mẫu này ở bên ngoài các chị mua ít nhất nó phải 400-500.000 mà nó y xì luôn. Nhiều khi các chị sợ là bên em bán rẻ quá thì không biết chất lượng như nào, thì các chị cứ so sánh với những cái các chị đeo rồi. Các chị mua bên ngoài gần 1 triệu đó, các chị so sánh đeo hai tay hai cái, mình cảm nhận để mình biết, để mình mua. Nó cũng giá của bên em, giá em đảm bảo các chị về giá luôn. Cái hàng trang hàng huyết áp này nó bằng titan nhá, có khắc ký hiệu titan ở trên chốt khóa cho các chị nhà mình đây. Còn nhiều khi các chị mua 300-400.000 nhưng về lại nhìn lại không thấy cái khắc ký hiệu titan này, tức là nó là hàng hợp kim, thì nó sẽ nhanh bị bay màu thật sự luôn. Em thấy có những bác được các con mua cho ở trên mạng thật sự là giá là cao đấy, có mỗi cái hộp đẹp thôi, về nhà đeo một thời gian đã thấy đen xì rồi. Nó không phải là hàng titan các chị nhá. Đây các chị lên giúp em mã này sẽ là mã xịn 15. Em thì em còn bán đi bán lại trang của em đây, là em không thể chạy đâu được. Em không phải thể nào mà nay em bán chỗ nọ, mai em bán chỗ kia, lúc nào trang của em đây. Em không thể bán hàng cho các chị hàng đẻo được. Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã xịn 15. Em tặng các chị là 169.000 đồng. Xịn 15 giúp em 169k. Còn tất nhiên thì em riêng về trang sức thì nó cũng khó nói lắm các chị ạ. Ví dụ những cái mà em không nói bằng titan ấy thì các chị cũng thông cảm giúp em là nếu như mà về nó có bị bay màu hay như nào đó, các chị thông cảm giúp em. Tại vì những mẫu đó là em chỉ dám đảm bảo các chị là em bán rẻ nhất thị trường thôi. Có những đôi bông tai có 29.000 thôi thì các chị cũng thông cảm giúp em nhé. Tại vì có những đôi bông tai có 19-29.000 thì tất nhiên là em cũng không nói bằng titan, thì tất nhiên là nó cũng sẽ không được bền màu đâu. Tại vì trang sức mà các chị, nếu như mà nó cứ bền màu mãi thì em không thể bán được hàng, đúng không các chị? Em này em cứ nói thật với các chị là như vậy. Tại vì trang sức mình phải xác định là nó sẽ phải qua mẫu thì mình mới đeo sang trang sức. Còn nếu những chị mà cứ thích nó bền mãi thì các chị chỉ có đeo vàng ta thôi. Còn nếu như vàng tây nó cũng sẽ bay màu, mình cũng sẽ phải đổi mốt. Mà những cái này mỗi khi mình đổi mốt giá của nó thì cực kỳ rẻ luôn các chị ạ. Bây giờ nó có titan này thì những chị da nhạy cảm nhất các chị vẫn đeo được. Riêng với hàng titan vàng hồng này này các chị này, em đảm bảo các chị, em nói thật sự các chị, em đeo đúng như thế là nó bền đúng như vàng tây luôn đấy các chị ạ. Và giá thì nó yêu thương hơn nhiều nhưng nó bền đúng như vàng tây luôn. Và nó cũng không có dị ứng da nữa cơ. Đặc biệt là không dị, không đen, khi mình tắm giặt thoải mái luôn. Các chị lên giúp em mã này là mã xịn 16 ạ. Cái dây huyết áp này các chị mua bên ngoài nó trên triệu luôn. Em tặng các chị 299.000 đồng. Cái này huyết áp của nó là bên trong đây này các chị này. Đó, cái từ trường của nó nằm ở bên trong nhá các chị nhá. Và đây, ở bên trên này, hai cái hông ở cổ của mình ấy thì nó sẽ có hai cái hột nổi ra là nó đằng sau. Nó làm thứ nhất là vừa đẹp này, thứ hai nữa là huyết áp bảo vệ sức khỏe nữa. Cái dây nó dài 4,5 tấc. Em đảm bảo cái dây này là các chị đeo sẽ siêu bền. Những cái gì em nói các chị là bền thì nó là bền, còn những cái gì em không nói thì tức là em cũng không biết là nó bền hay không, tại vì mẫu mã thì thay đổi liên tục. Các chị lên giúp em mã này là mã xịn 16, em tặng các chị là 299.000 đồng. Xịn 16 giúp em nhé. Một mẫu này các chị, khách hàng của bên em đến nhà em á, bảo con trai mua cho bên Nhật gần 1 triệu đó các chị. Em bán tặng y xì luôn. Tại vì hàng Nhật, các chị biết tại sao không ạ? Người Việt Nam mình sang Nhật mua nhiều khi á còn không biết chỗ mua, qua tay mấy lần rồi. Còn em thì em nhập ở tận nơi sản xuất luôn, và người ta gửi đến sang Nhật người ta bán. Thì các chị biết là giá của nó phải giá nó phải đỡ qua bao nhiêu cầu mà em ăn lãi các chị, em ăn lãi tiền nghìn luôn ạ. Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã xịn 16. Em tặng các chị 299.000 đồng mã xịn 16 giúp em nhé. Xịn 16 là 299k thôi. Cái này thì siêu bền rồi, bằng titan, mại này là màu vàng hồng. Dài được 4,5 tấc.
Các chị lên giúp em mã này là mã VIP 39 ạ. VIP 39 giúp em nhá. VIP 39 thì em có là một cái vòng titan bằng kiểu dáng của nó sẽ là cái khảm của nó là màu đen cho nên nó nổi bật các chị ạ. Hình chữ H này nó bằng đá này. Em tặng các chị nhà mình VIP 39 99.000 đồng. Đi tay các chị là 54 56 đeo vừa. Kiểu dáng này của nó nhìn rất là sang luôn, cái kiểu dáng nó hiệu chữ hiện ở chữ H đấy các chị. Nên cho em là VIP 30 VIP 39 ạ, với giá là 99.000. Khóa của nó rất là chắc nhé các chị. Khóa của nó cực kỳ chắc chắn luôn đấy các chị. Ngắm giúp em vòng titan bên em nó bóng kít như này và nó rất là bền màu luôn đấy các chị. Hàng này là hàng titan đúc đặc nguyên khối của titan. Đeo thì các chị sẽ biết là nó không bị méo này, không dễ dàng méo, mà cái khóa của hàng titan nó cực kỳ chắc như này. Đó, các chị mở một tay ấn xuống, một tay ấn lên. Đó. Các chị chỉ cần một tay này các chị ấn xuống này, một tay này các chị nhấc lên. Đa số vòng titan nó sẽ là như này. Đó, mở rất là dễ dàng nếu như biết cách mở, còn nếu các chị cứ cầm giật như này nó sẽ không ra. Các chị lên giúp em là VIP 39 với giá 99.000 đồng VIP 39 giúp em. Các chị lên giúp em mã này là mã VIP 40. Cái vòng này hôm nay em vòng này em mới về em bán tặng các chị giá siêu yêu luôn này. Vòng này là vòng kiểu dáng mà các chị bóp ra bóp vào được, cho nên là tay các chị to hay nhỏ này các chị có thể bóp ra bóp vào giúp em được nhá. Các chị lên giúp em mã này là mã VIP 40 ạ. Em tặng đến các chị yêu 69.000. VIP 40 này các chị có thể bóp ra bóp vào đều được nhá các chị nhá. Thế các chị bóp vào giúp em này. VIP 40 ạ, với giá VIP 40 là 69.000 đồng mã VIP 40, nhìn nó đẹp chưa các chị? Cái kiểu dáng cái lá dừa, lá kiểu dáng là lá dừa hay là lông vũ ấy các chị. Kiểu dáng của nó thiết kế kiểu dáng để mình có thể bóp vào bóp ra được. Các chị lên giúp em là VIP 40 với giá có 69.000. VIP 40 có 69.000 đồng thôi các chị, giá cực kỳ yêu luôn. VIP 40 69.000 đồng mã VIP 40. Thanh đến like xả đi này. Đến like xả đi này. Để em lên cho chị mấy mẫu đồng hồ nha. Tại vì em thấy nhiều chị hỏi đồng hồ quá. Hôm nay em có cái mẫu đồng hồ này, nó sẽ là đồng hồ dây da đen này. Nhưng mà hôm nay của em nó sẽ là có số La Mã và kim của nó sẽ là kim màu xanh. Rất là độc lạ luôn nha. Và cái dây da này các chị ngắm cái sợi dây da này nó rất là mềm này. Dây da là dây da màu đen cho em. Cho giúp mã này mã đồng hồ dây da kim xanh cho em ạ. Đồng hồ dây da kim xanh giúp em nhá. Tại vì cái mã này nó sẽ là một mã mới tinh. Mã này viền của nó sẽ là viền titan màu vàng 18K rất là sang chảnh như này. Và đồng hồ chính hãng Harley nha, có giật ký hiệu Harley ở trên dây da luôn này các chị. Bản này nó sẽ là hàng chống nước. Dây da của em nhưng mà nó sẽ là hàng chống nước. Size mặt lớn này, size mặt nhỏ này nó sẽ là size mặt 27. Nó không nhỏ như dây kim loại. Nó sẽ lớn hơn dây kim loại nha. Size mặt của dây da sẽ là size mặt 27 cho em. Rất là dễ xem giờ luôn. Số La Mã này rõ ràng. Và cái mẫu này em sẽ có size mặt lớn là size 40 này. Size mặt nhỏ 27 và size mặt lớn vẫn là 40 cho em. Đồng hồ dây da đen kim xanh nha. Mẫu này em sale chị yêu với giá là 189K. Đồng hồ dây da đen kim xanh hàng chống nước. Em ra cho chị kiểm tra hàng thử nước trước khi nhận. Tại vì hôm nay là live trang sức nên em chỉ lên qua đồng hồ thôi nha. Nếu mà các chị muốn xem kỹ đồng hồ ấy thì mấy hôm nữa sẽ có nhiều mẫu hơn ạ. Còn hôm nay em lên qua cho chị mấy mẫu mới này. Mẫu này của em nó sẽ là kiểu dáng thiết kế như kiểu Rolex Ngọc Trinh ấy. Cái kiểu này rất là sang luôn. Viền của nó sẽ là viền phay này. Và kim của nó sẽ là rất là rõ ràng ở bên trong. Cái những cái múi giờ này nó sẽ là đính đá nữa nha. Cho do mã này là mã đồng hồ 356 ạ. Chính hãng Harley này. Chốt khóa này nó sẽ dập ký hiệu Harley và dây titan. Dây titan nha chị, đeo bền màu ít nhất cũng phải được 2 đến 3 năm nha các chị. Và kim, à em xin lỗi, là pin của nó ấy, nó cũng rất là bền luôn. Pin của nó cũng rất là trâu luôn và hàng chống nước tuyệt đối luôn. Có tem của người đi bơi này, dù các chị đi bơi vẫn thoải mái luôn ạ. Cho dù mã này là mã đồng hồ 356 vàng mặt trắng ạ. Không các chị cứ cho là đồng hồ 356 của nữ hay của nam nha. Đồng hồ 356 nữ hoặc đồng hồ 356 nam là được. Size mặt nhỏ này nó có mũi 24 thôi ạ. Size mặt nhỏ này sẽ nhỏ hơn những cái loại bình thường. Và size mặt lớn này có 36 thôi. Thật ra em thấy nhiều chị đeo size mặt 36 luôn ấy. Cái mẫu này thì em nghĩ là nam hay nữ đều đeo được cái size mặt lớn này nha. Cho dù mã này mã đồng hồ 356 ạ. Lớn hay nhỏ nha, đồng hồ 356 lớn hay nhỏ này. Cái này cổ tay của chị lớn hơn một chút ấy, thì đeo nó sẽ đẹp hơn. Size mặt 36 này. Đồng hồ lớn là
Em sale các chị mẫu này với giá là 189k luôn ạ. Đồng hồ 356 thôi, sale luôn 179k hôm nay nhá. Hôm nay giá cái gì cũng rẻ luôn, một mẫu mới tinh em sale 179k thôi ạ. Đồng hồ 356 179k, để em lên nhẫn cho chị nha. Em thấy rất là nhiều chị hỏi nhẫn. Những cái mẫu nhẫn lẻ size hôm nay em đăng ấy thì em có lên đầu like hết rồi. Em lên cho chị một cái mẫu này, nhẫn này nó sẽ có đủ size luôn nha. Nhẫn đủ size nhưng mà em bán giá rất là rẻ luôn. Cái nhẫn này em có là một cái nhẫn đá cao và nó hai hàng đá nhỏ. Nhẫn hàng titan em có đủ size từ size 5 cho đến size số 8 ạ. Chốt cho mã này là mã N64 ạ. Với giá là 69k N64 cho em nha. Cực kỳ đẹp luôn, đá nổ nó sẽ xoay xung quanh như thế này, nó đều là đá hết cho em này. N64 với giá là 69k, có đủ size từ size số 5 và nhẫn titan cho em. N64 là 69k. Nhẫn này còn mỗi size số còn một size này, nhẫn một size thôi em cũng xem luôn các chị với giá là 69k. Hàng titan VIP luôn nha, nhẫn này đầu tiên em bán 99, rất là nhiều chị biết rồi. Chiếc nhẫn này là một chiếc nhẫn đá đỏ này, ngọc như kiểu ngọc của nó rất là trong luôn và xoáy xung quanh của nó sẽ đính đá pha lê nhỏ bên dưới rất là sâu, nó sẽ gắn sâu xuống bên dưới nên nó sẽ không dễ gì bị long đá đâu nha. Hàng này nó siêu bền luôn ạ. Nhẫn titan này em sale chị với giá là 69. À em xin lỗi. À đúng rồi, N65 em sale 69k luôn ạ, còn mỗi size 8 thôi. N65 còn mỗi size 8 với giá là 69k N65 cho em. N66 này em cũng còn mỗi một cái size 6 này. Em cũng còn lẻ size này, nhẫn này em sale chị 49k luôn nha. N66 nhẫn này cực kỳ sang luôn ấy, bản nhẫn titan này nó sẽ là ở bên dưới thì nó nhỏ nhỏ vừa vừa nhưng mà ở bên trên này nó sẽ là uốn lượn. Cái hình hoa văn rất là sang như thế này. Em theo chị 49k N66 ạ. Chắc là còn size 5 hoặc là size 8 hoặc là em xin lỗi là size 6 hoặc size 8 hoặc size 6 hoặc size 7 ấy. Em nhớ là nó còn hai size nhưng không nhớ chính xác. Các chị cứ lên đơn 6 7 8 này các chị cứ lên cho em nha, nếu mà hết thì nhân viên sẽ báo sau ạ. Chốt giúp mã này mã N66 ạ, với giá là 49k N66, hàng titan siêu đẹp luôn. N66 49k cho em. N66 49k nhá. Để em lên cho chị mã xả nha các chị. Xả này em lên cho chị mẫu này nó sẽ là xả 10 này. Xả 10 này của em nó sẽ là cả một set luôn, gồm cả dây chuyền và bông tai luôn. Cái bông này nó sẽ là bông kiểu dáng thiết kế kiểu cổ điển nha các chị. Thật sự là cái màu sắc của nó đã như thế này rồi, nó sẽ là cái màu trà trà như thế này rồi. Tôi tối này nó kiểu vintage đấy các chị. Cái mẫu này của em nó sẽ là đính hoa này, những cái viên đá của nó sẽ là những cái viên đá màu xám nhá, màu xám nhá, không phải là màu trắng đâu ạ. Và ngọc trai của nó cũng là ngọc trai màu trà. Đến đây ghi giá cho chị đấy. Cho giúp mã này là mã xả 10 cho em ạ. Xả 10 này em tặng các chị yêu với giá là 99k một set nhá. Xả 10 này em sale thôi, em sale luôn các chị với giá là 89k đi. Cái set này của em nó gồm 3 món luôn và cái đôi bông này thật sự là hàng cao cấp luôn đấy các chị. Mẫu này em nhập đầu tiên, cái đôi bông này đầu tiên em bán cho chị đã là 69k rồi. Hàng này nó sẽ là hàng thiết kế cao cấp nhá. Và hai cái sợi dây này nó là titan toàn bộ, cả dây cả mặt luôn ạ. Không phải là nguyên dây titan đâu mà cả cái mặt này cũng là titan cho em, mặt này có thể xoay được này. Và cái mẫu này em sale 3 mẫu này với giá cho chị là 89k xả 10 ạ. Xả 10 89k, lên cho mã này mã xả 11. Em có cái bộ này nó sẽ là có 3 đôi bông tai ạ. Một đôi bông tai hình chiếc lá này, cái này nó sẽ là gắn nhũ, nó có phủ nhũ ở bên trong như thế này nhá. Ngọc trai này cực kỳ xinh luôn, bông tai tua dài cho em ạ. Xả 11 này em sale cho chị yêu với giá là 33 món như thế này nhá. Bông chiếc lá này đẹp chưa các chị ơi? Xả 11 này em sale cho chị set 3 đôi bông này với giá là 99k xả 11 cho em. Xả 11 này thật sự là hai đôi bông titan này toàn là hàng cao cấp thôi các chị ạ. Hai đôi bông titan tua dài này toàn hàng cao cấp thôi. Xả 11 cho em các chị. Giờ em giờ ở trên live tại nó nhiều món ấy, chị nhìn không kỹ ấy. Nhưng mà thật sự là các chị về nhận hàng, kiểm tra hàng ấy, các chị đeo từng món một thấy cái gì cũng đẹp luôn, thật sự luôn ạ. Cho dâm mã này là mã xả 11 với giá là 99k xả 11 cho em. Hai đôi bông titan và một đôi thiết kế nhá. Lên cho mã này là mã xả 12 này. Em có một cái set này nó sẽ gồm một đôi bông này,
cái hàng xả này các chị cố gắng chốt nhiều, chốt dư ra một chút cho em. Sau đó thì ví dụ mình thừa thì lúc nhân viên gọi chốt đơn các chị báo là bên em vẫn sẽ bỏ ra đó chị được. Tại vì thật sự là các chị chốt ít quá là không có đủ đơn để bọn em gọi đâu. Bán những cái set này em chỉ có duy nhất một set thôi. Những cái mã xả này em chỉ có duy nhất một mã thôi. Nên em không có số lượng luôn ạ. Hàng xả này em không có số lượng. Nên các chị cố gắng chốt dư ra cho em nhé. Xả 10 mấy. Xả 12 cho em. Xả 12 này toàn bộ titan luôn này, cả dây cả mặt nhá. Dây này nó chỉ là dây titan nhỏ thôi. Bán dây vuông này, dây thiết kế này và một cái đôi bông sát tai này, chốt khóa bấm này. Xả 12 này em sale các chị với giá là sale luôn các chị với giá là 69k nha. Xả 12 69k quá là rẻ luôn. Thật sự các chị mua một sợi dây này bình thường nó bao tiền. Em sale 3 món với giá là 69k xả 12 cho em. Xả 12 69k. Lên cho mã này là mã xả 13 này. Xả 13 này em có một cái vòng ngọc trai như này. Ôi thật sự là cái vòng này nó hơi bị em báo luôn là cái vòng này nó hơi bị cũ cái chỗ này rồi nha. Nên thôi cái vòng này em không lên like nữa. Cho cái mã này là mã xả 13 này. Em có cái này nó sẽ là cái một cái đôi bông titan màu vàng hồng này. Một set bộ này. Xả 13 này nó sẽ là hai món titan thôi. Em cái vòng này em vẫn tặng kèm nha các chị nha, nhưng mà em sẽ tính giá rẻ hơn nha các chị. Kia em chỉ tính tiền cái bộ này thôi. Bộ titan này em sale các chị với giá là 59k, tặng kèm luôn cái lắc ngọc trai này. Coi như thật sự là cái bộ này đầu tiên em bán 99k nguyên một cái set bộ 3 món, hai món như thế này rồi. Bây giờ được tặng kèm một đôi bông này và cái lắc ngọc trai này không tính tiền nha các chị. Với giá là 59k thôi, xả 13 59k đi. Xả 13 cho em ạ. Lên cho mã này mã xả 14 này. Em có cái set này nó rất là nhiều ngọc trai luôn các chị nha. Cái set này của em nó sẽ là một cái dây chuyền ngọc trai này. Dây chuyền ngọc trai titan 2 tầng nha các chị. Và nó sẽ là một đôi bông ngọc trai tua dài rất là xinh như thế này nữa, khóa móc câu ạ. Cho số mã này là mã xả 14 ạ. Xả 14 này, đôi bông này cực kỳ sang luôn nha. Các chị mặc với đầm dài ấy, mình đeo lên cái đôi này và cái dây chuyền này nó sẽ là dây chuyền titan thiết kế 2 tầng này. Xả 14 cho em tặng sale cho các chị với giá là 59k xả 14 set 2 món nhá. Xả 14 là 59k cho em. Xả 14 ạ. Dây titan đấy là dây titan thiết kế nên tầng bên trong của nó chỉ được 4 tấc, nữa hết tăng đôi là 4 tấc rưỡi thôi ạ. Lên cho mã này mã xả 15 này. Các chị ơi ngắm cho em cái đôi bông này. Đẹp xuất sắc luôn. Cái set xả 15 này cực kỳ đẹp luôn ấy. Cái đôi bông này nó sẽ là đôi bông hàng cao cấp này. Các chị ngắm cho em. Đá pha lê của nó gắn siêu nhiều luôn ạ. Xả 15 này em sale các chị yêu với giá là 65 này em sale chị với giá là 79k nha. 79k chỉ bằng cái tiền đôi bông này đầu tiên em like thôi. Mà các chị biết là bên em ăn lãi tiền nghìn. Và cái đôi bông này nó thật sự là nó hàng đẹp. Các chị nhận hàng sẽ thấy là cái đôi bông này nó sẽ tôm vàng tôm màu vàng 18k. Còn lại là hai cái đôi bông còn lại của cái set này nó sẽ là tôm màu vàng 14k nha. Các chị lên đơn cho mã này là mã xả 15 cho em. 79k xả 15. Hai cái này là màu vàng 14k nên nó nhạt hơn so với cái đôi bông còn lại ấy các chị. Xả 15 cho em. 79k xả 15. Có 3 đôi bông nha, nhưng mà tại vì nó to quá ấy, nên em chỉ lên có một cái thôi. Lên cho mã này mã xả 16 này. Xả 16 này em bị rớt mất kia sợi dây chuyền rồi. Cái này nó sẽ gồm một chiếc lắc tay này. Thật sự cái set này các chị thử săn. Cái vòng này em thấy rất là nhiều tiệm bán. Em thấy rất là nhiều tiệm trang sức lớn ấy, người ta bán luôn nha. Cái lắc tay như thế này này, đẹp cực kỳ luôn. Một cái nhẫn này nó sẽ là nhẫn size tay số 7 cho em ạ. Mà một đôi bông nữa. Cái set này thật sự là 300. Set này là 389k một set. Nhưng mà bây giờ sợi dây chuyền của em bị làm rơi mất thì em còn 3 món như thế này. Em sell cho các chị thiếu mỗi một sợi dây chuyền thôi, em sale các chị hẳn luôn là 159k 3 món nhá. Các chị mua nguyên một cái lắc tay này ở bên ngoài đã 200 mấy rồi. Thật sự các chị cứ tìm hiểu thoải mái cho em. Em bộ này đầu tiên em bán 389, hôm nay còn 3 món nhưng mà cái nhẫn này size tay số 7 thôi ạ. Em còn 3 món em sale các chị 159k. Chốt cho mã này là mã xả 16 ạ, 159k, nhẫn size 7 cho em. Một đôi bông, một cái lắc tay và một cái nhẫn ạ, xả 16 159k. Lên cho mã này mã xả 17 này.
Cái đầu bông này cực kỳ đẹp luôn các chị, mà nó hàng titan nha. Hàng thường thì em không nói, nhưng mà hàng titan này nó mà nó có kiểu đẹp như thế này này các chị ơi. Bán này nó sẽ là hình giọt nước, và đá này nó cực kỳ ánh luôn, đá thật nhá. Cái bên trên của nó sẽ là một viên đá sát tai. Đeo đôi bông này nó sẽ là đeo sát tai cho em. Một cái dây chuyền này nó sẽ là dây chuyền titan mỉ ép ạ, dây chuyền titan mỉ ép này. Và cái mẫu này nó là một cái lắc tay nữa titan, nhưng mà cái lắc tay này thì nó sẽ là màu vàng 14k, các chị lưu ý cho em nha. Lắc tay là màu vàng 14k này, và dây chuyền và bông tai thì là màu vàng 18k, đẹp cực kỳ và toàn bộ titan luôn. Thôi dung mã này là mã xạ 17 cho em ạ. Xạ 17 em sale các chị yêu với giá là 89k nha, xạ 17 89k cho em. Cái đôi bông này nếu mà chị yêu nào đầu tiên xem like thì biết là 69k một đôi bông rồi. Bây giờ em sale các chị 3 món cho 89k thôi, xạ 17 cho em. Lên cho mã này mã xạ 18 này. Mình nhặt dây cho chị đi, chị đeo móng tay. Xạ 18 này nó sẽ là một cái dây chuyền này. Các chị ơi, mặt này là đẹp kinh khủng luôn. Cái mặt này nó sẽ là hình giọt nước đá hồng cho em nha. Và cái này nó sẽ có một cái đôi bông tai nữa này. Cái đôi bông tai này của em nó sẽ có ngọc trai và đá pha lê xanh này. Xinh chưa các chị? Bông này nó sẽ tua khoảng độ 4 phân. Cái này nó sẽ là chốt lớn nhá, chốt lớn luôn. Và cái bông này kiểu dáng thiết kế rất là sang. Cái dây chuyền này nó sẽ là dây chuyền dài được 5 tấc ạ, khóa tròn. Dây titan dài 5 tấc khóa tròn kèm theo một cái mặt hình giọt nước màu đá hồng nhá. Chị lưu ý cho em là đá màu hồng nhạt ạ. Cái này nó sẽ là một cái lắc chân nữa, một chiếc lắc chân titan nữa này. Set này nó sẽ có một đôi bông, một dây chuyền và một lắc chân. Cho cái mã này mã xạ 18 ạ, siêu đẹp luôn nha. Ba món này em sale chị với giá là 79k thôi. Xạ 18 79k ba món. Trời quá là hời nha. Cái mẫu xạ này các chị, nếu mà chị nào chưa kịp xem ấy, chưa kịp nghe em tư vấn ấy, thì các chị có thể xem lại hoặc là các chị chụp ảnh lại màn hình nhá. Xạ 18 với giá là 79k zen. Lên cho mã này mã xạ 19 này. Xạ 19 này em có cái set bộ này, nó sẽ là set bộ hoa cỏ 4 lá này. Nó sẽ gồm một cái lắc chân nha các chị. Cái này nó sẽ là lắc chân titan hàng xịn luôn ạ. Lắc chân titan hàng xịn luôn. Cái này nó sẽ có tua du ở bên dưới này, đeo lên chân cực kỳ đẹp luôn. Và một đôi bông tai hoa cỏ 4 lá nữa nha các chị. Đôi bông tai đây, một dây chuyền và một đôi bông tai kèm theo một cái lắc chân hoa cỏ 4 lá. Cho dung mã này là mã đưa để cái bông này lên đây cho chị. Cho dung mã này là mã xạ 19 cho em ạ. Đây, tặng kèm cho chị một đôi bông đít vặn titan nữa nhá. Một đôi bông đít vặn hình bông hoa hồng màu đỏ như thế này nữa. Cho dung mã này mã xạ 19 với giá em tặng các chị yêu là 79k luôn. Xạ 19 79k. Cái lắc chân này titan và cái set bộ này cũng là titan và bông tai này cũng là titan. Set này toàn bộ titan cho em, siêu đẹp nhá. Cái này rất là dễ đeo, bông sát tai toàn bộ này. Xạ 19 với giá là 79k. Lên cho mã này mã xạ 20. Xạ 20 này. Cái dây này nó cực kỳ đẹp luôn nhá chị ạ. Dây này nó là dây thiết kế của em. Dây thiết kế mặt và dây đều là titan nha. Dây thiết kế này nó sẽ như kiểu là hai tầng dây móc xích ấy, nó ghép vào với nhau này, lạ mắt, rất là lạ mắt và màu sắc của nó cũng đẹp nữa. Dây này của em nó chỉ có một size là dài được 4 tấc rưỡi thôi nha. Dây này nó sẽ là móc khóa thường nhưng mà nó sẽ là dài 4 tấc rưỡi. Cả dây cả mặt titan này. Gồm một đôi bông tai ngọc trai nữa này. Cái bông tai ngọc trai này chốt khóa bấm nhá, xinh cực kỳ luôn các chị ơi. Bông tai ngọc trai này nó sẽ là chốt khóa bấm có đính đá như thế này này các chị. Bản bông ngọc trai đính đá như thế này sát tai nha. Và một cái đôi bông này nó sẽ là đôi bông màu bạch kim nữa. Tại vì set này nó có 3 món cơ. Một dây chuyền titan toàn bộ này và hai đôi bông tai. Em tặng các chị yêu với giá là xạ 20 này, em tặng các chị yêu 99k xạ 20. Các chị lưu ý cho em dây này là dây thiết kế cao cấp nha. Cái mặt này là mặt titan đúc đặc luôn này. Cái mặt titan luôn, rất là bóng sáng như này. Nguyên sợi dây đầu tiên em bán trăm mấy rồi. Giờ tặng kèm cho chị hai đôi bông nữa với có mỗi 99k thôi. Xả bao nhiêu? Xả 20 à? Xả 20, 99k gen. Lên cho mã này mã xả 21 này. Em có cái set này nó cũng là hoa cỏ 4 lá. À 3 lá nha các chị. Nhưng mà nó đính đá cơ. Set hoa cỏ 3 lá đính đá này. Một dây chuyền này nó sẽ là dây chuyền mặt trái tim này. Dây này của em nó sẽ là dây dài 5 tấc nha. Và dây của hoa cỏ 4 lá này nó chỉ có 4 tấc nữa. Tăng đơn là 4 tấc rưỡi thôi. Nó sẽ có 2 set luôn. Cái xả 21 này của em nó sẽ có 2 set luôn. Một set là một cái hình hoa cỏ 3 lá và một set là hình mặt trái tim như thế này. Đôi bông của nó đây nha, tại vì đôi bông của nó giống y hệt cái mặt đấy, nhưng mà nó sẽ là đeo sát tai. Cho dung mã này là mã xả 21 ạ. Em sale cho chị hai bộ này với giá là
99k luôn, xả 21, 2 bộ 99k. Bằng tiền một bộ thôi các chị ơi. Các chị mua một mà được hai. Và dây này cả dây cả mặt titan luôn này. Cả dây cả mặt titan cho em siêu đẹp. Xả 21, 99k dây. Lên cho mã này mã xả 22 này. Cái này em sẽ có hai dây chuyền màu bạch kim luôn nhá. Dây này nó sẽ là dây titan cả dây cả mặt này các chị. Cả dây cả mặt titan luôn và dài được 4 tấc nữa, tăng đơ là 4 tấc rưỡi. Còn cái mẫu này của em thì nó sẽ được cái mẫu này của em nó sẽ được 5 tấc nha các chị. Cái mẫu dây này thì nó sẽ được 5 tấc này, hai dây thôi à. À còn tặng kèm nó chị một đôi bông nữa này. Đôi bông này của em nó sẽ là một cái đôi bông kiểu móc khóa như thế này. Đá pha lê của nó này các chị nhìn ánh chưa? Cái đá pha lê này của em nó sẽ là đá pha lê nhiều màu nha. Đá pha lê ở chính giữa là đá pha lê nhiều màu và cái chốt này nó sẽ là chốt cái chốt không móc câu ấy. Chỉ cần móc ra tay là được. Chốt dung mã này là mã xạ 22 ạ. Em sao á chị? Set này với giá là 69k xạ 22 ạ. Xạ 22 69k một set 3 món cho em. Xạ 22 69k. Lên cho mã này mã xạ 23 này. Em có cái sợi dây chuyền này nó sẽ đính những cái viên ngọc trai ở bên xung quanh như thế này nhá. Nó đính ở bên trên như thế này, lạ mắt cực kỳ luôn. Và ở bên dưới là một cái mặt hồ lô nó tua những cái viên ngọc trai này các chị ơi. Bản này nó sẽ có những cái viên ngọc trai bong loang ở bên dưới như thế này. Đeo nó sẽ rất là xinh luôn nha. Cho dòng mã này mã xạ 23. Cái lắc tay nữa này, lắc tay này nó sẽ là lắc tay kim tiền nha. Lắc tay này nó sẽ có đồng xu kim tiền bằng titan này. Và một cái đôi bông nữa. Cho dòng mã này mã xạ 23 cho em. Xạ 23 này em sale chị với giá là 79k xạ 23 cho em nha. Đấy, cái đôi bông này xinh chưa các chị? Bông tua dài và đính đá toàn bộ này. Đá của nó sẽ là đá hình giòn nước màu đỏ này, một cái lắc tay titan này, một sợi dây chuyền titan. Cái này nó là titan toàn bộ luôn nha. Cả những cái mặt này nó cũng là titan nữa này các chị. Và cái dây này nó là dây thiết kế nên nó chỉ dài được 4 tấc và nới hết tăng đơ là 4 tấc rưỡi thôi. Cho dung mã xả 23, 79k xả 23, 3 món luôn nha. Thật sự là không bằng tiền một món lúc đầu em bán luôn ấy các chị. Xả 23 là 79k luôn thôi em. Lên cho mã này mã xạ 24 này. Cái dây bướm này nó sẽ là dây bướm thiết kế nhá. Cái bản dây bướm này nó sẽ có 3 tua ở bên dưới như thế này. Và nó là titan toàn bộ luôn ạ. Cho dung mã này mã xạ 24. Cảm kèm cho em một set này. Nó sẽ là set dây chuyền này. Dây chuyền và mặt đều là titan. Cái set này chị nào mà thích đeo dây nhỏ mà đeo toàn bộ titan ấy thì cho dung mã set này. Toàn bộ cả dây cả mặt là titan luôn. Và đôi bông này nó cũng là titan nữa này. Xạ 24 này em sale chị yêu với giá là 79k xạ 24 cho em. Xạ 24 79k. Set 3 món titan toàn bộ nhé. Xạ 24 79k cho em rất là đẹp. Và nhỏ nhỏ xinh xinh ạ. Xạ 24 79k cho em. Lên cho mã này mã xạ 25 này. Cái dây chuyền này của em nó sẽ là dây hình thỏi vàng nha các chị. Bản này của em nó sẽ là một cái hình thỏi vàng. Mặt là hình có dập chữ luôn này. Có dập chữ nhá. Và một đôi bông này. Cái đôi bông này của em nó sẽ là cái đôi bông bấm sát tai. Bông bấm sát tai đá pha lê xanh ạ. Kèm cho em một cái lắc tay nữa. Lắc tay này nó sẽ là lắc tay dây rút và những cái hạt bi nha các chị. Set này nó toàn bộ titan luôn. Cho dung mã này mã xả 25. Em sale chị với giá là 69k xả 25 ạ. Bằng tìm một cái lắc tay này thôi các chị ơi. Lắc tay này nó sẽ là lắc tay hàng thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Các chị ngắm này. Titan mà họ làm rất là xinh nha. Pin phun cát này, pin trơn này. Đôi bông này nó sẽ là khóa bấm rất là dễ đeo. Và một cái sợi dây chuyền này. Xả 25, 69k, xả 25 cho em. Lên cho mã này mã xả 26 này. Cái dây này của em nó sẽ là một dây titan kèm mặt nha các chị. Các chị cố gắng là các chị... nếu mà mình thấy thích ấy, thì mình chụp ảnh màn hình vào rồi lúc chốt đơn thì các chị báo là mình lấy set nào cho em nha. Các chị cứ chốt dư lên cho em. Rồi sau đó thì lúc chốt đơn các bạn gọi các chị bạn đọc là chị chốt được những mã này 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 này. Thì các chị báo là chị lấy mã này là được nha các chị. Chốt cho mã này mã xạ 26 này. Set này của em gồm 3 món nha. Cái đôi bông này. Ủa, cái đôi bông này. Từ mũi về. Cái đôi bông này nó sẽ là chốt khóa bấm này. Chốt khóa bấm titan cực kỳ chắc chắn. Và ở bên dưới này nó khảm xà cừ. Bông này hình như là em mới like có một lần đấy sao ấy các chị. Bản này siêu đẹp luôn. Bông tai siêu đẹp mà còn mỗi một đôi thôi. Cái đôi bông này nó sẽ là một đôi bông hàng thiết kế tua dài nha.
thiết kế tua dài có ngọc trai này, sang cực kỳ luôn nhá chị ạ. Các chị phải đeo lên, người mẫu người ta đeo mà em thấy mê luôn ấy. Cái bản này nó sẽ là, nếu mình đeo ấy thì mình sẽ có thể đeo được hai kiểu, một kiểu là mình tháo cái tua đằng sau ra, mình đeo thành nó sẽ sát tai như thế này thôi này, nó sẽ là ngọc trai nó nổi lên bên trên như thế này thôi. Và cái này nó sẽ là một cái sợi dây chuyền titan mì ép bản 4 tấc. Nới tăng đơ là 4 tấc rưỡi bản 3 ly, kèm theo mặt titan luôn ạ. Chốt dân mã này mã xạ 26 ạ. Em sale chị với giá là 89k xạ 26 nha. Xạ 26 89k cho em xạ 26 ạ. Lên cho mã này mã xạ 27 này. Cái dây này của em nó sẽ là dây titan hình bướm này. Dây titan này mặt của nó sẽ là mặt đá pha lê hình bướm nha các chị. Và cái này nó sẽ có một cái dây chuyền mặt đá xanh nữa này. Dây này nó toàn dây vừa vừa thôi. Chị nào mà cổ vừa vừa thôi thì chốt nha. Dây này nếu mà không nới thì nó chỉ được 4 tấc thôi. Và nới hết thì nó sẽ là 4 tấc rưỡi. Và một đôi bông titan nữa này. Bông titan này nó sẽ là bông khóa móc câu ạ. Hoặc là các chị mua những cái dây này cho các bé đeo ấy. Em thấy là cũng rất là xinh. Mặt này nó sẽ là mặt bướm mà. Trong dân mã này mã xả 27 nha. Em sẽ chị xả 27 này với giá là 79k luôn nhá chị, xả 2779k. Đẹp chưa, cái bông này rất là xinh ấy các chị. Bản này nó sẽ là bản móc câu dài luôn ạ. Bông móc câu titan nha, xả 27 với giá là 79k xả 27 cho em. Lên cho mã này là mã xả 28 này. Em có hai cái sợi dây chuyền thiết kế này các chị. Dây chuyền thiết kế này nó sẽ là cái mặt của nó là cái mặt ngọc trai luôn, không cần kết hợp với mặt gì khác nha. Dây để đeo lên cổ sẽ như thế này này, một tầng của nó sẽ là một tầng chữ O và một bên của nó sẽ là ngọc trai, kèm theo cái mặt của nó đây nha, mặt titan luôn ạ. Cái bên dưới là ngọc trai nhưng mà bên trên này nó là titan. Và một dây chuyền này nó cũng là dây titan bướm, hai cái con bướm nó đậu ở bên trên như thế này nha. Cho dân mã này là mã xả 28 ạ. Xả 28 này em sale cho chị với giá là 69k 2 dây. Xả 28 69k thôi ạ. Siêu đẹp luôn. Cái mặt này các chị có thể tháo ra đeo với cái sợi dây chuyền dài hơn cũng được nha. Cái dây này nó sẽ có thể tháo mặt ra được. Tại vì cái mặt này nó là mặt titan này, móc khóa của nó sẽ lớn một chút. Xả 28 cho em với giá là 69k xả 28. Cái dây này nó sẽ là dây 5 tấc nha. Cái dây ngọc trai này nó sẽ là dây 5 tấc. Và nếu mà nới hết thì khéo nó được 5 tấc rưỡi các chị. Cái dây này nó dài. Nó dài mình có thể đeo kiểu thiết kế 5 tấc hoặc 5 tấc rưỡi nha. Xả 28 với giá là 69k xả 28 ạ. Lên cho mã này mã xả 29 này. Cái này em sẽ có một dây chuyền titan này, cả mặt titan nha các chị. Bản này của em nó sẽ là cái mặt hình vuông và mặt titan luôn. Cái dây này nó sẽ dây nhỏ nhỏ xinh xinh này. Xả 29 này. Một đôi bông này sang chưa các chị ơi. Bông này nó sẽ là một đôi bông lớn luôn. Hàng xịn luôn nha. Hàng VIP ấy, có những cái kiểu thiết kế độc đáo như thế này nha các chị. Còn bình thường không có những cái kiểu mà đính đá pha lê nhiều như thế này đâu. Bạn này em xem. Cái đấy là 69. Xả 29 này em xem các chị yêu với giá là 79k xả 29 nha các chị. Hai dây chuyền titan cả mặt này. Và một đôi bông này các chị đeo đi chơi, đi tiệc cực kỳ sang luôn. Bông tai đính đá pha lê màu xanh này, xả 29, hai dây nhỏ và một đôi bông lớn. Với giá là 79k, xả 29 gen. Lên cho mã này mã xả 30. Em có cái đôi bông này nó sẽ là bông bướm này, đẹp chưa các chị ơi? Nắm rồi em cái đôi bông bướm này. Chốt khóa của nó sẽ là chốt khóa bật như thế này nha. Chốt khóa này các chị hất cái này ra này. Sau đó ấn vào là được. Cái bông này cực kỳ xịn luôn. Cái bông này em về bán có một like là hết cháy hàng luôn này. Và một cái sợi dây chuyền này nó cũng là dây chuyền thiết kế này các chị. Dây chuyền này nó sẽ là một tầng của nó sẽ là dây móc xích vuông nha. Và một tầng của nó sẽ là móc xích lớn như thế này. Kèm theo cho em một cái mặt titan này, hình hoa quả bốn lá này. Và dây chuyền titan, bông tai titan tặng cho chị thêm một cái đôi bông hàng thiết kế này nữa đi. Trong dân mã này mã xả 30 ạ. Em sale chị xả 30 này với giá là 99k xả 30 nha. Xả 30 cực kỳ đẹp luôn đấy. Các chị nào mà thích những cái đồ mà mới độc lạ thì thật sự là cả hai món này nó đều rất là hàng, đều là hàng mới hết. Và em chỉ có like 1-2 like là đã hết hàng rồi. Nên nhiều khi là các chị thấy cái mẫu này khéo, nhiều chị còn chưa thấy em like bao giờ luôn ấy. Xả 30, 99k xem xả 30. Lên trong mã này mã xả 31 này. Em có một sợi dây chuyền titan bi như thế này. Nhưng mà cái set này các chị lưu ý là chị nào mà thích màu vàng 14k thì chốt nha. Màu vàng 14k thì nó sẽ trẻ hơn nhưng mà nó sẽ nhạt hơn so với màu titan bình thường. Chốt dân mã này mã xả 31 ạ. Đây, màu titan 18k đây này các chị ơi.
Màu titan 18K thì nó sẽ đậm như thế này. Đây dây titan 18K thì nó sẽ đậm hơn một chút như thế này. Và xả 31 này em có hai bộ như thế này, em sale cho chị với giá là 99K luôn. Xả 31 99K nha, hai bộ titan. À dây này nó là dây titan thôi, còn đôi bông này với mặt này không phải, em xin lỗi nhá. Cái mặt này và đôi bông này không phải titan thì em báo luôn trên live rồi các chị về khỏi thắc mắc nhá chị, dây chuyền là titan thôi. Và cái này thì nó sẽ là titan cả dây, cả những cái viên bi này cũng là titan này. Cho dâm mã này mã xả 31 99K, xả 31 với em. Xả 31 là 99K. Lên cho mã này mã xả 32 này các chị ơi, mẫu này nó cũng là một mẫu rất là hot này. Mặt titan hình hình thoi và đá của nó sẽ là đá mắt mèo màu trắng nhá. Dây titan này và cái này nó sẽ có một đôi bông nữa, một đôi bông thương hiệu như này, một đôi bông chữ B. Kèm cho em một cái sợi dây chuyền, cái dây này hình theo cái. Kèm cho em một sợi dây chuyền này nó sẽ là mặt đá pha lê tagus như thế này nhá, mặt đá pha lê tagus, dây này nó sẽ là dây phay này. Y chang dây vàng, chứ dây chuyền vàng luôn, cái mặt này cực kỳ đẹp luôn nha. Dây này nó dài được 4 tấc và nối hết tăng đơ là 4 tấc rưỡi thôi. Cả hai mẫu dây chuyền này nha các chị. Bản này em sale cho chị là sale luôn nha các chị với giá là 79K. Cho dâm mã này là mã xả 32 79K xả 32. Ba món nha các chị, ba món rồi có 79K, các chị thử tính rồi em xem siêu rẻ luôn ạ. Và toàn hàng xịn thôi, toàn là hàng titan xịn sò và những cái mẫu hot thôi các chị. Hot thì nó mới còn lẻ lại ấy. Cho dâm mã này là mã xả 33 này. Em có một cái dây này nó sẽ là dây đá pha lê đeo cổ, đeo ngắn, đeo sát cổ ấy nha các chị. Và nó sẽ có một cái dây chuyền này, nó sẽ là dây chuyền 3 tầng này, dây titan 3 tầng này. Để em lên như thế này cho dễ nha các chị, dễ hình dung này. Một tầng của nó sẽ là một tầng bên trong, cái này nó đang hơi bị rối nhưng về các chị đeo là nó sẽ nằm kiểu mà một tầng ngắn, một tầng dài, rồi một tầng dài hơn ấy. Nó sẽ chia làm 3 tầng như thế này. Cho dâm mã này là mã xả 32. À xả 33 gem. Kèm cho em một cái dây chuyền, hai cái dây chuyền này nữa đi. Dây chuyền này nó sẽ là dây chuyền titan nhá chị, dây là dây titan. Nhưng mà cái mặt này thì nó không phải gem. Lưu ý giúp em là những cái nào em báo dây titan, mặt titan thì nó với là cả dây cả mặt titan. Còn nếu cái mặt này này, với cái mặt này thì nó không phải titan nhưng mà nó rất là đẹp nhá chị. Mặt này nó sẽ là đính đá tagus này và mặt này nó sẽ là một cái viên pha lê. À em xin lỗi, là một cái viên thạch anh màu xanh lá cây ạ. Đẹp chưa các chị? Kiểu dáng thì rất là đẹp luôn nha. Dây titan cho em. Và tặng luôn nha chị cái mẫu này nữa. Là set này nó gồm 4 cái dây luôn. Set 4 cái dây em sale chị với giá là 99K. Cho dâm mã này là mã xả 33, 99K xả 33 cho em. Nguyên cái sợi dây titan 3 tầng này nó đã đắt tiền rồi. Thật sự các chị nào mà xem like của em lâu rồi thì biết, sợi dây titan 3 tầng này đầu tiên em bán nguyên một sợi dây không đã là 100 mấy hay là 99K ấy. Xả 33, 99K, 3, 4 món của em. Lên cho mã này mã xả 34 ạ. Xả 34 này em sẽ gồm một cái dây chuyền titan cả mặt này. Dây titan hình trái tim nha các chị. Dây titan, titan hình trái tim. Không bao giờ đen, không bao giờ bay màu. Và một sợi dây, hai sợi dây nữa này. Một dây hình vương miệng và một sợi dây bi này. Mẫu này em sale các chị yêu với giá là... Set này nó hơi nhiều, set này nó tận 5 món cơ. 3 sợi dây này và 2 đôi bông tai nha các chị. Đôi bông tai này nó sẽ là màu vàng hồng này. Một đôi bông tai màu vàng hồng nữa này. Bông tai vàng hồng nó có ngọc trai như thế này nha các chị. Các chị hình dung không? Nó ngắn ngắn thôi và nó sẽ có hai viên ngọc trai, một viên trên, một viên dưới như thế này màu vàng hồng. Và một cái đôi bông tua nó dài như thế này. Set này em sale các chị yêu với giá là 79K luôn nha. Cho dâm mã này là mã xả 34 ạ. 79K xả 34. Cái đôi bông này nó sẽ lớn như thế này nha chị. Khóa móc câu ạ. Xả 34, 79K xem. Xả 34. Cái dây này cực kỳ đẹp luôn đấy. Ba mẫu dây này em thấy cực kỳ đẹp luôn. Xả 34, 79K dấu các chị ưng. Các chị có một món không thích nhưng mà thật sự là nó, em nghĩ là các chị nên chốt các chị ạ. Tại vì một món không ưng nhưng mà đổi lại thì mình được hai cái món kia ưng là được rồi các chị ạ. Giá của nó siêu rẻ, nó còn rẻ chỉ bằng một món thôi ấy. Cho dâm mã này là mã xả 35 ạ. Em có một sợi dây titan 5 tấc. Dây titan ở bên trong này nó sẽ là mặt đá, mặt đá hình giọt nước màu hồng siêu đẹp. Cho dâm mã này mã xả 35 này.
Cái này em có một set gồm 2 đôi bông tai và 2 sợi dây chuyền nha. Xả 35 này em sale cho các chị yêu với giá là 89k đi. Xả 35 89k. Cái đôi bông này nó sẽ là khóa móc câu tông màu bạch kim ạ. Xả 35 89k, xả 35 giúp em 89k một set nha. Cái dây này thật sự, cái dây này nguyên cái mặt này đã đáng tiền rồi. Mặt này nó không phải nhỏ xíu đâu, nó lớn lớn và nó đính đá từ cái trên chốt khóa này đính đá xuống nha. Dây 5 tấc này. Dây bên ngoài nó là 4 tấc rưỡi cho em. Xả 35 89k. Hai đôi bông tai, hai sợi dây chuyền ạ, 89k xem. Lên cho mã này mã xả 36 này. Cô trên nó sẽ đi này. Các chị chờ em một chút, em cắm cái sạc đã nha. Tại vì em không để ý pin nó báo yếu ấy. Các chị đợi em một chút xíu ạ. Hàng xả này em có rất là nhiều. Lên trang mã này là mã xả 36 ạ. Ủa, pin này nó lỏng quá. Các chị chờ em một chút nha. Pin này em cắm cái dây sạc. Lên cho mã này là mã xả 36 này. Chắc là em lên nốt mã này rồi em sẽ nghỉ like nha các chị. Tại vì pin nó báo yếu mà cái sạc của em nó không cắm vào được ấy. Cho xong mã này mã xả 36 cho em ạ. Em có hai sợi dây chuyền này. À em có một cái lắc tay nữa nha, xả 36 này. Với giá là em tặng các chị yêu là thôi sale luôn các chị yêu với giá là 79k đi. Cái lắc tay này cực kỳ đẹp nha, lắc tay hoa ngọc có 4 lá này. Một tầng của nó sẽ là tầng dây mì này và một tầng của nó sẽ là một tầng dây móc xích như này nha. Và những cái charm này nó là titan nha các chị, những cái charm hoa có 4 lá này nó là titan. Một sợi dây chuyền ngọc trai, mặt ngọc trai siêu sang như này. Một sợi dây đá hồng nhỏ nhỏ xinh xinh này. Xả 36 với giá là 79k, xả 36 dê. Xả 36 3 món ạ, 79k xả 36 ạ. Chắc là em xin phép nghỉ like nha các chị. Tại vì cái pin của nó không vô được các chị ạ. Pin của nó em cắm mà nó cứ lỏng ấy. Nên chắc là thôi em lên nốt cái mã xả này rồi hẹn các chị lần sau nha. Để em like nốt cái mã này cho các chị yêu rồi em sẽ lần sau em sẽ lên tiếp ạ. Trong số mã này mã xả 37 ạ. Em có cái set này nó sẽ gồm một cái dây chuyền mặt ngọc trai nhỏ này, dây titan nha chị, và cái này nó sẽ là một đôi bông tua đá đỏ rất là xinh. Hai cái đôi bông titan nữa nha. Em có hai cái đôi bông titan nữa này. Em lên em khi em tắt like thì các chị có thể xem lại like rồi có muốn đặt thêm gì ấy, thì các chị cứ chốt nha, các chị cứ chốt rồi tí nữa nhân viên gọi điện chốt đơn ấy, các chị để lại số điện thoại đi, sau đó thì mình sẽ xem lại like này, nhân viên bên em sẽ gọi điện chốt đơn rồi các chị đọc thêm mã cũng được. Đầu like em like rất là nhiều nhẫn xả nha các chị, nhẫn em like đầu like gần hết rồi, nhẫn em like những cái nhẫn mà em chụp ảnh ấy thì em like rất là nhiều ở đầu like, các chị xem lại like là thấy nhá. Cho dòng mã này mã xả 37 này. Set này gồm một dây chuyền này, một đôi bông này nó sẽ là đôi bông đá xanh, một đôi bông hoa có 4 lá này. Xả 37 cho em. Em tặng các chị yêu với giá là 79k xả 37 nha. 3 đôi bông và một sợi dây chuyền 79k và nó là nhiều titan cơ. Hai đôi bông này đều là titan này, đẹp cực kỳ luôn, có 79k không bằng giá một sợi dây chuyền đầu tiên em bán luôn đấy các chị. Xả 37 79k xem. Xả 37. Em chào tạm biệt tất cả các chị nha. Chúc các chị buổi chiều.